Ừ, phát triển ngành du lịch Lý Giang cần có quy hoạch khoa học, mời nhiều chuyên gia trong ngành đến Lý Giang cũng sẽ trợ giúp cho quyết sách của thị ủy, ủy ban Lý Giang trong công việc sau này. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã tìm được điểm vào thích hợp. Hắn cảm thấy như vậy có thể thích hợp giải quyết lo lắng trong lòng Quách Đình Cao, cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình. Chẳng qua tôi cảm thấy phát triển ngành du lịch của Lý Giang vẫn tồn tại một vài điểm sai lầm. Đó chính là đưa quá nhiều nhân tố kinh doanh và ngành giải trí tiến vào. Lịch sử văn hóa, dân tộc của Lý Giang bị mấy thứ này làm ô nhiễm. Ừ, dùng từ ô nhiễm không quá thích hợp, chính xác mà nói là đang bị ăn mòn khiến cho một bộ phận tiềm năng bị giảm sút. Triệu Quốc Đống hơi nhấn mạnh một chút. Nhân tố kinh doanh và ngành giải trí có cần không? Đương nhiên là cần, bây giờ xã hội phát triển rất nhanh, cần thỏa mãn nhu cầu khác nhau của du khách, đây là nhu cầu của thị trường. Nhưng không phải chúng ta vì vậy mà bỏ qua những giá trị của mình. Tôi cảm thấy cổ thành Lý Giang thuộc về Lý Giang, đồng thời cũng thuộc về Trung Quốc, thuộc về thế giới. Làm như thế nào bảo vệ tốt di sản văn hóa mà tổ tiên lưu lại, đồng thời sáng tạo khai thác thị trường du lịch để phát triển hài hòa. Đình Cao, tôi cảm thấy ở điểm này thị ủy Lý Giang cần cân nhắc thật kỹ. Quách Đình Cao một bên liên tục gật đầu, một bên cũng bỏ tảng đá trong lòng xuống. Thì ra Triệu Quốc Đống lo lắng lịch sử văn hóa dân tộc của Lý Giang bị ăn mòn. Điểm này thực ra thị ủy ủy ban Lý Giang đã ý thức được, cũng tích cực đưa ra quy định về việc bảo vệ di sản văn hóa của Lý Giang. Chỉ cần tìm được nguyên nhân là tốt rồi. Chẳng qua trưởng ban Triệu nói như vậy cũng có nghĩa hài lòng với công việc của thị ủy Lý Giang, cũng muốn trao đổi với mình. Vậy là tốt rồi, Quách Đình Cao gần như đọc thầm mấy chữ này trong đầu khi rời khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống. Y còn phải cảm ơn Kỳ Tử Lan vì làm mình hiểu nguyên nhân mà trưởng ban Triệu không hài lòng với tình hình của Lý Giang. Như vậy mình còn kịp thời tiến hành điều chỉnh, sửa chữa. Sau đó mình có thể mời vợ chồng trưởng ban Triệu đến Lý Giang làm khách, nhìn và nghe một chút, như vậy chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt. Cất bước Quách Đình Cao, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than xem ra đến một vị trí nhất định mỗi khi mình lên tiếng cũng sẽ khiến người khác chú ý, hơi không để ý sẽ để bên dưới suy nghĩ miên man. Mình chẳng qua chỉ là nói chuyện với Đoạn Tự Lập mà có thể đưa tới chuyện này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy đây cũng là chuyện tốt. Thị trường du lịch Lý Giang phát triển nhanh cũng có điểm đáng lo. Hắn nói ra điều kia cũng trợ giúp Lý Giang sau này triển khai công việc có phương hướng. Buổi họp lớp diễn ra rất vui vẻ, Lưu Nhược Đồng không tham gia cùng mà chọn một mình tới Hồng Sơn du lịch, Triệu Quốc Đống đã gọi điện cho Hoắc Vân Đạt bảo y an bài giúp. Trong hai ngày Lưu Nhược Đồng như một du khách chính thức, đi chơi gần như hết mấy điểm thắng cảnh nổi tiếng của Hồng Sơn, thu hoạch rất lớn. Cô dự định sau khi về Bắc Kinh sẽ cho bạn xem các bức ảnh mình chụp được, để nhiều người đến Hồng Sơn hơn nữa. Như cô nói thì phong cảnh Hồng Sơn có điểm khác so với Lý Giang, mà điểm khác đó chỉ khi xâm nhập vào từ từ thưởng thức mới nhận ra được. Cuộc họp lớp không quá đông đủ dù sao ở tận Côn Châu nên nhiều người khó tới được. Hơn nữa một vài bạn học suy nghĩ đến địa vị khác biệt nên đến có thể thu hoạch được gì. Có lẽ không được gì chỉ là đầy hâm mộ hoặc ghen ghét nên tốt hơn hết là không đến. Triệu Quốc Đống thực ra không thích họp lớp như vậy, theo hắn thấy buổi họp lớp đã lây quá nhiều hơi thở tục tĩu, ăn uống hát hò cũng không thể củng cố tình bạn là mấy. Là bạn sẽ là bạn, dù như thế nào cũng là bạn. Nếu không là bạn thì thông qua phương thức này kéo lại gần nhau có thu hoạch được gì không? Nhưng với người như Tiêu Chí Viễn thì anh bây giờ rất khó dùng tâm trạng bình thường để nhìn nhận đối phương. Trong buổi họp lớp, Tiêu Chí Viễn biểu hiện rất tích cực, thậm chí có một cảm giác liều lĩnh không thể áp chế. Nhất là khi tiếp xúc với Mê Á và Khấu Linh thì y càng có cảm giác ưu việt hơn người. Có lẽ nhiều năm qua như vậy y chưa bao giờ thấy hãnh diện đến thế. Bây giờ y cuối cùng coi như một người có tiền đồ, thân phận chính huyện đã tới tay, cấp phó giám đốc sở cũng là trong tầm tay, chỉ chờ bước tiếp theo đi xuống rèn luyện mà thôi. Khấu Linh bây giờ vẫn chỉ là một phó trưởng ban thuộc một cục của Bộ Thương mại mà thôi. Y có tiền đồ chính trị tốt hơn nhiều, mà Mê Á càng không cần phải nói. Có lẽ theo Tiêu Chí Viễn thấy Mê Á làm ở một quỹ đầu tư nước ngoài không thể so sánh với y. Về phần Phùng Minh Khải thoạt nhìn cũng được nhưng Tiêu Chí Viễn không coi vào đâu. Tiềm Nam là tỉnh nghèo, dù Phùng Minh Khải làm đến chức phó chủ tịch thường trực quận thì cũng chỉ là một kẻ từng làm thư ký mà thôi, Tiêu Chí Viễn không coi vào đâu. Có lẽ duy nhất làm Tiêu Chí Viễn cảm thấy không thể với tới chính là Triệu Quốc Đống, người đứng ra tổ chức cuộc họp lớp này. Chẳng qua Tiêu Chí Viễn cũng nghĩ thông suốt. Với thân phận địa vị của Triệu Quốc Đống hôm nay thì y không thể với tới.
mặc dù sâu trong lòng y rất hy vọng có một ngày Triệu Quốc Đống sẽ trúng tên ngã ngựa cả đời không thể xoay người, nhưng bây giờ y còn không thể không cố gắng tạo quan hệ thân thiết với đối phương. Theo tin tức y nhận được thì Phó trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Tổng cục Điện ảnh Trung ương, Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, rất có thể sau kỳ họp thứ 5 Đại hội Đảng tới sẽ đảm nhiệm chức Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương. Đây có thể nói là nắm quyền sinh sát với các cán bộ ở cơ quan thuộc Trung ương như Tiêu Chí Viễn. Tiêu Chí Viễn mặc dù rất không tình nguyện nhưng y vẫn hy vọng một ngày nếu muốn nhờ vả Qua Tĩnh thì Triệu Quốc Đống có thể nói giúp mình một hai câu. Quyển 17, chương 97. Triệu Quốc Đống không phải không thấy đủ cách làm trò của Tiêu Chí Viễn. Người trong giang hồ thì phải có cách thức bảo vệ sinh mạng của mình. Nói thật hắn cũng phải thừa nhận người như Tiêu Chí Viễn ở nhiều hoàn cảnh sẽ như cá gặp nước, sống dễ chịu, nếu có thêm chút quan hệ thì phát triển lên cũng là rất bình thường. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết loại người như Tiêu Chí Viễn vĩnh viễn không thể thành bạn chân chính của mình. Tiểu thắng bằng trí, đại thắng bằng đức, làm người làm việc đều vậy. Một người thiếu phẩm đức thì vĩnh viễn không lên được vị trí cao. Đây là điều Triệu Quốc Đống luôn tin tưởng. Tiêu Chí Viễn quá vụ lợi khiến cho y sớm xác định mục tiêu cuộc sống của mình, đến trình độ này thì ai cũng không thể thay đổi tính cách của ai. Cái này ứng với câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đương nhiên không thành bạn chân chính được cũng không có nghĩa làm bạn bình thường không được. Tiêu Chí Viễn khá khôn khéo, có thể đi được đến bước này cũng có bản lĩnh thành công của mình. Y giỏi tạo không khí, giỏi tổ chức liên lạc, các phương diện năng lực khá mạnh, kể cả tướng mạo phong độ, có lối suy nghĩ và ăn nói đều tốt, cho nên coi như có quan hệ rộng trong đám bạn học. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống cảm thấy thì trong mắt Tiêu Chí Viễn đã sớm chia đám bạn học thành nhiều loại. Ai đáng quan hệ, ai chỉ làm trò, ai cần cố gắng kết giao. Khấu Linh và Mê Á vẫn đẹp như vậy, theo thời gian song kiều vẫn là song kiều, hai cô càng thêm mê người vì khí chất thay đổi. Dù là Phùng Minh Khải hay Tiêu Chí Viễn đối mặt với hai cô đều có một tia mất tự nhiên. Mặc dù bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình nhưng điểm này cũng đủ chứng minh hai cô vẫn không giảm sức hấp dẫn. Theo Triệu Quốc Đống thấy họp lớp đã không còn bao ý nghĩa, tình bạn chân chính đã sớm định ra. Ví dụ như Phùng Minh Khải, Khấu Linh, Mê Á sẽ không vì cuộc họp lớp này khiến khoảng cách giữa họ tăng hay giảm, với các bạn học khác thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Trần Bình Tài thật ra chuyên môn kéo Triệu Quốc Đống sang bên, cảm ơn Triệu Quốc Đống vì lần này trong đợt điều chỉnh nhân sự ở Sở Châu, Triệu Quốc Đống đã hết sức đề cử Lương Toàn Phúc. Người này cuối cùng đã được lên làm phó thị trưởng Sở Châu, nhưng không phải do Triệu Quốc Đống cố gắng đề cử. Trên thực tế Hứa Vọng Giang điều đi, nguyên bí thư thị ủy Sở Châu do đến tuổi nên sang Đại hội đại biểu nhân dân, Trần Trung Kính tiếp nhận chức bí thư thị ủy. Ở tình huống này khiến bộ máy nhân sự gặp cuộc thanh lọc. Lương Toàn Phúc là người khá trung lập trong cả hệ thống, có quan hệ tốt với Hứa Vọng Giang, nhưng vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Trần Trung Kính, y lên làm phó thị trưởng cũng là chuyện hợp logic. Đương nhiên cũng không phải nói Lương Toàn Phúc nhất định sẽ lên, mỗi một vị trí luôn có nhiều đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Lương Toàn Phúc bây giờ làm phó thị trưởng nhưng lúc ấy cũng có người mơ ước. Chẳng qua Triệu Quốc Đống trong hội nghị của ban rất bình thản nói một câu dựa theo đề cử của thị ủy Sở Châu mà tiến hành khảo sát là tốt nhất. Nếu không chỉ riêng trong ban có lẽ cũng tạo ra chút sóng gió. Kỳ họp thứ 5 Hội nghị Trung ương Đảng khóa 16 đang diễn ra, mấy vị lãnh đạo chủ yếu lên Bắc Kinh họp. Thái Chánh Dương cùng Đào Hòa Khiêm là ủy viên Trung ương Đảng, Trương Bảo Quốc cùng Vệ Cơ Thành là ủy viên dự khuyết nên đương nhiên phải tham gia. Mấy vị vừa đi khiến trong tỉnh thoáng cái yên tĩnh hơn nhiều nhưng truyền thông trong tỉnh lại không nhàn hạ, bọn họ lên Bắc Kinh để phỏng vấn lãnh đạo tỉnh. Đã có tin tức chính xác truyền ra. Qua Tĩnh sang năm sẽ thay Trương Nhược Cốc đến tuổi làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ, đây là Thái Chánh Dương khi gọi điện với Triệu Quốc Đống đã nhắc tới. Ngay cả Thái Chánh Dương cũng dám nói cũng có nghĩa việc thay đổi chức vụ của Qua Tĩnh đã thành sự thật. Triệu Quốc Đống cũng cân nhắc sau khi Qua Tĩnh chính thức nhận chức thì mình cũng nên dành thời gian đến gặp, đồng thời báo cáo công việc với Qua Tĩnh. Triệu Quốc Đống còn nhận được tin nói là bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên Ứng Đông Lưu rất có thể sẽ được điều chỉnh, mặc dù tin này còn không quá xác thực. Cũng còn chưa có ám chỉ lúc nào sẽ đi. Là 3 tháng, nửa năm hoặc là 1 năm nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Cơ cấu nhân sự của An Nguyên vẫn khá ổn định, nhưng tin Tần Hạo Nghiên muốn đi vẫn không ngừng dừng lại, mà lời đồn rất nhiều. Có nói Tần Hạo Nghiên đến Bộ Tài nguyên Môi trường làm bộ trưởng, có nói Tần Hạo Nghiên đến tỉnh Lũng làm bí thư tỉnh ủy, còn có người nói Tần Hạo Nghiên đến Tổng cục Công thương Quốc gia làm tổng cục trưởng, rất nhiều lời đồn giống như Tần Hạo Nghiên sẽ đi ngay.
Trước khi Triệu Quốc Đống rời khỏi An Nguyên đã có lời đồn nhưng hắn tới Điền Nam được hơn nửa năm mà Tần Hạo Nghiên vẫn chưa động gì, lúc này lại truyền tin Ứng Đông Lưu sẽ đi không thể không làm hắn ngạc nhiên. Không có lửa sao có khói được, khả năng tin đồn luôn có một lửa là thật. Lãnh đạo lên chức cũng tốt, điều ngang cấp cũng tốt, đây là quy luật theo thời gian, chẳng qua khả năng lớn hay nhỏ mà thôi nhưng vô số người không nhìn thấu điểm này. Trưởng ban qua, chúc mừng, hy vọng chị sau này thường xuyên tới Điền Nam ngồi một chút. Thái Chánh Dương bắt tay Qua Tĩnh. Qua Tĩnh sắp điều sang làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, đây là tín hiệu rất lạc quan. Qua Tĩnh điều ngang cấp sang ban tổ chức cán bộ trung ương, theo lý thuyết không tính là lên chức, hơn nữa ở một góc độ nào đó cán bộ điều ngang cấp không phải chuyện tốt, điều này có nghĩa trong thời gian ngắn không thể lên chức nhưng lần điều chỉnh này của Qua Tĩnh lại khác. Trương Nhược Cốc là phó trưởng ban thứ hai của ban tổ chức cán bộ trung ương, chỉ thấp hơn phó trưởng ban thường trực Lăng Chính Dược. Mà Lăng Chính Dược đã làm phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ trung ương nhiều năm, có lời đồn nói trung ương muốn điều chỉnh Lăng Chính Dược vào sang năm. Một khi Lăng Chính Dược rời đi như vậy Qua Tĩnh chính là ứng viên tốt nhất cho chức phó trưởng ban thường trực. Qua Tĩnh ở địa phương có tác phong mạnh mẽ, cứng rắn nhưng khi lên trung ương công tác đã thay đổi nhiều, trở nên nội liễm nhưng xử lý chuyện vẫn mạnh mẽ. Rất có phong độ một đại tướng, rất được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản chủ quản văn hóa tuyên truyền coi trọng. Lần này điều Qua Tĩnh tới Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương là tín hiệu vi diệu. Thái Chánh Dương mặc dù ở Điền Nam nhưng vẫn rất mẫn cảm với hướng đi của Trung ương. Một vài biến hóa rất nhỏ thường là báo trước cho động tác lớn hơn nữa diễn ra sau đây. Bí thư Triệu, từ chúc mừng này là từ đâu vậy? Qua Tĩnh mỉm cười. Lúc nhận được điện của Thái Chánh Dương nói muốn tới gặp, chị đã biết nguyên nhân. Điền Nam năm nay điều chỉnh nhân sự rất lớn, cái này khác hẳn 2 năm đầu khi Thái Chánh Dương tới Điền Nam. Điều này tạo thành tiếng vang lớn ở Điền Nam, đương nhiên tiếng vang cũng không phải hoàn toàn là mặt trái nhưng đúng là có vài phản ứng về Thái Chánh Dương truyền lên Trung ương. Qua Tĩnh chưa chính thức làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương nhưng Thái Chánh Dương tỏ vẻ muốn tới gặp, chị cũng không thể từ chối. Theo Qua Tĩnh thấy Thái Chánh Dương tiến hành điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam là không có vấn đề gì. Bí thư tỉnh ủy nếu không có quyền chủ động điều chỉnh nhân sự thì đó là bí thư tỉnh ủy không đủ tư cách. Chẳng qua Qua Tĩnh cảm thấy Thái Chánh Dương không nắm được chừng mực và chọn thời cơ tốt. Qua Tĩnh đã trao đổi ý kiến với Triệu Quốc Đống. Qua Tĩnh cảm thấy tuy việc này có quan hệ tới tình hình thực tế của Điền Nam nhưng làm bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương hoàn toàn có thể làm trước nhiều việc trong thời gian trước. Mà không cần tập trung tiến hành điều chỉnh trong mấy tháng này. Kết quả này sẽ tạo thành ảnh hưởng đến đại cuộc phát triển của Điền Nam. Đánh giá việc này Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống có cái nhìn khác nhau. Triệu Quốc Đống không thể thuyết phục Qua Tĩnh, mà Qua Tĩnh cũng không thể làm Triệu Quốc Đống tán thành. Bị Qua Tĩnh hỏi lại, Thái Chánh Dương không giải thích mà cười nói. Điền Nam năm nay thay đổi khá nhiều, bộ máy hiện nay cũng không kiện toàn nên tôi muốn báo cáo một chút công việc của Điền Nam với trưởng ban qua. Bí thư Triệu, anh đây không phải muốn hại tôi đó chứ? Qua Tĩnh nở nụ cười xua tay nói. Tôi mới vừa tìm hiểu công việc bên này, rất nhiều tình huống còn không quen, ngài tuyệt đối đừng nói báo cáo gì cả. Công việc trong ban còn phải dựa vào tỉnh bên dưới ủng hộ. Đương nhiên tỉnh nếu có gì cần ban chúng tôi giúp thì ban nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thái Chánh Dương gật đầu, y cũng không để ý Qua Tĩnh ăn nói cẩn thận như vậy. Qua Tĩnh vừa mới nhận chức thì dù là ai khác cũng vậy. Thái Chánh Dương tới hôm nay chỉ là để tỏ thái độ, không mong gì khác. Quyển 17, chương 98. Theo lý thuyết hai người đều là người được Ninh Pháp đề bạt nên đáng lẽ Thái Chánh Dương và Qua Tĩnh phải hòa hợp mới đúng, nhưng thực tế không phải như thế. Thái Chánh Dương mặc dù được Ninh Pháp coi trọng nên phát triển nhưng chính xác mà nói thời gian ở An Nguyên không lâu đã lên bộ năng lượng, vì thế không có bao cơ hội qua lại với Qua Tĩnh đang làm trưởng ban tuyên giáo. Ninh Pháp lại không có thói quen lôi kéo vòng tròn. Hoặc là nói có thể cùng chí hướng nhưng không giống một số người tạo vòng tròn tương đối rõ ràng. Y đồng ý dựa vào quan điểm lý tưởng để đề bạt người mà không phải là lấy cái gọi là ân huệ, qua lại để đạt mục đích. Ở tình huống đó Thái Chánh Dương và Qua Tĩnh mặc dù có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp nhưng hai người không có tiếp xúc mấy, thậm chí chính xác mà nói quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh thậm chí còn gần hơn quan hệ giữa Thái Chánh Dương và Qua Tĩnh. Đương nhiên điều này không có nghĩa trong công việc hai người sẽ không ăn ý. Qua Tĩnh có chút cái nhìn với công việc của Thái Chánh Dương ở Điền Nam, nhưng lúc ấy cô đứng ở góc độ làm phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Bây giờ tình hình lại khác, làm người đứng thứ 3 ở ban tổ chức cán bộ Trung ương,
Qua Tĩnh có trách nhiệm và nghĩa vụ nhắc Thái Chánh Dương làm như thế nào ở tình hình đặc thù mà điều chỉnh nhân sự để đảm bảo sự phát triển của Điền Nam. Nhưng Thái Chánh Dương là bí thư tỉnh ủy, làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương nên Qua Tĩnh cũng không có tư cách chỉ trỏ gì với Thái Chánh Dương. Chỉ khi nào Thái Chánh Dương chủ động đề tài đến vấn đề này thì Qua Tĩnh mới có thể góp lời. Thái Chánh Dương cũng muốn mượn đợt vào Bắc Kinh này để nói ra quan điểm suy nghĩ của mình. Ngoài mấy lãnh đạo chủ yếu của Trung ương ra thì ban tổ chức cán bộ Trung ương cũng là một sân khấu quan trọng, nhất là Qua Tĩnh được đồng chí thường trực ban bí thư coi trọng cũng sẽ là một nhân vật mấu chốt. Nếu như ở chỗ Chư Hiền, Thái Chánh Dương có thể trực tiếp nói rõ quan điểm của mình, như vậy ở chỗ Qua Tĩnh thì y cần có nghệ thuật nói chuyện, muốn cho Qua Tĩnh có cá tính mạnh hiểu được quan điểm của mình, tối thiểu không làm cho chị ta cảm thấy mình không thể khống chế cục diện trong tay, như vậy sẽ khiến lãnh đạo cấp trên có ấn tượng không tốt. Đây là một vấn đề khá khó khăn. Qua Tĩnh thấy Thái Chánh Dương có vẻ khá cẩn thận trong cách nói, chị ta cũng có ý rửa tai lắng nghe. Triệu Quốc Đống không phải một người không có lý trí chỉ biết nghe người khác sai bảo, lại càng không phải người biết mình sai nhưng không dám thừa nhận. Lần trước Triệu Quốc Đống vào Bắc Kinh đã tranh luận với Qua Tĩnh về việc điều chỉnh nhân sự lớn của Điền Nam. Đến khi Triệu Quốc Đống về Côn Châu thì quan điểm của hai người vẫn không có cách nào thống nhất. Vì thế Qua Tĩnh cũng suy nghĩ có phải mình ở vài phương diện có cái nhìn quá phiến diện không? Mình có quên thực tế Điền Nam là khu vực biên giới, nhiều dân tộc thiểu số không? Cho nên Qua Tĩnh cũng khá chờ mong Thái Chánh Dương có thể thuyết phục mình. Thái Chánh Dương nói đến cục diện khi mình mới tới Điền Nam, nói đến suy nghĩ của về quan niệm tư tưởng và tác phong làm việc của cán bộ, lãnh đạo Điền Nam, nói đến quan niệm tư tưởng của cán bộ Điền Nam ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Điền Nam. Nói đến vấn đề dân tộc phức tạp của Điền Nam mang đến áp lực về xã hội, cũng nói đến cơ hội của Điền Nam khi Trung ương có chiến lược phát triển phía Tây, cùng với việc Điền Nam làm như thế nào nắm bắt cơ hội này. Điền Nam làm như thế nào để lợi dụng tốt chính sách chiến lược của quốc gia lại không tạo ra ảnh hưởng quá lớn gây mất ổn định xã hội. Qua Tĩnh nghe rất cẩn thận, có vài quan điểm lần trước Triệu Quốc Đống đã trình bày qua, mà có vài quan điểm là suy nghĩ cá nhân của Thái Chánh Dương. Qua Tĩnh cũng không phải là người chỉ nghe người khác mà không phát biểu ý kiến của mình. Chỉ riêng việc Thái Chánh Dương đến nói chuyện với mình, Qua Tĩnh cảm thấy mình cũng cần nói ra quan điểm của bản thân. Vì thế sau khi Thái Chánh Dương giới thiệu xong, Qua Tĩnh cũng nói quan điểm của mình nhất là chừng mực khi điều chỉnh nhân sự. Cuộc nói chuyện này đạt hiệu quả khá tốt, mặc dù Qua Tĩnh cũng không hoàn toàn tán thành quan điểm của Thái Chánh Dương, ví dụ như việc đối với cán bộ địa phương có chủ nghĩa địa phương thì cần dùng biện pháp gì để giải quyết. Thái Chánh Dương có khuynh hướng chia ra, mà Qua Tĩnh lại có chủ trương nếu không đổi tư tưởng sẽ đổi vị trí nếu không sẽ làm chậm trễ cơ hội phát triển. Cũng may Qua Tĩnh hiểu sơ qua tình hình đặc thù của Điền Nam nên giải thích quan điểm của Thái Chánh Dương. Côn Châu vào mùa thu không thể nghi ngờ là thời gian đẹp nhất. Cả kỳ nghỉ Quốc Khánh Lưu Nhược Đồng đều ở Côn Châu, thậm chí sau Quốc Khánh cũng ở lại vài ngày đợi đến khi đoàn người Thái Chánh Dương từ Bắc Kinh về, Triệu Quốc Đống mang theo Lưu Nhược Đồng đến chào hai người Thái Chánh Dương. Đào Hòa Khiêm. Chỗ Thái Chánh Dương đương nhiên không có gì để nói, vốn là người đứng ra giới thiệu Triệu Quốc Đống với Lưu Nhược Đồng, thấy Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng vẫn thân thiết với nhau như vậy, Thái Chánh Dương đương nhiên là vui vẻ. Bên chỗ Đào Hòa Khiêm cũng biết lai lịch của Lưu Nhược Đồng nên khá khách khí, dù không cùng chung chiến tuyến nhưng cũng không cần lạnh nhạt làm gì. Sau hai đợt điều chỉnh nhân sự lớn, hơn nữa kỳ họp thứ 5 Trung ương Đảng khóa 16 diễn ra, ba người Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc lên Bắc Kinh có lẽ đã được lãnh đạo nhắc nhở. Trung ương rất chú ý cục diện chính trị Điền Nam, nhất là sự phát triển kinh tế hai năm qua của Điền Nam không làm Trung ương hài lòng nên cũng khẳng định việc điều chỉnh nhân sự của Điền Nam là bắt buộc. Kỳ họp lần này đã xác định phương hướng phát triển trong 10 năm tới, nhất là đưa ra ý kiến kiên định phát triển, kiên trì đảm bảo phát triển chính là nhiệm vụ lớn nhất của Đảng ủy, chính phủ các cấp, kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Ba điểm này đã nói rõ một thái độ trong thời gian tương đối dài sau này phát triển và xây dựng kinh tế vẫn là nhiệm vụ căn bản không thể dao động, tất cả vấn đề trong quá trình phát triển đều phải được tìm ra, cải thiện và thay đổi. Triệu Quốc Đống có cảm giác sau mấy người Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc sau khi họp trên Bắc Kinh về đều có thu liễm lại khá nhiều, không khí đang căng thẳng thoáng cái giảm đi mấy cấp, thậm chí biến mất không thấy. Sự chấp hành của Ủy ban tỉnh với chỉ thị của tỉnh ủy tăng lên. Theo Triệu Quốc Đống quan sát thì tuy tỉnh ủy thông qua đợt điều chỉnh nhân sự kia đã xác định uy tín tuyệt đối ở Điền Nam, về phương diện khác Đào Hòa Khiêm cũng đã chủ động có thái độ phối hợp với Thái Chánh Dương trong một số việc. Cũng được, thời gian này Tống Quốc Lương cũng ít chỉ trỏ với tôi,
đối với quy hoạch của Côn Châu thì chỉ đưa ra vài đề nghị chứ không mạnh mẽ buộc Côn Châu phải tiến hành điều chỉnh. Vương Liệt còn đang tranh luận với Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng tỉnh về bản quy hoạch đô thị. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Trên tỉnh trông non vĩ mô, quản chi tiết như vậy làm gì? Vậy tốt hơn hết thì bảo trên tỉnh đến làm bí thư thị ủy, thị trường. Quy hoạch của thành phố chỉ cần không xung đột với nguyên tắc và tư tưởng của tỉnh là được, còn vấn đề cụ thể thì đừng đẩy Côn Châu lên quá cao. Tôi không đồng ý quá tham lam nếu không sẽ không đạt được gì. Hơn nữa nếu không làm tốt công việc thì tôi sao ăn nói được với mấy triệu dân chúng Côn Châu. Triệu Quốc Đống biết thị ủy, ủy ban thành phố Côn Châu vẫn có mâu thuẫn. Lúc Vệ Cơ Thành còn làm việc ở Côn Châu thì đã như vậy, bây giờ Ngô Nguyên Tể sau khi đến Côn Châu thì việc này vẫn diễn ra. Triệu Quốc Đống cũng quen nhìn, tỉnh có tư tưởng của tỉnh, thành phố có quy hoạch của thành phố. An đô như vậy, Côn Châu cũng thế, làm như thế nào thống nhất hài hòa cũng là một nghệ thuật. Làm bí thư thị ủy, thị trưởng nếu muốn đủ tư cách thì phải đặt nhiều tâm trí ở môn nghệ thuật này. Gần đây thoạt nhìn Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt phối hợp cũng được, không có tin tức gì truyền ra. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là hiện tượng bên ngoài. Xem ra ở điểm này anh và Vương Liệt có cùng quan điểm. Tống Quốc Lương có lẽ chấp nhận là do thấy thị ủy, ủy ban Côn Châu nhất trí, nếu không có lẽ là cảm thấy việc bổ nhiệm chức thường vụ của anh sắp được phê duyệt, không tiện trở mặt với anh. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Hắc hắc, bổ nhiệm thường vụ lúc nào có thì cậu phải biết chứ. Tôi bây giờ không dám suy nghĩ, càng nghĩ thì thứ đó càng cách xa mình, không chừng không nghĩ thì nó lại tới. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Không làm thường vụ thì tôi nghĩ mình là bí thư thị ủy vẫn có tư cách nói chuyện. Dù không làm thường vụ thì tôi cũng đâu có lùn đi chút nào trước mặt Tống Quốc Lương hắn. Triệu Quốc Đống thấy Ngô Nguyên Tể tránh né đề cập quan hệ của y và Vương Liệt, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Nghĩ cũng đúng, anh mong bí thư thị ủy và thị trưởng hoàn toàn hòa hợp là không thể. Hắn và Trung Dược Quân có thể có quan hệ như trước đây có thể nói là duyên phận, càng nhiều là giống như quan hệ lúc hắn làm thị trưởng Hoài Khánh và Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy. Hắn chỉ thấy có chút nuối tiếc. Vương Liệt là người có năng lực và chủ kiến, mà Ngô Nguyên Tể càng không cần phải nói. Hai người có tính cách cứng rắn cùng làm việc với nhau. Nếu hai người hài hòa sẽ cùng có thể chống lại bên ngoài, nhưng nếu không hợp sẽ tạo ra mâu thuẫn rung trời, đó chính là bất hạnh lớn nhất. Đây là điều mà tỉnh ủy Điền Nam không muốn thấy. Quyển 17, chương 9-19. Quan hệ giữa hai người Vương Liệt, Ngô Nguyên Tể nếu không có âm thanh truyền ra thì hoặc là chính thức tâm đầu ý hợp, hoặc là mâu thuẫn tích tụ đến trình độ nhất định rồi bùng nổ. Rất hiển nhiên khả năng thứ nhất là quá nhỏ bé, gần như không có, kết quả sau là cao hơn hẳn. Có lẽ bây giờ tất cả mọi người cố gắng khắc chế chờ đến thời khắc bộc phát cuối cùng. Ngô Nguyên Tể đương nhiên sẽ không chủ động phá tầng quan hệ này, đừng nói chức thường vụ tỉnh ủy của y chưa được phê duyệt, dù được phê duyệt thì trong thời gian ngắn bộc phát mâu thuẫn giữa bí thư thị ủy và thị trưởng thì vẫn tạo thành thương tổn đối với sinh mạng chính trị của y. Cho nên y vẫn cố gắng tránh. Vương Liệt cũng càng không muốn như vậy. Lúc này công khai hóa mâu thuẫn thì sẽ bị người coi y cố ý tạo khó khăn cho việc Ngô Nguyên Tể được phê làm thường vụ tỉnh ủy, như vậy dễ dàng khiến lãnh đạo có ấn tượng không tốt. Nếu như bộc phát sau khi Ngô Nguyên Tể làm thường vụ tỉnh ủy lại dễ bị cho rằng ghen ghét. Anh không lên làm bí thư thị ủy, không làm được thường vụ tỉnh ủy thì bây giờ người khác làm, anh không thoải mái nên cố ý xin chuyện. Hai người đều có tính cách cứng rắn. Lại muốn tạo sự nghiệp làm như thế nào đi đến bước này, trong lòng Triệu Quốc Đống cũng thấy nuối tiếc. Đến bây giờ hắn vẫn thấy khó xử, làm như thế nào điều đình mâu thuẫn của mối quan hệ này đã không phải điều hắn có thể làm được. Đến cấp độ này mâu thuẫn của bọn họ không phải vì tính cách cá nhân mà là mâu thuẫn về quan điểm, suy nghĩ. Một vấn đề cho dù ai cũng có thể nói ra một đống lý do, cuối cùng ai đúng thì phải lấy thực tế để kiểm chứng. Nhưng có phải là mỗi một vấn đề cũng muốn hoặc là có thể dùng thực tế chứng minh không? Đương nhiên là không thể, cũng có nghĩa vấn đề này sẽ không thể hóa giải. Khẽ thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống cố gắng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Đề cử Ngô Nguyên Tể làm bí thư thị ủy Côn Châu là hành động mà Triệu Quốc Đống thấy rất sáng suốt. Mặc dù quyền quyết định không phải do hắn nhưng hắn cũng đã cố gắng hết sức, Ngô Nguyên Tể cũng thành công làm bí thư Côn Châu. Thái Chánh Dương cũng hiểu Ngô Nguyên Tể là lựa chọn thích hợp. Nhưng hắn thật không ngờ lại tạo ra mâu thuẫn giữa Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt. Triệu Quốc Đống không muốn quan tâm nguyên nhân mà Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt vì sao không thể hợp tác. Tranh chức bí thư thị ủy chỉ là một nguyên nhân nhưng chưa chắc đã là nhân tố chủ yếu. Vấn đề của Côn Châu đúng là một vấn đề lớn,
Triệu Quốc Đống thấy mình cần suy nghĩ vấn đề này một chút. Triệu Quốc Đống nghĩ như vậy, hắn thậm chí có cảm giác quan hệ giữa Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt cuối cùng sẽ có một ngày tạo thành cơn gió lốc không thua gì sự kiện ở Khúc Châu. Vương Liệt đập mạnh vào tập tài liệu trên bàn, ngực y không ngừng nhấp nhô do quá kích động. Y cố gắng áp chế cơn tức tối trong lòng, làm mình đi từng bước tới cửa sổ, hít sâu một hơi sau đó thở ra. Mấy lần lặp đi lặp lại như vậy đồng thời thầm nói mình phải khắc chế mới làm tâm trạng mình bình tĩnh lại. Vương Liệt không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự do sự ghen ghét và không cam lòng của mình tác quái sao? Không, không phải, Vương Liệt cẩn thận suy nghĩ từng điểm, từng chuyện đều không bỏ. Y không muốn làm cho lửa giận che mờ lý trí. Y muốn đánh giá sự việc một cách khách quan nhất, mặc dù y cũng biết mình bây giờ rất khó đánh giá khách quan nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Ngoài cửa có người gõ, Vương Liệt suy nghĩ một chút rồi nói. Vào đi. Thị trưởng, phó thị trưởng La tới. Mời y vào. La Trường Gia đi vào thấy vẻ mặt Vương Liệt hơi khác thì cũng không nguyên nhân. Ngô Nguyên Tể là người có tính cách cứng rắn hoặc là nói mạnh mẽ. Ở vấn đề này thì ủy và ủy ban đã nhiều lần tranh chấp nhưng đến nay vẫn không có một kết quả làm cả hai cùng chấp nhận. Nếu nói về Cơ Thành và Vương Liệt còn duy trì quan hệ tôn trọng lẫn nhau, như vậy sau khi Ngô Nguyên Tể đến thì quan hệ giữa thị ủy, ủy ban Côn Châu càng thêm cứng nhắc. Tính cách Ngô Nguyên Tể thực ra khá tương tự Vương Liệt. Chẳng qua Ngô Nguyên Tể dễ dàng lộ ra ngoài một chút, Vương Liệt lại thoáng thu liễm nhưng cũng là người quật cường, cứng rắn, một khi nhận định chuyện gì thì muốn thay đổi quan điểm của y là rất khó khăn. Ở vấn đề này Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt có thể nói rằng có không ai chịu ai. Điều này cũng là bất đắc dĩ. Nếu như ủy ban làm theo ý của thị ủy thì có nghĩa công tác chuẩn bị hơn năm qua của ủy ban sẽ phí công. Mà nếu như thị ủy theo ý của ủy ban thì có nghĩa quy hoạch chiến lược của Ngô Nguyên Tể chưa ra lò đã chết hiểu trong bụng. Khu khai phát kinh tế kỹ thuật Côn Châu đúng là đáng chết. La Trường Gia có chút buồn bực gào lên trong lòng. Nếu không phải do khu khai phát Côn Châu sống dở chết dở kia thì Ngô Nguyên Tể cũng không đưa ra kế hoạch chấn hưng khu khai phát, xây dựng khu công nghiệp sinh học. Cũng không xung đột với quan điểm mà Ngô Nguyên Tể đưa ra. Bí thư Ngô vẫn kiên trì quan điểm của mình sau thị trường. La Trường Gia trầm giọng nói, mặc dù biết rõ kết quả sẽ là như vậy nhưng y vẫn không nhịn được muốn chứng thực một chút. Ừ, y cho rằng ý nghĩ của chúng ta quá bảo thủ. Cho rằng với tốc độ phát triển hiện nay của khu khai phát Côn Châu thì dù thành lập khu công nghiệp sinh thái thậm chí là khu công nghiệp sinh thái, quang điện cũng không thể chống đỡ kinh tế Côn Châu phát triển. Sẽ tiếp tục lạc hậu với cả nước, cũng không gánh được trách nhiệm làm trụ cột phát triển kinh tế của Điền Nam. Hừ, còn nói là tỉnh có tư tưởng đại cuộc. Theo tôi thấy y quá tham vọng, thích công lao lớn, nói cái gì chế tạo thành phố thích hợp nhất của Trung Quốc, phải lấy ngành bất động sản, tài chính, thương mại làm ngành trụ cột, ngành dịch vụ mới là đường ra duy nhất cho Côn Châu. Y không nghĩ nếu không có ngành công nghiệp, xây dựng hùng hậu làm cơ sở thì sao có thể phát triển ngành dịch vụ. Lão La, anh nói tư tưởng chúng ta quá hạn hẹp hay là quan niệm của y quá xa vời. Vương Liệt quay đầu lại nhìn đối phương. Anh nói thật xem, tôi muốn khách quan đánh giá quan điểm của mình. La Trường Gia hơi khó trả lời. Khu công nghiệp công nghệ sinh học là điều mà y cùng Vương Liệt vẫn cố thành lập từ 2 năm nay. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ đã có dấu hiệu có thể nói tốn bao công sức. Nhất là khi mấy công ty công nghệ sinh học hàng đầu trong nước đã đàm phán qua với Ủy ban Nhân dân thành phố. Côn Châu cũng thông qua các loại con đường kéo được mấy công ty công nghệ sinh học của Ấn Độ tới khảo sát, bây giờ gặp phải sự cản trở bên thị ủy làm y sao có thể không uể oải và chua xót trong lòng. Nhưng thực tế mà nói Ngô Nguyên Tể cũng không phải người độc đoán, chuyên quyền không nói lý. Chẳng qua Ngô Nguyên Tể thẳng hơn là Vệ Cơ Thành nên khiến quan hệ giữa Ngô Nguyên Tể, Vương Liệt càng lúc càng khẩn trương. Ở vấn đề này quan điểm hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nó biến thành một quả bom nổ chậm của Côn Châu. Nếu phát nổ sẽ khiến công việc của cả Côn Châu rơi vào khó khăn. Ngô Nguyên Tể đưa ra ý tưởng lấy ngành bất động sản, tài chính, thương mại, văn hóa, du lịch làm phương hướng phát triển trong các năm tới cho Côn Châu, thực tế chính là hoàn toàn ngừng lại quan hệ lấy ngành công nghệ sinh học, quang điện của Ủy ban thành phố Côn Châu làm trụ cột phát triển, mà muốn dồn toàn bộ tài nguyên sang ngành dịch vụ. Mấu chốt nhất chính là quy hoạch xây dựng khu công nghiệp công nghệ sinh học. Quang điện ở khu khai phát Côn Châu mà Vương Liệt đưa ra sẽ không tồn tại nữa. Như vậy quy hoạch đô thị của Côn Châu sẽ có điều chỉnh lớn, đây chính là phủ nhận quy hoạch mà trước đó Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra. Thị trưởng, ý của Bí thư Ngô cũng có chút đạo lý nhưng tôi cảm thấy phát triển ngành dịch vụ không thể hy sinh việc phát triển ngành công nghiệp và xây dựng.
tình hình thực tế của Côn Châu ở đó. Ở Tây Nam chúng ta không thể so sánh với Thành Đô, Trùng Khánh về thực lực kinh tế, cũng không có ngành công nghiệp và xây dựng đủ mạnh làm căn cơ. Ngành dịch vụ cũng không thể nào đột nhiên xuất hiện. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch của ủy ban một cách thích hợp thì tôi không có ý kiến. Ngành dịch vụ đúng là nên phát triển thành sản nghiệp trụ cột của Côn Châu, nhưng quan điểm của Bí thư Ngô không phải là thích hợp điều chỉnh mà là hoàn toàn đạp đổ để xây dựng lại. Trước không nói kế hoạch này có khoa học hợp lý không, chỉ riêng việc xây dựng một Côn Châu mới thì tài chính từ đâu mà đến? Hoàn toàn dựa vào ngành bất động sản đang phát triển nóng sao? Tôi cảm thấy 1-2 năm, thậm chí 3 năm có thể không vấn đề gì. Nhưng việc này quan hệ đến tương lai 10, 20 năm của Côn Châu, một khi xác định mà muốn điều chỉnh một lần nữa thì phải trả giá lớn đến đâu. Hơn nữa thời gian không đợi người, đến lúc đó có lẽ không có cơ hội tốt như bây giờ. Quyển 17, chương 100. Vương Liệt cười cười một tiếng nhưng vẻ mặt lại không có gì là đang cười. Ngô Nguyên Tể nếu chỉ tham thành tích thì thôi, sợ là trong này không đơn giản như vậy. Vương Liệt thừa nhận Ngô Nguyên Tể có bản lĩnh và quyết đoán. Cũng có tầm nhìn nhưng người này quá hám lợi, có lẽ trái sự hám lợi quá mạnh chính là một khuyết điểm. Mình không phải vì không quá vì lợi ích nên mới rơi vào tình huống này sao? Trong các thường vụ có không ít người bị lời ngon tiếng ngọt của Ngô Nguyên Tể đả động. Tạo thành phố tốt nhất Trung Quốc, văn minh sinh thái, là cầu nối của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á, từng thứ được đẩy lên độ cao. Hơn nữa do tỉnh đặt kỳ vọng càng lúc càng cao vào Côn Châu nên mỗi người đều có thể mong năm tới Côn Châu sẽ có biến hóa mới. Chẳng qua không làm tốt việc từ cơ sở, không tạo sản nghiệp thứ hai ra hồn thì anh có thổi phồng bao nhiêu thì cũng sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng, đến lúc đó bị hại chính là Côn Châu. Chẳng lẽ người như Ngô Nguyên Tể lại không nhìn thấy sao? Có lẽ y cảm thấy thấy y có thể làm đến trước khi bọt biển vỡ tan rồi rời khỏi Côn Châu sao? Nghĩ vậy Vương Liệt không khỏi run lên, nếu Ngô Nguyên Tể thật sự như vậy thì y quá ti tiện, vì lợi ích cá nhân mà không để ý đến việc khác. Vương Liệt không nhịn được nắm chặt tay lại nhưng bây giờ loại tình huống đó đâu có ít. Vương Liệt không nhịn được thở dài một tiếng, ngón tay nắm chặt đến khá đau. Ngô Nguyên Tể không phải cô anh Hải, ngoài mặt thô lỗ nhưng lại rất cẩn thận. La Trường Gia khẩn trương nhìn vẻ mặt biến hóa của Vương Liệt. Y biết rõ tính cách của Vương Liệt, nếu y đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Tuy nói hơn năm nay Vương Liệt đã khắc chế rất nhiều nhưng nếu như chính thức rơi vào vấn đề quan trọng thì La Trường Gia không biết Vương Liệt có thể khống chế được tâm trạng của mình không. Một lúc lâu Vương Liệt hình như mới thoát ra được từ câu nói của La Trường Gia. Y gằn giọng nói, Côn Châu là thiên hạ do đảng lãnh đạo, chính quyền thành phố cũng là triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo thị ủy, nhưng lãnh đạo thị ủy cũng không có nghĩa do một ai đó lãnh đạo. Quy tắc của đảng là tập trung dân chủ chính là muốn chúng ta đưa ra ý kiến của mình. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này với Bí thư Ngô, cũng sẽ nói ra quan điểm của mình với các thường vụ thị ủy khác. Côn Châu phải có ngành công nghiệp và xây dựng làm trụ cột phát triển. Ngành dịch vụ có muốn phát triển không? Đương nhiên là muốn nhưng không phải vì phát triển ngành này mà hy sinh sản xuất công nghiệp và xây dựng. La Trường Gia nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Vương Liệt. Y thở dài nói. Thị trưởng. Nếu bên thị ủy vẫn ủng hộ Bí thư Ngô thì sao? Tôi sẽ bảo lưu ý kiến của mình. Vương Liệt rất bình tĩnh nói. Xe đến trước núi tự có đường, tôi tin người còn sống sẽ không nhịn đến lúc chết. Triệu Quốc Đống gần đây có chút buồn bực. Từ đủ loại dấu hiệu của Côn Châu cho thấy dự cảm không tốt của hắn càng lúc càng rõ ràng. Ngoài mặt quan hệ giữa Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt vẫn duy trì bình thường nhưng không khí khẩn trương như nước với lửa càng lúc càng rõ ràng. Hắn cũng báo cáo tình huống này với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương không tỏ thái độ rõ ràng chỉ tỏ vẻ quan sát một chút, thuận tiện cũng hỏi ý kiến của Triệu Quốc Đống xem làm như thế nào hóa giải cục diện bế tắc hiện nay của Côn Châu. Khó khăn lắm mới đỡ được Ngô Nguyên Tể lên làm bí thư thị ủy Côn Châu, tâm tư của Thái Chánh Dương là gì thì Triệu Quốc Đống cũng biết. Chẳng qua Vương Liệt khá ngang bướng, trong đợt điều chỉnh thứ hai vừa qua Triệu Quốc Đống cũng hỏi ý kiến của Vương Liệt, hỏi y muốn điều chỉnh hay không. Ví dụ như chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh, Triệu Quốc Đống cảm thấy Vương Liệt khác thích hợp. Nhưng Vương Liệt từ chối, y nói mình sẽ tiếp tục làm ở địa phương, hy vọng mình tiếp tục được ở lại Côn Châu công tác. Triệu Quốc Đống đã có lần hy vọng Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt sẽ hợp tác ăn ý, thúc đẩy kinh tế Côn Châu phát triển nhưng bây giờ xem ra đó là hy vọng xa vời. Hai người có tính cách mạnh mẽ một khi có khúc mắc nào đó thì nếu muốn để bọn họ cùng bắt tay cộng tác là không thể. Nhưng bây giờ muốn phá giải cục diện này cũng là việc khó. Vương Liệt không muốn đi,
như vậy khúc mắc giữa Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt sẽ là nguyên nhân ngăn cản sự phát triển của Côn Châu. Suy nghĩ của Vương Liệt không được bên thị ủy ủng hộ thì nhất định không thể thực hiện. Mà ý đồ của Ngô Nguyên Tể cũng không được chính quyền thành phố nghiêm túc chấp hành, đây là điều mà tỉnh không muốn thấy. Thái Chánh Dương đặt câu hỏi làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không thể trả lời. Hắn cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, điều chỉnh Vương Liệt là đường ra duy nhất nhưng một do Vương Liệt không muốn, muốn thông tư tưởng của y là không dễ. Hai là Vương Liệt đi đâu? Đây cũng là một vấn đề, với năng lực của Vương Liệt mà đẩy tới vị trí nhàn hạ đó là tổn thất, Triệu Quốc Đống không đáp ứng. Điền Vĩnh Thái vào văn phòng Triệu Quốc Đống thấy đối phương đang xuất thần, điều này làm y khá kinh ngạc. Trưởng ban Triệu, ngài tìm tôi có việc. Điền Vĩnh Thái e hèm một tiếng. Ồ, Vĩnh Thái đến à, ngồi đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Mấy hôm nữa tôi phải lên Bắc Kinh một chuyến, có vài chuyện cần làm. Chuyện trong ban mời anh quan tâm một chút. Ừ, việc khảo sát Ấu Lai cần phải nhanh chóng hoàn thành để trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua. Ngài yên tâm, việc này tôi sẽ chú tâm. Ban tổ chức cán bộ trung ương lần này có điều chỉnh khá lớn. Trưởng ban Nhược Cốc đến tuổi lui, phó trưởng ban Qua Tĩnh điều từ ban tuyên giáo trung ương sang. Nghe nói trưởng ban Qua Tĩnh đã làm bên công tác tổ chức nhiều năm. Trưởng ban Triệu, trưởng ban Qua Tĩnh cũng từ tỉnh An Nguyên đi ra, ngài chắc rất quen. Điền Vĩnh Thái cũng đoán được chút chuyện, tân phó trưởng ban Qua Tĩnh đứng thứ hai trong các phó trưởng ban, chỉ thấp hơn phó trưởng ban thường trực. Triệu Quốc Đống lần này lên Bắc Kinh xem ra là chủ động muốn báo cáo công việc. Ừ, cũng khá quen. Lúc trưởng ban Qua Tĩnh làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên thì tôi được bổ nhiệm làm thị trưởng Hoài Khánh và bí thư thị ủy Ninh Lăng, coi như là ơn chi ngộ. Triệu Quốc Đống không giấu Điền Vĩnh Thái, trên thực tế cũng không cần giấu. Đây không phải bí mật gì, chỉ cần thoáng nghe ngóng là tìm hiểu được. Còn hai tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh, tôi dự định đến báo cáo một chút công việc năm nay với trưởng ban Trư, trưởng phòng Lăng, trưởng ban Qua. Nghe yêu cầu và đánh giá với công tác tổ chức của Điền Nam chúng ta, coi như xác định phương hướng công việc của chúng ta trong năm tới. Đúng, đây là điều cần thiết. Sau khi kỳ họp thứ 5 kết thúc có lẽ ban tổ chức cán bộ trung ương sẽ có một ý suy nghĩ mới về công tác tổ chức. Chúng ta đi trước một bước vừa lúc có thể bố trí trong hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh diễn ra vào tháng 12. Điền Vĩnh Thái gật đầu nói. Đúng thế, năm nay Điền Nam chúng ta tiến hành điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, Trung ương chưa chắc hiểu rõ tình hình thực tế của chúng ta. Tôi lo là lãnh đạo hiểu lầm với Điền Nam, cho nên nhiệm vụ chuyến đi này không nhẹ. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Chuyện này quấn vào chuyện kia đúng là làm người ta không được yên bình. Điền Vĩnh Thái cảm thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống không quá tốt như có tâm sự gì đó. Trưởng ban Triệu, có phải là có tâm sự gì không? Điền Vĩnh Thái thử hỏi. Côn Châu. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nhìn Điền Vĩnh Thái. Ừ, anh cũng biết. Chuyện này đúng là chui vào ngõ cụt. Tôi bây giờ cũng thấy khó giải quyết. Hai người đó đều không ai chịu thua, đều có năng lực nhưng quan trọng nhất là dùng như thế nào. Hai người này không hòa hợp, Vương Liệt là con Châu không chịu quay đầu. Anh nói không phải muốn người ta tốn công suy nghĩ sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực nói. Tôi bây giờ không biết nên làm gì. Bí thư Thái rất quan tâm việc này. Từng cử động của Côn Châu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Điền Nam, không thể có sai lầm. Điền Vĩnh Thái trầm ngâm một chút rồi mới nói. Bí thư Ngô và thị trưởng Vương Liệt đều là người có năng lực, dù là ai cũng đều có thể tự mình đảm đương một phía. Nhưng khúc mắc của cả hai ở đó. Ôi, lúc đầu ban cũng nên cân nhắc việc này. Nếu xác định để Ngô Nguyên Tể đến Côn Châu thì phải cân nhắc việc điều Vương Liệt đi. Ừ, điểm này tôi cũng có sai lầm hoặc là nói si tâm vọng tưởng còn hy vọng hai người bọn họ có thể. Triệu Quốc Đống cười tự giễu. Bây giờ thì muộn rồi. Anh cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tôi nghe ngài nói thị trưởng Vương Liệt không muốn điều chỉnh công việc. Tôi cũng cho rằng y sẽ phát huy được năng lực ở địa phương hơn là lên tỉnh, chẳng qua đi đâu cũng phải suy xét. Dù sao chúng ta vừa điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, không có vị trí càng thích hợp hơn. Điền Vĩnh Thái nói. Anh suy nghĩ giúp tôi cũng suy nghĩ xem nên đặt Vương Liệt đến vị trí nào thì phát huy năng lực, sở trường của y hơn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ tôi từ Bắc Kinh về thì sợ chuyện này phải nghiên cứu ngay. Quyển 17, chương 101. Chuyện triều đình gọi quần thần lên chầu có thể nói là khổ sở với chư hầu thời xưa. Nhưng đối với người hiện đại mà nói mấy ngàn km chỉ là vài tiếng đồng hồ mà thôi.
Mấy tiếng bay lên Bắc Kinh là thời gian để Triệu Quốc Đống suy nghĩ. Giọng dễ nghe của Tiếp Tân Hàng không vang lên báo hiệu máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Sân bay quốc tế Bắc Kinh đang được mở rộng, một khi hoàn thành sẽ nâng cao hơn nữa năng lực chuyên chở hành khách của sân bay. Anh hình như rất hiếm khi năng chạy lên Bắc Kinh như vậy. Có phải có chuyện gì không? Lưu Nhược Đồng nói. Không phải lại vì hạng mục cao tốc Côn Văn kia đó chứ? Em nghe Tứ Tỷ nói công ty bọn họ có tranh luận lớn vì hạng mục này, sợ rằng không thể lập tức xác định. Không có chính sách rõ ràng của quốc gia thì bọn họ không dám dễ dàng quyết định. Anh còn phải thúc đẩy thêm nữa mới được. Không hoàn toàn vì hạng mục này, còn có mấy việc khác. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn đúng là bị thân phận trưởng ban tổ chức cán bộ này làm mệt mỏi. Mấy tháng đầu tuy mệt nhưng chỉ mệt về sức khỏe, cả ngày chạy đông chạy tây tìm hiểu tình hình nên không phiền não mấy. Nhưng khi dần quen thuộc tình hình thì hắn cảm thấy có thể ngồi trong ban để nghỉ ngơi thì lại phát hiện tất cả mới chỉ là bắt đầu, chuyện khó giải quyết còn đợi ở phía sau làm anh ngủ không ngon. Cả ngày suy nghĩ việc điều chỉnh nhân sự, nhất là Điền Nam mấy năm qua phát triển không quá tốt nên vừa điều chỉnh một chút là sẽ tạo ra chấn động mạnh. 2-3 tháng qua gần như không hề dừng lại, mà điều chỉnh xong còn cần một thời gian thích ứng, trong quá trình này sẽ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn rồi truyền lên ban, làm cho một số mâu thuẫn bay lên tầm cao nhất định. Chỉ dựa vào lực lượng ở bên dưới là không thể khống chế. Khi đó ban tổ chức cán bộ chỉ có thể tự mình ra trận, nghĩ mọi cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Chính vì vậy Triệu Quốc Đống xem như cảm nhận được khó xử khi Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ còn mình làm bí thư thị ủy. Chỗ tốt của bí thư chính là nói ý đồ của mình với trưởng ban tổ chức cán bộ, còn thực hiện cụ thể ra sao, hơn nữa thực hiện một cách hoàn mỹ thì cần phải phối hợp tốt giữa bên trên và bên dưới. Được như vậy anh mới là trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách. Mà bây giờ mình chính là ở vị trí của Tiêu Phượng Minh nhưng ở cấp độ cao hơn. Làm như thế nào để đưa các cán bộ Điền Nam lên đúng vị trí chính là thử thách năng lực của hắn. Em thấy tâm trạng của anh không quá tốt, có chút trầm muộn, có phải là áp lực quá lớn không? Lưu Nhược Đồng thực ra đã cảm nhận được Triệu Quốc Đống không quá vui vẻ từ đợt Quốc Khánh nên cô cố gắng muốn giúp Triệu Quốc Đống giảm bớt áp lực. Ừ, có một chút. Vấn đề bên Điền Nam rất phức tạp, muốn giải quyết tốt đúng là phải suy nghĩ rất nhiều. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ban tổ chức cán bộ trung ương thay đổi không nhỏ. Lần này anh lên chủ yếu là báo cáo công việc, nghe phương hướng trong công việc của ban tổ chức cán bộ ở thời gian tới. Quốc Đống, Trương Thúc Lui cũng may trưởng ban qua cũng là lão lãnh đạo quen biết như vậy anh không hoàn toàn mất hết mối quan hệ ở ban tổ chức cán bộ trung ương. Anh bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Ở rất nhiều công việc cũng cần biết hướng đi của Trung ương mà không thể hoàn toàn tập trung vào tầm tỉnh. Lưu Nhược Đồng không suy nghĩ quá nhiều. Em sau khi về Bắc Kinh cũng đi gặp Trương Thúc, em nói anh bây giờ công tác ở Điền Nam và thấy rất mệt, áp lực từ các phía cũng làm anh cảm thấy như đi trong vũng bùn. Trương Thúc nói đây là chuyện tốt đối với anh, nếu muốn đi tới vị trí càng cao hơn thì anh nhất định phải trải qua nhiều cương vị công tác. Anh dù mệt hơn nữa cũng phải tiếp tục. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đạo lý này. Công tác của ban tổ chức cán bộ không chỉ là một loại rèn luyện, hơn nữa làm trưởng ban cũng là cách bồi dưỡng mạng lưới quan hệ, tìm hiểu tình huống cán bộ. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn cắn răng kiên trì. Ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ anh có thể dễ dàng tìm hiểu nhiều người, nắm giữ tài nguyên nhân lực càng nhiều hơn, thậm chí có thể lựa chọn và bồi dưỡng. Nhưng làm như thế nào dùng tốt cán bộ, khiến cán bộ phát huy đầy đủ tác dụng chính là cách thể hiện tốt nhất năng lực của một trưởng ban tổ chức cán bộ. Anh có quyền lực thì cũng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ nhất định, anh không làm được tốt nhất cũng có nghĩa anh không phải một trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách. Mà anh thiếu năng lực sẽ được ghi vào hồ sơ vô hình, sẽ ảnh hưởng đến bước phát triển tiếp theo của anh. Sử dụng cán bộ này thì ban cũng có cân nhắc, người ta còn trẻ, có sự mạnh mẽ, quyết đoán, cũng có năng lực phán đoán, phân tích tốt đẹp, Nahaslav càng am hiểu công tác kinh tế. Tỉnh ủy An Nguyên khi đề cử đồng chí này làm thường vụ tỉnh ủy cũng đã có phân tích chi tiết và chính xác. Ban lúc ấy khi nghiên cứu đồng chí này làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên cũng có ý kiến khác. Nhưng tôi và phó trưởng ban Nhược Cốc đều cho rằng việc trẻ hóa cán bộ tuy nói vài năm nhưng chỉ nói miệng mà thôi, thực tế thì vẫn là theo lối cũ, như vậy không hợp với thời cuộc. Cho nên cuối cùng ban thông qua ý kiến đề cử y. Vậy ban các anh điều Triệu Quốc Đống tới làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam là có ý đồ gì? Người đàn ông đặt câu hỏi là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ Viện, Tiền Việt. Vẫn là cân nhắc từ góc độ bồi dưỡng tổng hợp,
Triệu Quốc Đống gần như chỉ làm việc trong lĩnh vực kinh tế, thời gian làm lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền khá dài, sở trường mạnh nhưng cũng có nhược điểm khá đột xuất. Ban hy vọng thông qua việc điều Triệu Quốc Đống tới vị trí khác, lĩnh vực khác rèn luyện sẽ làm cậu ta nhanh chóng trưởng thành, kinh nghiệm công tác sẽ càng phong phú toàn diện hơn. Chư Hiền kiên nhẫn giải thích. Y không biết Phó Thủ tướng Tiền Việt vốn ít dành thời gian hỏi công việc của ban tổ chức cán bộ trung ương sao lại đột nhiên thấy hứng thú với Triệu Quốc Đống. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh sen gặp đã làm Phó Thủ tướng Tiền có ấn tượng rất sâu? Hay là Lưu Gia dự định thông qua con đường nào đó để có hành động gì? Ồ, tôi biết rồi. Trung ương gần đây tranh luận khá lớn về Điền Nam. Tôi thấy Triệu Quốc Đống hình như cũng là nhân vật chủ chốt trong đó. Chẳng qua tôi thấy có tranh luận là việc tốt. Nếu như phản ánh đều là bình thường như vậy tức là sức sống kinh tế và tiềm lực phát triển của nơi đó đáng để lo lắng, việc này bình thường chính xác hơn nhiều so với việc đánh giá theo chỉ tiêu số liệu. Tiền Việt mặc dù được phân công quản lý công việc này nhưng lại không hề che đậy công việc mình quản lý, có gì nói đó. Tính cách thẳng thắn của Tiền Việt được giới kinh tế và giới truyền thông bình luận rất tốt, nhưng cũng có một vài ý kiến phê bình, cho rằng có vài lời nói của Tiền Việt không phân biệt trường hợp rất dễ dàng tạo thành bị động chính trị không cần thiết. Chẳng qua Tiền Việt vẫn duy trì quan điểm việc ta làm. Chư Hiền vẫn suy nghĩ ý đồ của Tiền Việt. Tiền Việt là phó thủ tướng phụ trách công tác kinh tế, y sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với công việc của Triệu Quốc Đống, một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy như vậy. Nhất định là có nguyên nhân nào đó. Ý từ lời nói của Tiền Việt càng lúc càng rõ ràng, biểu hiện gần đây của Triệu Quốc Đống đã làm Tiền Việt chú ý. Không chỉ là do việc điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam. Chẳng qua Chư Hiền không biết Triệu Quốc Đống còn làm gì nữa để Tiền Việt chú ý mà thôi. Tình hình Điền Nam khá đặc thù, trong ban về cơ bản tán thành công tác tổ chức của Điền Nam thời gian gần đây, chủ yếu là do đợt điều chỉnh nhân sự quy mô lớn của Điền Nam đều diễn ra với nguyên tắc tập trung dân chủ, hơn nữa căn cứ ban điều tra đánh giá thì dân chúng Điền Nam cũng tán thành hai đợt điều chỉnh nhân sự lớn này. Chư Hiền cẩn thận nói, qua tính không quá tán thành công việc của Điền Nam thì y biết nhưng đây không phải vấn đề nguyên tắc. Có thể nhắc nhở một chút trong công việc là được. Ừ, chủ yếu chính là phải xem mục đích điều chỉnh nhân sự và hiệu quả. Phía trước là cơ sở, phía sau là chủ yếu. Tiền Việt dừng lại nói. Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đã nói không cần biết mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo hay. Tôi cảm thấy công tác tổ chức cũng như vậy. Tôi cũng nghe nói một số đồng chí nói lần này Điền Nam điều chỉnh nhân sự tạo ra chấn rộng quá lớn, nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là vấn đề phương thức. Chỉ cần một lòng vì công việc, hơn nữa đạt hiệu quả tốt đẹp là đủ. Chúng ta nhìn nhận vấn đề phải theo hướng này. Tiền Việt xoay người bình tĩnh nói. Lão Trư, hôm nay tôi và anh thảo luận cũng không có ý gì. Chẳng qua biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm tôi khá tò mò mà thôi. Coi như đây là cuộc trao đổi bình thường của hai chúng ta. Chẳng qua tôi vẫn tán thành quan điểm của ban tổ chức cán bộ các anh, phải tăng cường rèn luyện cán bộ trẻ, tăng trọng trách cho bọn họ. Để bọn họ rèn luyện ở nhiều góc độ, giúp bọn họ trưởng thành, để bọn họ thành giường cột nước nhà. Quyền 17, chương 102. Tiễn Tiền Việt, Chư Hiền về văn phòng nhưng vẫn suy nghĩ ý đồ của đối phương. Tiền Việt và Triệu Quốc Đống không có mối quan hệ gì cả, lý lịch của Triệu Quốc Đống cũng rất rõ ràng nên càng không thể nào có dính líu tới lãnh đạo trung ương. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng có lãnh đạo khá thân hoặc là nói có một số lãnh đạo thưởng thức tác phong làm việc và năng lực của hắn, đó là điều rất bình thường. Một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mới có 35 tuổi nếu không được lãnh đạo nâng đỡ thì dù hắn xuất sắc đến đâu cũng không thể ngồi lên vị trí này. Thái Chánh Dương coi như là ân sư của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống từ một phó bí thư đảng ủy xã nhảy lên sở giao thông chính là nhờ Thái Chánh Dương. Nhưng Chư Hiền cảm thấy Triệu Quốc Đống ở cấp huyện thị xã không ngừng lên chức chủ yếu là dựa vào năng lực và thành tích của hắn. Sau đó bóng dáng của Qua Tĩnh giúp đỡ Triệu Quốc Đống mới dần rõ ràng. Triệu Quốc Đống từ chức thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang nhảy sang làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh, sau đó lên làm thị trưởng, từ thị trưởng sang làm cục trưởng cục quy hoạch tổng hợp bộ năng lượng, cuối cùng quay về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, mỗi một bước đều có bóng dáng của Qua Tĩnh. Chư Hiền không có ác cảm gì với Triệu Quốc Đống, cũng không hề bất ngờ hoặc bất mãn vì quan hệ sâu xa giữa Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống. Đó là điều rất bình thường. Trong mắt một vị lãnh đạo bao giờ cũng có cán bộ mà mình hợp ý, lúc chọn lựa phân công không tránh khỏi suy nghĩ đến cán bộ kia đầu tiên. Ở điều kiện ngang nhau thì khả năng cán bộ kia được đề bạt sử dụng cũng là cao hơn. Cán bộ sở dĩ được lãnh đạo cấp trên có ấn tượng tốt, thưởng thức và tin tưởng tuyệt đối hầu hết cũng là thông qua công việc.
ví dụ như hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ mà lãnh đạo giao cho, hoặc là nói đạt thành tích đặc biệt xuất sắc ở cương vị của mình, hoặc là giải quyết rất nhiều khó khăn trong công việc, giúp cấp trên đạt được sự chủ động trong công việc, nếu không chính là quan điểm trong công việc nhất trí với lãnh đạo, được lãnh đạo tán thành. Tóm lại đó đều là thông qua biểu hiện xuất sắc trong công việc của bọn họ, nắm bắt cơ hội tốt, đồng thời vừa vặn thể hiện được tài hoa của mình mới có thể được lãnh đạo cấp trên coi trọng. Đương nhiên cũng không thiếu một số kẻ nịnh bợ, tìm kiếm sở thích của lãnh đạo, thậm chí dùng tiền mua chức thì cũng có thể được lãnh đạo tán thành. Theo Chư Hiền thấy loại người phía trước chỉ cần giữ vững nguyên tắc, kết hợp linh hoạt với sự lãnh đạo của cấp trên là có thể lựa chọn, còn loại người phía sau nếu chọn sẽ phá vỡ nguyên tắc, đó là điều tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Muốn được một lãnh đạo tán thành cũng không dễ dàng, nhất là lãnh đạo cao cấp. Rất nhiều cán bộ đều là thông qua nhiều năm rèn luyện, từng bước tiến lên, ở từng vị trí đều đạt thành tích khá tốt thì mới có thể được lãnh đạo đồng tình. Còn ảo tưởng ở mỗi một vị trí, mỗi một công việc đều được lãnh đạo ưu ái đó là điều không thực tế. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống có thể nói là khá tốt. Cuộc điều chỉnh nhân sự lớn vừa qua của Điền Nam chính đã đả kích lớn vào thế lực địa phương của Điền Nam, có thể nói lần điều chỉnh nhân sự này đã càn quét toàn bộ Điền Nam, tạo ra chấn động rất lớn, cáo trạng cũng đã chất đầy trên bàn của Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương. Có phản ánh nói Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống kiêu ngạo, ngang ngược, nói là dùng người thân, cũng có phản ánh tỉnh ủy Điền Nam khi điều chỉnh nhân sự không hề biết cân nhắc, ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của Điền Nam. Trong đó phản ánh về Triệu Quốc Đống là nhiều hơn, thậm chí còn gay gắt hơn Thái Chánh Dương vốn là bí thư tỉnh ủy Điền Nam. Một trưởng ban tổ chức cán bộ có thể tạo sóng gió như vậy không thể không nói là hiếm thấy. Dù Điền Nam có tình huống đặc biệt nhưng điểm tập trung dồn lên người trưởng ban tổ chức cán bộ chứ không phải bí thư tỉnh ủy đúng là rất hiếm thấy. Nhưng sự hiếm thấy này cũng để lại một tín hiệu không bình thường sau lưng, đó chính là nói tác dụng của vị trưởng ban tổ chức cán bộ đó là rất thành công. Mỗi lần sóng gió do đợt điều chỉnh nhân sự mâng tới, trưởng ban tổ chức cán bộ mặc dù ở trong dòng xoáy đó nhưng chỉ trích thường nhằm vào bí thư, mà xu thế ở Điền Nam chính là điều bất ngờ. Thực tế do tình hình đặc thù của Điền Nam nên biểu hiện của Triệu Quốc Đống càng chói mắt hơn. Mà biểu hiện của Triệu Quốc Đống không chỉ có thế, Thủ tướng lúc đến Điền Nam khách sạn đã có ấn tượng rất sâu về hắn. Nghe nói Thủ tướng vốn có ấn tượng với Triệu Quốc Đống từ cách đây 6-7 năm, bây giờ lại càng có ấn tượng hơn thì đây cũng là một hiện tượng đáng để nghiên cứu. Bây giờ Phó Thủ tướng Tiền Việt cũng đến nói chuyện với mình về Triệu Quốc Đống, Chư Hiền không thể không cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Ninh Pháp mặc dù đã đề cập với mình về Triệu Quốc Đống, nhưng đó là năm ngoái khi Triệu Quốc Đống được tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đề cử làm thường vụ tỉnh ủy. Lúc ấy Lăng Chính Dược kiên quyết phản đối đề cử này nhưng cuối cùng ban vẫn thông qua ý kiến của tỉnh ủy tỉnh An Nguyên. Thái độ của Ninh Pháp với Triệu Quốc Đống làm Chư Hiền khá tò mò. Theo y biết lúc trước việc Triệu Quốc Đống rời khỏi Hoài Khánh đến Bộ Năng lượng cũng là do Ninh Lăng một tay làm ra. Chẳng lẽ chỉ sau 3 năm Triệu Quốc Đống lại được Ninh Pháp ưu ái sao? Đây đáng lẽ là thái độ của Ứng Đông Lưu mới đúng. Triệu Quốc Đống, một nhân vật chỉ ở cấp bậc khá thấp trong nước lại được nhiều ủy viên Bộ Chính trị quan tâm như vậy, chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống đã thành công. Sau đây Triệu Quốc Đống sẽ tiến tới vị trí nào đúng là làm người ta mong chờ. Chư Hiền cũng hiểu mình có thể dùng nhiều tâm tư quan sát người này hơn. Quốc Đống, phải nắm cho chắc, qua tính sang ban tổ chức cán bộ trung ương chính là tin tức rất tốt đối với chú làm việc ở địa phương cũng sẽ bớt gặp cản trở hơn. Lưu Thác nhấp một ngụm trà thanh châm, mùi thơm nhàn nhạt phải vào mũi làm y rất thích. Đây là loại chè thanh châm thượng hạng do Lam Hữu Phương chuyên môn mang đến tặng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rất thích loại chè này. Lúc lên Bắc Kinh hắn cũng hay mang đến tặng lãnh đạo. Loại chè này không dễ bảo quản, thời gian lâu một chút sẽ mất mùi vị vì thế cần phải để trong túi kín, để trong tủ lạnh. Lam Hữu Phương cũng biết biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Điền Nam. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã có người truyền tới tai y. Mặc dù một ở Đông Bắc, một ở Tây Nam nhưng tin tức chính trị trong nước cũng không có mấy điều mà y vốn làm ở ban tổ chức cán bộ trung ương nhiều năm không thể nắm giữ. Đại ca, Trương Thúc vốn cũng không quá ủng hộ Quốc Đống. Trưởng ban qua bây giờ cũng là thay thế Trương Thúc, chỉ sợ đối với Quốc Đống mà nói cũng không có quá nhiều thay đổi. Lưu Nhược Đồng rót nước thêm vào chén cho Lưu Thác sau đó nói. Ồ, em không biết chuyện trong ban rồi. Trương Thúc tuổi lớn, người nào đều biết Trương Thúc sắp lui, đám người tự cho rằng cánh mình cứng chưa chắc nể mặt Trương Thúc. Em không thấy năm trước Lăng Chính Dược kiên quyết phản đối việc của Quốc Đống sao? Trương Thúc đúng là lực bất tòng tâm ở chuyện này.
đám ủy viên đảng ủy ban tổ chức cán bộ tên nào tên đó mắt sắc bén, mũi thính hơn chó, trước khi trưởng ban chứ không tỏ rõ thái độ thì ai muốn mâu thuẫn quá sâu với Lăng Chính Dược. Lưu Thác cười nói, y hiểu khá rõ về tình hình của ban vì chính y là người từ đó bỏ ra. Ồ, vậy qua tính có gì khác? Lưu Nhược Đồng mặc dù đã dần thích ứng cuộc sống này nhưng dù sao công việc ở Bộ Ngoại giao và công việc bên quân đội cũng có điểm khác nhau cho nên cô đang cố gắng dung nhập vào trong đó. Qua tính đương nhiên là khác. Qua tính vốn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Trung ương, là cán bộ cấp chính huyện, điều ngang cấp sang ban tổ chức cán bộ chính là một tín hiệu. Nếu Lăng Chính Dược đi, Qua tính sẽ thay Lăng Chính Dược làm Phó trưởng Ban Thường trực. Hơn nữa Bí thư Quốc Xuân rất thưởng thức Qua tính. Đám người ở ban có ai không ngửi ra việc này? Sợ rằng trưởng ban chứ cũng phải cẩn thận suy nghĩ về quan điểm của Qua tính. Không phải vẫn nói sợ người còn trẻ sao, Qua tính chính là ví dụ điển hình nhất. Lưu Thác mỉm cười, y đương nhiên sẽ không nói mình cũng thuộc số những ngôi sao chính trị trẻ tuổi đó. Cái gọi là trẻ tuổi trong chính trị theo định nghĩa của giới truyền thông là những người ở cấp bộ trưởng khoảng 50 tuổi, có danh tiếng tốt, uy tín cao. Hai vế đầu là quan trọng. Vế sau lại là về uy tín. Truyền thông trong và ngoài nước vẫn một mực thảo luận đề tài này, không thể nghi ngờ người được coi là tiên phong trong lớp cán bộ trẻ hiện nay chính là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Việt, Ninh Pháp, ngoài ra còn có Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, Ứng Đông Lưu, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quế, Hồng Phong, Chủ tịch tỉnh Tương, Châu Chí Tương, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên, Hoài Đức. Quyển 17, chương 103. Phái cán bộ trẻ. Triệu Quốc Đống không phải lần đầu tiên nghe được từ này, chẳng qua có thể từ miệng Lăng Chính Dược nói ra câu này thì về cơ bản đều là những tinh anh của nền chính trị Trung Quốc. Chẳng qua tầng lớp này không thể đơn giản lấy tuổi mà phân chia. Trong này có không ít người có quan điểm chính trị khác nhau, đương nhiên có một điểm nhất trí chính là đều hết lòng vì đảng. Bọn họ chỉ có quan điểm về bảo vệ môi trường khác biệt nhau, quan điểm phát triển khác nhau, chú trọng vấn đề dân sinh khác nhau, mấy thứ này có thể hình thành vòng tròn quan điểm khác nhau. Thác ca, trưởng ban qua đối với em đúng là tốt, lần này em lên Bắc Kinh chủ yếu là muốn báo cáo tình hình công việc với trưởng ban chư và trưởng ban qua, mong bọn họ hiểu và ủng hộ. Điền Nam có không ít người không chịu ngồi yên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Điền Nam bây giờ vốn quyết tâm kiên định phát triển nhưng dù sao cũng có vài kẻ muốn mượn xung đột quan điểm bình thường của tỉnh để thực hiện ý đồ của mình rồi mưu lợi. Triệu Quốc Đống nói khá thẳng thắn. Hắn cũng nói qua nguyên nhân mà mình và Thái Chánh Dương có động tác như vậy ở Điền Nam, cũng thẳng thắn nói về ý kiến của hắn với Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương. Chẳng qua ở vấn đề này Lăng Chính Dược không tỏ bất cứ thái độ gì. Lăng Chính Dược làm ở ban tổ chức cán bộ Trung ương nhiều năm nên y không xa lạ gì Đào Hòa Khiêm. Lúc trước khi Đào Hòa Khiêm lên chức thành chủ tịch tỉnh Điền Nam cũng là do chính Lăng Chính Dược dẫn đội đi khảo sát. Quốc Đống, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ là vị trí tốt để rèn luyện. Anh cảm thấy chú có vẻ không quá thích vị trí này. Chẳng qua dù không phù hợp với suy nghĩ của chú thì vẫn phải làm. Chú phải biết chọn được một cán bộ, dùng tốt một cán bộ thì giá trị và thành tựu có lẽ còn lớn hơn là chú tự mình tiến hành. Mà khi bọn họ đạt được thành tích và thành công thì chú cũng có thể cảm nhận được sự thành công của mình. Lăng Chính Dược nói như vậy làm Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Lăng Chính Dược đã đánh trúng suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống. Hắn đúng là không quá thích công việc của trưởng ban tổ chức cán bộ, mặc dù hắn cảm thấy mấy tháng qua mình làm không kém, thậm chí có thể lấy từ anh dũng xuất sắc để hình dung, cũng đạt được thành tích xuất sắc nhưng hắn không quá vui vẻ. Có lẽ đây là vấn đề tâm lý, hắn thích một thành phố, một địa phương dưới sự cố gắng của mình mà phát triển nhanh chóng, thích chứng kiến thấy cuộc sống nhân dân được cải thiện nhờ công việc của mình, hắn thích xem dân chúng vì lao động mà có cuộc sống tốt hơn. Khi Triệu Quốc Đống trầm ổn tiến đến cửa văn phòng Lăng Chính Dược không nhịn được hơi nhíu mày đánh giá người trẻ tuổi đầy khí thế này. Chỉ một năm trước tên trẻ tuổi này còn không hề khách khí vượt qua sự cản trở của mình để bước lên vị trí thường vụ tỉnh ủy trẻ tuổi nhất của tỉnh An Nguyên, không hề cho mình chút mặt mũi nào. Mà bây giờ hắn lại nhanh chóng biến hóa thành trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Mặc dù không thể nói là cấp dưới trực tiếp của mình nhưng loại quan hệ cấp trên cấp dưới này là khá rõ ràng. Tưởng ban Lăng, tôi tới. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói, Lăng Chính Dược cảm thấy tinh thần mình như hơi mất tập trung. Quốc Đống đến à, cậu đúng là khách khó mời, khó được, ngồi đi, ngồi đi. Lăng Chính Dược cố gắng điều chỉnh cơ mặt của mình, làm vẻ mặt mình phong phú hơn đôi chút.
hắn đến nói là báo cáo công việc nhưng Lăng Chính Dược lại thấy đối phương như tới để khiêu khích mình. Triệu Quốc Đống không muốn đến chỗ Lăng Chính Dược nhưng hắn lại không thể không tới. Làm phó trưởng ban thường trực, Lăng Chính Dược chủ trì công việc của ban tổ chức cán bộ trung ương, có thể nói các công việc cụ thể hàng ngày của ban đều do y an bài. Trưởng ban Chư Hiền chủ yếu xem vấn đề ở góc độ toàn cục, xác định phương hướng mà thôi. Các trưởng ban tổ chức cán bộ cấp tỉnh như Triệu Quốc Đống hầu hết chỉ giao tiếp với Lăng Chính Dược và mấy phó trưởng ban khác, nhất là Lăng Chính Dược làm phó trưởng ban thường trực thì không thể vòng qua được. Nhưng đúng như lời Lăng Chính Dược nói, Triệu Quốc Đống đúng là khách quý. Mặc dù hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam được hơn nửa năm nhưng ngoài mấy lần lên ban họp ra, Triệu Quốc Đống về cơ bản không chủ động đặt chân tới văn phòng của Lăng Chính Dược. Điểm này dù là Lăng Chính Dược hay Triệu Quốc Đống đều biết rõ trong lòng, nhưng cả hai coi như không có chuyện gì. Anh không làm khó dễ tôi cũng không trêu chọc gì anh. Chẳng qua theo Lăng Chính Dược thấy Triệu Quốc Đống dần vượt qua giới hạn này. Nửa năm qua Điền Nam liên tục có điều chỉnh nhân sự lớn đã chứng minh điểm này. Trước đó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam không báo cáo kế hoạch đầy đủ với ban, mà chỉ nói đây là ý đồ của tỉnh ủy Điền Nam để báo cáo, điều này làm Lăng Chính Dược khá tức giận. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam đúng là cơ quan thuộc tỉnh ủy Điền Nam, nhưng ban tổ chức cán bộ trung ương có quyền chỉ đạo công việc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, điểm này đã được ghi rõ trong nguyên tắc công tác tổ chức. Thế nào là chỉ đạo? Đó chính là cần phải nắm giữ các công việc chủ yếu, vấn đề lớn, tiến hành giám sát, kiểm tra sau đó tổng kết, phân tích kinh nghiệm. Nhưng rất hiển nhiên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam đã đi ca giới hạn, hoặc là nói coi thường quyền uy của ban tổ chức cán bộ trung ương. Chư Hiền không quá chú ý phương diện này, vì thế người phải chú ý chính là Lăng Chính Dược. Theo ý của Lăng Chính Dược thì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam đã quá sơ suất ở việc này. Mặc dù không liên quan đến cán bộ cấp phó tỉnh nhưng phương án điều chỉnh nhân sự trên quy mô toàn tỉnh theo thông lệ vẫn cần báo cáo với ban tổ chức cán bộ trung ương. Ở vấn đề này y cho rằng cách làm của tỉnh ủy Điền Nam là không thích hợp, không thỏa đáng, mà Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam là người có trách nhiệm chính. Lăng Chính Dược cố gắng làm mình bình tĩnh lại để nghe đối phương báo cáo công việc, nhất là việc thay đổi nhân sự nửa năm qua của Điền Nam. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh giống như đang nói một chuyện đương nhiên. Từ kết cấu cán bộ Điền Nam đến ý đồ của tỉnh ủy, đến quy hoạch, cuối cùng là chia làm hai bước tiến hành vận dụng. Hắn nói như thể đợt điều chỉnh nhân sự này chính là điều mọi người mong muốn vậy. Điều này làm Lăng Chính Dược có chút tức giận. Tiểu Triệu, tỉnh ủy Điền Nam nếu sớm ý thức việc điều chỉnh cán bộ thì tại sao còn không sớm chuẩn bị quy hoạch? Điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn như vậy theo lý thuyết nếu không phải là hết nhiệm kỳ thì đó chính là có vấn đề lớn thì mới tiến hành như vậy. Đương nhiên điều chỉnh bộ máy cấp thị xã là quyền lực của đảng ủy cấp tỉnh, ban sẽ không can thiệp. Nhưng tỉnh ủy Điền Nam tại sao không báo cáo với ban trước? Kết quả như thế nào? Tạo ra sóng gió lớn như vậy mà ban hoàn toàn không biết gì. Trung ương hỏi thì ban chỉ có thể há mồm cứng lưỡi, vậy còn ra thể thống gì chứ? Lăng Chính Dược càng nói càng tức. Đợt điều chỉnh nhân sự này của Điền Nam làm y chịu không ít oán giận. Mặc dù Chư Hiền không nói gì nhưng đối phương nhất định không hài lòng việc ban không thể khống chế việc điều chỉnh nhân sự của Điền Nam. Mấy lãnh đạo khác cũng có cái nhìn khi Điền Nam có điều chỉnh nhân sự lớn như vậy, cho rằng mùi vị phái hệ quá rõ ràng, đây là cuộc thanh lọc cán bộ địa phương, nghiêm trọng ảnh hưởng đến cục diện chính trị ổn định của Điền Nam. Mặt Triệu Quốc Đống trông rất bình thường, không hề có chút bất mãn nào. Hắn một bên nghe Lăng Chính Dược phê bình, một bên ghi vào sổ. Một phần do hắn không muốn xung đột trực tiếp với Lăng Chính Dược ở vấn đề này, một phần cũng là do tỉnh ủy Điền Nam đúng là có ý chém trước tâu sau, thậm chí còn bị nghi là chém xong không tâu. Ở vấn đề này ban đầu Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đã thảo luận qua. Triệu Quốc Đống kiên trì việc điều chỉnh bộ máy cấp thị xã là quyền lực của tỉnh ủy Điền Nam, không cần báo cáo xin chỉ thị của ai. Thái Chánh Dương cuối cùng đã đồng ý với ý này của Triệu Quốc Đống. Tỉnh ủy Điền Nam ở vấn đề này có tác phong của thả, tạo thành một vài ảnh hưởng không tốt. Ở vấn đề này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam có trách nhiệm trực tiếp. Tiểu Triệu, tác phong này của cậu là không được. Cậu còn trẻ, quyết định điều chỉnh nhân sự liên quan đến tiền đồ cả đời của cán bộ, khi xử lý mấy vấn đề này cần suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm, nói đây như đi trên miếng băng mỏng cũng không quá. Việc chữa bệnh cứu người luôn là nguyên tắc trước sau như một của đảng ta. Lăng Chính Dược gần như là cắn răng khống chế cơn tức trong lòng mình.
Triệu Quốc Đống mặc dù ngoài mặt ra vẻ rất đạt nhưng Lăng Chính Dược có thể cảm thấy đối phương đang coi thường mình, điều này làm y muốn bộc phát. Quyển 17, chương 104. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Chính Dược gần như nghiến răng nghiến lợi. Hắn có chút khó hiểu, hình như đối phương không nên quá kinh ngạc vì việc này mới đúng. Lăng Chính Dược đổ ngọn lửa lên mình chỉ vì chuyện đó sao? Cuộc điều chỉnh nhân sự Điền Nam có thể do một mình quyết định được sao? Tỉnh ủy Điền Nam chẳng lẽ không có quyền lực điều chỉnh bộ máy cấp thị xã sao? Hắn cũng không có ý thức được ngọn lửa giận của Lăng Chính Dược không chỉ là nhằm vào việc này, mà là nhằm vào bản thân hắn và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam biểu hiện không theo ý của đối phương ở chuyện này, đó là điều mà Lăng Chính Dược không dễ dàng tha thứ. Tưởng Ban Lăng nói rất đúng, sau khi về nhất định sẽ nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm. Tôi mới tiếp nhận công việc này nên còn chưa nắm vững nhiều quy định, nguyên tắc. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Lăng Chính Dược chỉ thấy mình đang nghiến răng, hận không thể nhổ nước bọt vào mặt tên đang giả ngây giả dại này. Y không biết mình tại sao lại không thích tên này đến vậy, mỗi một biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm cho y cảm thấy như đang khiêu khích mình, rốt cuộc do mình quá mẫn cảm hay do thể hiện của đối phương thì y cũng không dám xác định. Nhưng có một điểm y có thể xác định, đó chính là đối phương cũng không có chính thức coi lời của mình vào đâu. Tiểu Triệu, cậu có suy nghĩ này là không được, cái gì mà không nắm vững? Anh cũng là cán bộ trưởng thành từ thị trưởng, bí thư thị ủy, chẳng lẽ anh còn không biết rõ gì việc này sao? Lăng Chính Dược khinh thường nói. Tưởng Ban Lăng, nói cũng không thể nói như vậy. Tỉnh ủy cũng có quy hoạch thống nhất, phương án này được các thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu chu đáo mới hình thành được, không phải sự độc đoán của bất cứ ai. Từ hiệu quả thực tế mà thấy thì thành tích sau khi điều chỉnh đã dần xuất hiện, tôi tin rằng đến sang năm còn có thể thấy rõ hơn. Từ tổng thể mà thấy thì cũng đạt được hiệu quả xúc tiến phát triển. Triệu Quốc Đống nói khá sắc bén, chẳng qua hắn vẫn cố gắng khắc chế ngôn từ của mình, không cần quá kích thích đối phương. Nhưng mặc dù vậy hắn tin cũng đủ làm Lăng Chính Dược cảm thấy được tâm trạng của mình. Lăng Chính Dược đương nhiên có thể cảm nhận được cơn tức trong giọng của đối phương. Lăng Chính Dược cười lạnh nói. Thành tích từ đợt điều chỉnh đã dần hiện ra. Không biết có phải tôi nghe lầm không? Bây giờ tin cáo trạng từ Điền Nam lên Trung ương nhiều không kể hết, nhất là phản ánh vấn đề việc chọn người trong đợt điều chỉnh này của Điền Nam. Tôi đã xem một chút, chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi mà tỉnh ủy Điền Nam đã tiến hành điều chỉnh gần 80% lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền thành phố, thị xã các nơi. Tỉnh ủy Điền Nam có cân nhắc đến hậu quả từ việc này không? Lòng người bị ảnh hưởng, công việc bị đình trệ. Tôi không biết tỉnh ủy Điền Nam có cân nhắc vấn đề thật kỹ rồi mới quyết định hay không. Triệu Quốc Đống không khỏi dùng mình, người này thật ra hiểu khá thấu đáo. Điền Nam điều chỉnh nhân sự khá lớn nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Khúc Châu cùng Sở Châu cũng bị cuốn vào. Lúc đầu tỉnh ủy Điền Nam không dự định thay đổi nhân sự Khúc Châu cùng Sở Châu, kết quả lại đột nhiên xuất hiện tình huống ác liệt khiến tỉnh ủy không thể không đưa hai nơi này vào. Tưởng Ban Lăng. Nếu chỉ là mấy tờ cáo trạng tôi không cảm thấy việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy Điền Nam có vấn đề gì. Bây giờ có không khí không quá tốt, chỉ cần vừa điều chỉnh nhân sự, người không đạt mục đích sẽ nghĩ biện pháp gây sóng gió. Tôi cảm thấy muốn giải quyết vấn đề này là rất đơn giản, có chuyện thì điều tra, ủy ban kỷ luật không phải làm việc này sao? Không vấn đề thì sẽ trả lại sự trong sạch cho cán bộ, tôi tin mọi người đều có thể đối đãi chính xác với vấn đề này nếu trong lòng vô tư. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên phản kích. Về phần lòng người dao động, công việc đình trệ thì tôi không biết Tưởng Ban Lăng từ đâu mà đưa ra kết luận này, lại từ phương diện nào nói lòng người di động, công việc đình trệ. Chẳng lẽ vì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Điền Nam bắt vài cán bộ là khiến lòng người dao động, công việc đình trệ, như vậy đúng là nâng quá cao năng lực của mấy cán bộ này. Quả nhiên là có tài ăn nói. Lăng Chính Dược sớm từ cháu mình biết Triệu Quốc Đống giỏi ăn nói. Chỉ là hắn thường chỉ giỏi khống chế tiết tấu cuộc họp chứ nói chuyện riêng thế này thì Lăng Tiêu không rõ, mình coi như kiến thức một hồi. Tiểu Triệu, lòng người dao động cũng tốt, công việc đình trệ cũng tốt, tình hình cụ thể như thế nào thì cậu và tôi đều biết. Cục diện Điền Nam bị ảnh hưởng là thực tế không thể chối cãi. Trung ương không hài lòng với tình huống của Điền Nam cũng là sự thật. Tỉnh ủy Điền Nam cần phải cân nhắc làm sao đoàn kết bộ máy, ổn định cục diện, cùng tiến tới để tạo trụ cột cho kế hoạch 5 năm sắp tới. Chứ không phải dồn tâm trí vào việc tạo thế lực. Đảng không phải là thiên hạ của riêng ai, cũng không cho phép ai biến nó thành thiên hạ của mình. Lăng Chính Dược bắt đầu lạnh giọng hơn. Mặt Triệu Quốc Đống xa sầm lại, hắn có thể dễ dàng tha thứ việc Lăng Chính Dược phê bình công việc của mình, nhưng không cho phép Lăng Chính Dược mượn đề tài này mà nói xấu Thái Chánh Dương.
Thực tế mà nói biểu hiện của hắn ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ không quá hoàn hảo, bởi vì trước đó hắn không tiếp xúc mấy với công việc này, xử lý vấn đề còn mới lạ. Phương hướng chung có thể không có vấn đề nhưng về chi tiết thì đúng là không cân nhắc chu đáo. Ví dụ như vấn đề Ngô Nguyên Tể làm bí thư thị ủy Côn Châu, trước đó hắn vốn còn hy vọng Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt sẽ đồng tâm hiệp lực nhưng hai người có tính cách quá cứng rắn mạnh mẽ va chạm sẽ dễ mang lại hậu quả bất lợi, điều này làm cho công việc bây giờ của Côn Châu rơi vào bế tắc. Lăng Chính Dược ám chỉ thiên hạ của riêng ai không ngoài việc chính là đợt điều chỉnh này ảnh hưởng quá lớn đến cán bộ bản địa Điền Nam, nhất là điều chỉnh một ít lãnh đạo chủ yếu các thị xã gần như là thi hành ý đồ của Thái Chánh Dương. Mà sức ảnh hưởng của hai người Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc cũng suy yếu rất lớn sau hai đợt điều chỉnh này. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy đó là điều rất bình thường. Một bí thư tỉnh ủy nếu không thể thực hiện ý đồ của mình khi điều chỉnh nhân sự, vậy bí thư tỉnh ủy đó là không bình thường. Mà bây giờ Thái Chánh Dương ẩn giấu, tích xúc lực lượng 2 năm mới tiến hành, hơn nữa y cũng không hoàn toàn tham lam nắm hết quyền lực, nếu không Hứa Vọng Giang căn bản không thể ngồi trên vị trí bí thư thị ủy Khúc Châu. Thiên hạ của ai đó? Tưởng Ban Lăng, từ này đúng là mới mẻ. Tôi cảm thấy dùng từ này với Điền Nam chúng tôi sợ rằng không quá thích hợp. Triệu Quốc Đống nhíu mày lại. Mỗi khi hắn bị chọc giận, hắn đều vô thức muốn dùng vẻ mặt này để kéo xa khoảng cách đôi bên. Đây là động tác chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Lăng Chính Dược cũng ý thức được vừa nãy mình nói hơi quá. Mặc dù Trung ương cũng có vài tiếng nói, không quá đồng ý, về cách làm của Thái Chánh Dương ở Điền Nam. Nhưng Điền Nam còn chưa đến mức nói là thiên hạ của riêng ai. Chỉ là y bị thái độ lạnh nhạt của Triệu Quốc Đống làm cho không khống chế được tâm trạng nên mới thốt ra. Chẳng qua lúc này Lăng Chính Dược đương nhiên sẽ không chịu yếu thế. Tên Triệu Quốc Đống kia như một con nhím, thoáng chạm tới là lông dựng đứng cả lên, chỉ còn thiếu nước lao tới chém giết. Nếu mà mình hơi nhún một chút có lẽ sẽ bị hắn đạp lên mặt. Nhưng nếu mình tiếp tục giằng co với đối phương không chừng sẽ tạo thành cuộc tranh chấp không thể vãn hồi. Đối phương chỉ là một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm được nửa năm, nếu như đến báo cáo công việc của mình rồi có chuyện thì kẻ bị thiệt lớn nhất tuy là đối phương nhưng danh dự của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là khi Qua Tĩnh vừa thay thế Trương Nhược Cốc, Triệu Quốc Đống có quan hệ sâu xa với Trương Nhược Cốc cùng Qua Tĩnh, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng mình cố ý nhằm vào Trương Nhược Cốc cùng Qua Tĩnh. Nếu truyền ra như vậy thì chỉ sợ chẳng những ngay cả Chư Hiền, chỉ sợ một ít lãnh đạo trung ương cũng sẽ có cái nhìn với mình. Lăng Chính Dược không biết sao mình lại tạo thành cục diện cưỡi trên lưng hổ như thế này, y thấy mình khá tức giận nhưng y không phải người vì hành động theo cảm tính mà mất đi việc lớn. Có đôi khi phải ẩn nhẫn để đạt mục đích lớn hơn nữa. Tiểu Triệu, có thích hợp hay không không phải do tôi và cậu phán đoán, có lẽ còn chưa đến tình trạng đó nhưng đây không phải một loại xu thế sao? Giọng Lăng Chính Dược thoáng cái nhẹ hơn nhưng càng u ám hơn. Điền Nam bây giờ đang là cầu nối của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. Lãnh đạo Trung ương rất chú ý, có lẽ bản thân Điền Nam không cảm thấy rằng chỉ một vài động tác là sẽ khiến Trung ương chú ý. Tôi đây là muốn tốt cho Điền Nam, cậu còn trẻ không nên vì việc nhỏ mà mất lớn. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Cảm ơn Tưởng Ban Lăng quan tâm, chẳng qua tôi thấy tình hình hiện nay của Điền Nam rất tốt đẹp. Tôi tin lãnh đạo Trung ương sẽ thấy rõ ràng công tác của Điền Nam là như thế nào. Đương nhiên tôi cũng hiểu lời của Tưởng Ban Lăng là có lý. Bản thân tôi tiếp xúc với công tác tổ chức chưa lâu nên còn nhiều thiếu sót, trong công việc sau đây tôi sẽ nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, còn xin mời Tưởng Ban Lăng phê bình chỉ bảo nhiều hơn. Câu này của Triệu Quốc Đống nói mặc dù rất đẹp nhưng vẻ mặt lại đại biểu suy nghĩ thật của hắn. Lăng Chính Dược cũng rất tức tối, tên trước mặt như hòn đá vừa thối vừa cứng khiến y có cảm giác không thể xuông tay. May đối phương không phải người cộng sự của mình nếu không đúng là không biết sẽ có kết quả gì. Quyển 17 Chương 105. Cuộc nói chuyện với Lăng Chính Dược cứ như vậy kết thúc trong không khí đầy mùi thuốc súng. Lăng Chính Dược đã thu lại ở giai đoạn quan trọng nhất, Triệu Quốc Đống cũng thu lại, dù sao hắn cũng là cấp dưới nếu trở mặt thì sẽ tạo thành ấn tượng không tốt đối với hắn. Hắn sở dĩ tỏ vẻ cứng rắn thực tế chỉ là cho thấy thái độ có vài vấn đề hắn có thể không nhìn nhưng nếu vượt quá nguyên tắc thì hắn sẽ không lùi bước. Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Lăng Chính Dược gần như trong lúc nhất thời mấy người ở các phòng xung quanh đều thở dài một tiếng. Lăng Chính Dược không có thói quen đóng cửa phòng nhưng theo giọng điệu của hai người tăng dần lên khiến thư ký biết ý ra đóng cửa lại. Mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng mọi người có thể cảm thấy đợt báo cáo công việc này sẽ thành cuộc tranh luận đã lâu bọn họ không thấy. Một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà lại dám vào văn phòng của Lăng Chính Dược,
đấu lôi đài với Lăng Chính Dược, người này đúng là không bình thường. Đương nhiên Triệu Quốc Đống vốn là một người không bình thường. 35 tuổi đã làm cán bộ cấp phó tỉnh, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đến Điền Nam hơn 4 tháng bắt đầu giúp bí thư tỉnh ủy tiến hành đợt điều chỉnh nhân sự lớn trong toàn tỉnh. Mũ quan của bao người đã rơi xuống đất vì chữ ký của hắn, bao người lên như diều gặp gió cũng vì chữ ký của hắn. Người này đến một chuyến như mang lại không khí tươi mát cho cả ban tổ chức cán bộ trung ương. Tranh luận với tưởng ban Lăng Ngà. Qua tính cười nói. Tên Triệu Quốc Đống này đi đến đâu thì ở đó không được yên bình, chẳng qua tên này đúng là hơi phóng túng. Lăng Chính Dược cho dù không quyết định được tiền đồ chính trị của hắn thì cũng coi như lãnh đạo trực tiếp của hắn mà. Hắn dám tranh luận trực tiếp với đối phương, không để cho đối phương có bậc xuống thang đúng là hơi ngông cuồng. Trưởng ban Qua, lời này không thể nói lung tung được. Tôi và tưởng ban Lăng đúng là có cái nhìn khác nhau về công việc Điền Nam nhưng còn chưa bay đến tình trạng này mà. Tưởng ban Lăng phê bình tôi cũng chỉ là cẩn thận giải thích một phen, không thể chỉ cho phép quan chức đốt lửa mà không cho dân chúng đốt đèn mà. Triệu Quốc Đống vô tội nói. Cẩn thận giải thích, Quốc Đống. Cậu hình như nói tính cách của mình hơi tốt thì phải. Qua tính cười cười nhìn đối phương. Tôi nghe người trong ban nói hai người giao phong thiếu chút nữa đã làm bốc cháy cả tòa nhà, sợ đến độ thư ký của tưởng ban Lăng không thể không ra đóng chặt cửa lại. Sao, cậu thật đúng là định đấu võ lôi đài với tưởng ban Lăng đấy à? Tuyệt đối không có chuyện này, chỉ do bọn họ ngồi nghĩ loạn mà thôi. Bọn họ có thể nghĩ tố chất của tôi kém nhưng tưởng ban Lăng là người đức cao vọng trọng thì sao bọn họ dám suy đoán lung tung như vậy? Triệu Quốc Đống liên tục lắc đầu nói. Tưởng ban Lăng nói làm tôi được lợi không ít, mặc dù tôi không đồng ý một vài ý kiến của tưởng ban Lăng về công việc của Điền Nam, nhưng tưởng ban Lăng cũng nói vài điểm chính xác về việc ban tổ chức cán bộ Điền Nam cần phải rút kinh nghiệm trong công tác. Không tin trưởng ban Qua có thể đi hỏi tưởng ban Lăng một chút. Nghe Triệu Quốc Đống có chết không thừa nhận mình vừa tranh cãi với Lăng Chính Dược, Qua Tĩnh không thể nói gì nữa. Chị trừng mắt nhìn hắn sau đó nói. Quốc Đống, cậu là trưởng ban tổ chức cán bộ, không phải bí thư huyện ủy hoặc là phó thị trưởng thường trực ngày xưa. Khi báo cáo công việc với cấp trên thì phải chú ý thân phận và chừng mực. Lãnh đạo phê bình cậu dù là phê bình sai thì cậu cứ nghe, chẳng lẽ cứ đòi tranh thắng thua với lãnh đạo sao? Tính cách dễ xúc động của cậu theo tôi thấy thật sự phải sửa lại ngay. Trưởng ban Qua phê bình rất đúng, nhưng tưởng ban Lăng nếu chỉ phê bình bản thân tôi thì thôi, y không thể vơ đũa cả nắm, hoàn toàn chối bỏ công việc của tỉnh ủy Điền Nam trong năm qua. Đây không phải thái độ của người theo chủ nghĩa duy vật. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Tôi cảm thấy làm lãnh đạo thì cần phải thực tế một chút, không thể vừa vào là đã có thành kiến. Không giấu gì trưởng ban Qua, tôi đúng là nói vài câu chống đối nhưng tôi có chừng mực, tuyệt đối không nói lời quá khích. Nhiều lắm cũng không coi là tranh cãi. Đó là do đối phương quá đáng thì tôi mới không nhịn được nữa, đã vậy thì tôi sao phải nhịn. Khẽ thở dài một tiếng, Qua Tĩnh lắc đầu nói với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu bảo tôi nói sao với cậu bây giờ? Tình hình Điền Nam thì tôi biết không phải do cậu quyết định được, dù là tốt hay xấu thì Thái Chánh Dương cũng phải gánh vác trách nhiệm chính. Cậu cho rằng tưởng ban Lăng không biết, cậu cho rằng lãnh đạo Trung ương không biết sao? Thực tế tôi thấy biểu hiện trong thời gian qua của cậu rất tốt, thể hiện được năng lực quyết định và trí tuệ chính trị của một trưởng ban tổ chức cán bộ. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ chính là phải cao độ nhất trí với bí thư tỉnh ủy, chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc là Trung ương nhất định sẽ ủng hộ, nếu không quyền uy của bí thư tỉnh ủy ở đâu, ngày sau làm sao triển khai công việc. Triệu Quốc Đống chăm chú nhìn Qua Tĩnh hy vọng nghe ra ý gì đó trong câu nói của Qua Tĩnh. Cậu bây giờ không thể so với trước đây. Cậu cần phải biết tình huống của chính mình, phải dùng một ít tâm tư cân nhắc vấn đề, suy nghĩ vấn đề đến mức thấu đáo. Cậu có nghĩ tại sao Trung ương điều cậu là người mới làm thường vụ tỉnh ủy nửa năm tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ không? Cậu cho rằng Trung ương mù quáng tùy ý điều chỉnh một cán bộ sao? Qua Tĩnh nhắc nhở Triệu Quốc Đống. Tôi thấy cậu bình thường rất nhạy bén sao ở vấn đề này lại mơ hồ thế? Cậu suy nghĩ kỹ đạo lý trong đó đi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Tôi không giấu cậu, trong các lãnh đạo Trung ương có mấy vị có ấn tượng rất sâu với cậu. Ví dụ như Ủy viên trưởng Lục Kiến Bang không cần nói, Thủ tướng Văn Quốc Cơ cũng thưởng thức cậu, tôi cũng nhắc đến tên cậu trước mặt Bí thư Quốc Xuân, Bí thư cũng có ấn tượng khá tốt với cậu, cho rằng cậu đã làm tốt việc phát triển ngành văn hóa của Ninh Lăng, tạo kinh nghiệm cho các nơi khác của khu vực Trung Tây phát triển sự nghiệp văn hóa. Mấy hôm trước tôi nghe nói Phó Thủ tướng Tiền cũng thông qua trưởng ban chưa để hiểu rõ tình huống của cậu.
nghe nói Phó Thủ tướng Tiền lúc khảo sát mấy nơi ở An Nguyên như An Đô, Hoài Khánh, Ninh Lăng cũng nhắc tới cậu, Phó Thủ tướng Tiền rất có hứng thú. Cậu hiểu hàm nghĩa trong đó không? Qua Tĩnh có chút bực mình trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Chuyện người khác mơ đến thì cậu lại không coi vào đâu, đừng có mà để lãng phí. Cơ hội đó có thể thay đổi vận mệnh một người, mà cậu bỏ qua cơ hội này có lẽ sẽ đi theo con đường khác. Khi nghe Qua Tĩnh nhắc đến việc Phó Thủ tướng Tiền hỏi tới mình, Triệu Quốc Đống không khỏi run lên. Lúc Hàn Đông gọi điện cho hắn cũng đã nhắc tới Tôn Liên Bình rất có sẽ điều đi vào năm tới, tỉnh cũng đã truyền ra tin tức này, bây giờ có không ít người dao động về tin đó. Bí thư thị ủy An Đô liên tục ba khóa đều từ bên ngoài điều tới. Từ Ninh Pháp, Miêu Trấn Trung đến Tôn Liên Bình. Ngoài Ninh Pháp có biểu hiện coi như là tốt ở An Đô ra, Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình đều biểu hiện không quá tốt, điều này khiến thành phố An Đô thậm chí một số lão đồng chí, lão cán bộ của tỉnh An Nguyên bất mãn. Đã có một số lão cán bộ thông qua vài con đường phản ánh tình hình lên Trung ương, cho rằng An Đô không phải là nơi để cán bộ bên ngoài tới rèn luyện, cần phải an bài một người hiểu rõ An Đô để nâng An Đô phát triển trở lại như trước. Hắn nghe nói Trung ương đã rất nghiêm túc tiếp nhận đề nghị này của các lão đồng chí, cũng đã chăm chú nghiên cứu. Vì thế điều này khiến không ít người ở tỉnh An Nguyên nóng lòng. Ví dụ như Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Thư ký Dương Kính Quang, cùng với Thị trưởng Quan Kinh Sơn An Đô đều là những ứng viên rất sáng. Nhất là Thị trưởng Quan Kinh Sơn càng không đơn giản, y chẳng những có chỗ dựa cứng trên Bắc Kinh, ứng Đông Lưu cũng khá thưởng thức y. Nửa đầu năm nay kinh tế An Đô đã bắt đầu hồi phục, tốc độ tăng trưởng đã đột phá 10%, điều này cũng làm tỉnh ủy An Nguyên thấy được hy vọng An Đô quay trở lại thời huy hoàng trước đây. Nhất là khi Ninh Lăng đang ép sát An Đô, cán bộ, quần chúng An Đô như ngồi trên đống lửa, một số người ở tỉnh ủy cũng không quá thích hiện trạng này. Một thành phố cấp phó tỉnh không ngờ bị một thị xã mấy năm trước còn xếp nhóm cuối về kinh tế của tỉnh đuổi đến độ không thể thở nổi. Không ít lãnh đạo cũng thấy An Đô cần phải làm gì đó để thay đổi cục diện này. Vì thế đều muốn bí thư thị ủy, thị trưởng An Đô có thể cố gắng trong phát triển kinh tế. Mà hiển nhiên Quan Kinh Sơn cũng rất được mọi người kỳ vọng. Như vậy ứng Đông Lưu đề cập mình với Phó Thủ tướng Tiền là có ý gì? Chẳng lẽ hy vọng mình quay về An Nguyên làm bí thư thị ủy An Đô? Hay chỉ là bình thường giới thiệu thành tích của mình ở Ninh Lăng? Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống không hiểu ra. Qua Tĩnh thấy Triệu Quốc Đống đang hơi mê hoặc, chị cũng vẫn suy nghĩ chuyện Phó Thủ tướng Tiền hỏi trưởng ban chư về biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Theo lý thuyết Phó Thủ tướng Tiền mặc dù là ủy viên Bộ Chính trị nhưng không có quyền quyết định ai làm bình thường An Đô mà chỉ có quyền đề cử, như vậy tìm hiểu về Triệu Quốc Đống đúng là khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Quyển 17, chương 106. Qua Tĩnh biết mặc kệ nói như thế nào thì Triệu Quốc Đống lúc này chính là một ngôi sao mới của nền chính trị Trung Quốc. Có lẽ nếu hắn nắm bắt cơ hội thì sẽ bay vọt về chất. Nhưng nếu như vận dụng cơ hội này để đi đâu thì ban tổ chức cán bộ Trung ương lại có quyền lực tuyệt đối. Mặc dù Triệu Quốc Đống được một vài lãnh đạo Trung ương tán thành nhưng khi vào giai đoạn tiến hành cụ thể thì quyền lực này vẫn nằm trong tay ban. Cho nên ở vấn đề này Qua Tĩnh không hy vọng Triệu Quốc Đống có xung đột thực chất nào với Lăng Chính Dược vào lúc này. Đương nhiên quan hệ của Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống thực tế đã ác liệt đến trình độ nhất định. Lúc trước tranh cãi cũng không thể để cho quan hệ bọn họ tăng lên đến trình độ nào. Có những lúc đến hoàn cảnh này thì tăng cao lên thì cũng chỉ là như vậy mà thôi, trong lòng mọi người đều biết nên không cần phải lấy lòng bất cứ ai. Qua Tĩnh lo không phải là việc Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược mâu thuẫn, mà là Triệu Quốc Đống có tâm trạng táo bạo hoặc là nói hơi kiêu căng, điều này rất dễ dàng tạo thành vài chuyện phiền phức không cần thiết. Mà trong thực tế chuyện lớn thường là bị mấy chi tiết nhỏ phá vỡ. Quốc Đống, vị trí của cậu bây giờ khác lúc trước nhiều, tình hình cũng khác trước. Khi xử lý bất cứ vấn đề gì cậu cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm, không nên hành động theo cảm tính. Tôi nói mấy câu với cậu, đi đến vị trí của cậu thì bất cứ lúc nào cũng phải có suy nghĩ mình đi trên tấm băng mỏng để cân nhắc hành vi của mình. Qua Tĩnh ôn hòa nói. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu ra vẻ hiểu. Qua Tĩnh nhắc cũng là có ý đồ, Triệu Quốc Đống cũng hiểu Qua Tĩnh là vì tốt cho mình. Trở mặt với Lăng Chính Dược không phải chuyện tốt, nhưng không đến mức quá xấu đến đoạn không thể vãn hồi. Hai bên nếu đã không cùng quan điểm thì dù cho hắn có cố gắng lấy lòng đối phương vẫn sẽ gây khó dễ hắn, không thể nào trông mong đối phương hoàn toàn thay đổi thái độ. Vì thế hắn trong công việc sau này cần phải chú ý đến mỗi một chi tiết. Được rồi, tôi cũng không nói cậu nhiều làm gì.
Như đi trên miếng băng mỏng cũng không phải muốn cậu về sau rụt tay rụt chân không dám làm việc. Tình hình công việc Điền Nam thì lần trước tôi đã thảo luận với cậu, sau đó tôi cũng thảo luận với Bí Thư Thái. Có lẽ cảm tưởng lúc trước của tôi có thành kiến, đại khái cũng là do chưa hiểu toàn diện tình hình thực tế của Điền Nam. Bây giờ xem ra Bí Thư Thái và cậu tiến hành hai đợt điều chỉnh nhân sự lớn của Điền Nam mặc dù về phương thức có thể có sai sót, nhưng tôi thấy về phương hướng chung là chính xác. Ở vấn đề nhân sự cần phải quyết đoán ra tay, không được kiêng kỵ, nếu không sẽ kéo vấn đề càng lúc càng lớn. Qua tính tựa hồ cũng chú ý tâm trạng Triệu Quốc Đống đang vây trong giai đoạn điều chỉnh, cho nên cũng không nói nhiều hơn nữa. Với đầu óc của Triệu Quốc Đống thì rất nhiều vấn đề chỉ thoáng điểm là được, nói sâu quá cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cảm ơn trưởng ban qua đã nhắc nhở. Phương pháp làm việc của tôi ở Điền Nam đúng là còn hơi của thả, một phần do thời gian khá cấp bách, về phần khác cũng là do tôi thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức, đây cũng là kinh nghiệm mà tôi muốn tổng kết. Triệu Quốc Đống trịnh trọng nói lời cảm ơn. Trưởng ban qua, chị làm công tác tổ chức nhiều năm, xem ra tôi còn phải thường xuyên đến nghe chị chỉ bảo, nhanh chóng làm mình trưởng thành lên. Tốt, tôi thật lòng hoan nghênh cậu đến chỗ tôi ngồi. Thước có cái ngắn cái dài, mỗi người có sở trường sở đoản riêng. Trong công tác tổ chức có thể tôi làm việc lâu hơn, kinh nghiệm nhiều hơn cậu một chút. Cũng giống như về công tác kinh tế thì tôi không thể nào so sánh với cậu, mọi người cần phải trao đổi học tập với nhau nhiều hơn. Qua tính cười nói. Quốc Đống, nói thật cán bộ trưởng thành với tốc độ nhanh như vậy với cậu đúng là hiếm thấy. Nói ra thì cũng nên thấy đủ nhưng cậu nếu đi đến độ cao này, lại có điều kiện tốt như vậy tại sao không thể theo đuổi mục tiêu càng cao hơn. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể yêu cầu mình thật nghiêm khắc, không nên sơ sót, chỉ như vậy cậu mới có thể nắm bắt cơ hội. Ra khỏi ban tổ chức cán bộ trung ương, tâm trạng của Triệu Quốc Đống cuối cùng đã khôi phục bình thường. Chỗ Chư Hiền chỉ nói chung chung, hắn đúng là khó có thể nghe ra ý đồ thật của đối phương. Chư Hiền cũng chỉ dặn dò vài câu với người mới làm trưởng ban tổ chức cán bộ như Triệu Quốc Đống. Ở chỗ Lăng Chính Dược chính là đợt tranh cãi khá lớn, bây giờ Triệu Quốc Đống lại thấy là thất sách, mình không cần phải căng thẳng với đối phương như vậy. Y phê bình mình thì mặc y, mình nghe là được, chẳng qua dù sao cũng đã làm nên Triệu Quốc Đống không thấy có gì phải hối hận. Nhưng thật ra từ chỗ Qua Tính hắn đạt được không ít tin tức, có lợi không nhỏ. Bắc Kinh vào mùa thu có thể nói là thời tiết đẹp nhất. Khi ánh mặt trời từ phía đông rơi trên bầu trời Tử Cấm Thành, nếu có thể chiếm một vị trí cao ở Tử Cấm Thành để quan sát thì cảnh tượng đó đủ để làm người mê say khó tỉnh. Khấu Linh mặc chiếc áo khoác ngoài cùng với chiếc áo công sở màu tím bên trong càng phụ trợ khí chất cao nhã của cô. Bên dưới cô đi đôi giày da cao gót rất thích hợp. Nếu không phải Triệu Quốc Đống cao gần 1m8 thì đúng là còn đứng thấp hơn cô. Ánh mắt đánh nhạt cùng với son môi hơi đậm phối hợp khá chuẩn. Mùi nước hoa quanh quẩn trên mũi làm tâm trạng Triệu Quốc Đống tốt hơn rất nhiều. Mùa thu là thời gian tốt nhất để đi du lịch. Lưu Nhược Đồng lần này theo đoàn của ban thư ký tổ chức hợp tác Thượng Hải đi đến mấy nước thành viên, lần này phải đi hơn tháng mới về được. Công việc của Lưu Nhược Đồng khá phức tạp, không phải là đi viếng thăm bình thường mà còn mang theo các cuộc trao đổi công việc bí mật. Khấu Linh yêu kiều nhìn Triệu Quốc Đống. Chó cắn Lữ Động Tân, không ngờ anh lại có ý tốt như vậy. Anh cảm thấy em có thể cứ mãi vây quay anh sao? Chờ lúc nào anh làm trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc là bình thường bộ thương mại thì hãy cân nhắc vấn đề này. Anh nói sai là được chứ gì? Triệu Quốc Đống nhún vai tỏ vẻ xin lỗi. Có lẽ anh quá nhạy cảm. Trong thời gian này có rất nhiều người chú ý đến anh với lý do đều vì công việc. Xem ra anh cần phải làm mình thật tỉnh táo, có phải là công việc của anh xúc động lợi ích quá nhiều người không? Làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Công việc của anh sao có thể không chạm vào lợi ích người khác? Không chạm vào người này sẽ chạm vào người khác. Cái bánh chỉ to từng đó, anh cho ai một miếng thì phần của người khác sẽ ít đi một miếng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Quan trọng là có thể chia đến những người đáng được chia không? Khấu Linh thản nhiên nói. Mọi chuyện đều phải suy nghĩ ý đồ của người khác thì sẽ rất mệt, anh cũng không thể nghiền ngẫm nổi. Triệu Quốc Đống hơi giật mình, câu nói thuận miệng của Khấu Linh lại làm hắn rất xúc động. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ khác với những vị trí khác. Vị trí này phụ trách việc phân phối quyền lực, lợi ích, làm như thế nào phân phối một cách hợp lý nhất thì phải dựa vào bản lĩnh của chính hắn. Không cân nhắc suy nghĩ của người khác sẽ không ổn, nhưng quá chú trọng vào phương diện này thì cũng chỉ có thể khiến mình rơi vào khốn cảnh. Đúng như lời Khấu Linh nói, đưa đến cho người đáng được nhận mới là quan trọng nhất. Có đôi khi chuyện đơn giản như vậy mà anh càng nghĩ càng phức tạp,
nhưng lúc tỉnh ngộ ra lại thấy nó chỉ đơn giản như thế mà thôi. Quyển 17, chương 107. Khấu Linh là người phụ nữ rất thông minh và lý trí, cô không vì quan hệ nào đó với Triệu Quốc Đống mà có biến hóa, hoặc là nói cô xác định rõ mối quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống. Theo cảm giác của cô thì Triệu Quốc Đống không phải người đàn ông chỉ thuộc riêng một người phụ nữ. Mặc dù là vợ của hắn cũng không hoàn toàn đạt được hắn. Bản thân hắn giống như một con trâu khổng lồ, hoặc là người sinh ra vì sự nghiệp. Có lẽ cảm giác này là hoang đường, Triệu Quốc Đống cũng thích hưởng thụ, ví dụ như bộ đồ của Ý trên người hắn, mà đôi giày Pura dưới chân của hắn cũng không phải hàng phổ thông, chiếc đồng hồ trên tay hắn thì theo Khấu Linh nhớ hắn chỉ đeo hai loại, chiếc này là đồng hồ Omega cực đắt tiền. Lúc ăn cơm hắn nhất định chọn nơi có món ăn ngon, khung cảnh đẹp. Nó cũng giống như đi du lịch vậy, hắn thích chọn nơi hợp với sở thích của mình, từ phương diện nào đó thì hắn là một người thích hưởng thụ. Một người như vậy nếu nói hắn sinh ra vì sự nghiệp là khá hoang đường, nhưng trực giác nói cho cô tất cả những thứ đó chỉ là đám mây bao phủ bên ngoài Triệu Quốc Đống mà thôi. Triệu Quốc Đống không giống như một số người đàn ông luôn thể hiện chuyên chú trong công việc, không muốn hưởng thụ mà chỉ điên cuồng làm việc. Triệu Quốc Đống là người vừa biết làm việc nhưng cũng biết nghỉ ngơi. Làm như vậy khiến người ta không thấy hắn có chút áp lực nào. Bộ thương mại mặc dù không liên quan mấy đến công việc của Triệu Quốc Đống nhưng dù sao cũng thuộc một vòng tròn chung. Vị trí, thân phận và địa vị của Triệu Quốc Đống làm cho Khấu Linh ít nhiều được lợi. Lần này Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh gặp mấy lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ trung ương, hơn nữa nhiệm vụ kết thúc cô cũng không thấy Triệu Quốc Đống có gì thay đổi quá đặc biệt. Khấu Linh cũng đủ thấy Triệu Quốc Đống đang làm tốt trên cương vị của mình. Đi trên con đường đá, ngửi không khí tươi mới, đưa mắt nhìn ra xa xa làm người ta cảm thấy thoải mái. Triệu Quốc Đống rất thích không khí này, không nghĩ gì cả, cũng không muốn cân nhắc việc gì hết. Quốc Đống, Tiêu Chí Viễn sợ rằng sẽ xuống cơ sở. Em nghe y nói hai lần, có lẽ sang năm y sẽ xuống dưới rèn luyện. Em nghe y nói là muốn về An Nguyên. Chiếc giày mới của Khấu Linh dẫm trên núi đá tạo tiếng kêu thanh thúy, vạt áo khoác ngoài đong đưa trong gió, chiếc váy màu tím trông khá chói mắt. Chiếc khuy trên cùng không được đóng lại làm lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn. Ừ, cách này là tốt nhất, có thể nhanh chóng lên bộ trung ương làm, sau đó quay lại. Từ trung ương đến địa phương thì dù như thế nào cũng có thể lên một cấp. Cách này nhanh hơn nhiều so với việc cứ mãi ở địa phương. Triệu Quốc Đống cười nói. Tiêu Chí Viễn rất thông minh. Y sớm xác định được con đường của mình rồi từng bước làm theo kế hoạch. Anh đã sớm cảm thấy. Khấu Linh cười nói. Họp lớp vừa rồi Y vẫn vây quanh anh, có phải là muốn tự anh để tìm hiểu điều gì đó không? Vây quanh anh thì không đúng, đó là tất cả mọi người vây quanh em và Mễ Á. Về phần Y muốn từ chỗ anh nghe ngóng tin tức cũng không chính xác, anh làm việc ở Điền Nam, Y muốn về An Nguyên thì đó là ở tỉnh khác, anh không thể giúp gì được Y. Triệu Quốc Đống theo thói quen xua tay nói. Chẳng qua anh nghĩ y nên có con đường của mình mới đúng. Anh dám nói anh không giúp được gì. Chẳng lẽ anh không quen trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên sao? Anh không quen lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương ư? Em đoán y chính là suy nghĩ thông qua điểm này để nhờ anh giúp. Khấu Linh mỉm cười nhìn Triệu Quốc Đống. Chẳng qua em thấy anh hình như không thèm để ý đến việc y lấy lòng. Không thể nói như vậy. Em biết con người của anh, chuyện quá giới hạn anh sẽ không làm. Hơn nữa Tiêu Chí Viễn rất khôn khéo, nếu y lộ ra với em rằng y muốn về An Nguyên thì anh nghĩ Tiêu Chí Viễn sớm có bố trí. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Khấu Linh, em cảm thấy ở bộ thương mại thế nào? Sao, có hứng thú với bộ thương mại bọn em? Vậy thì tốt, anh nếu có thể điều lên bộ thương mại thì em chẳng phải có cây to để chống lạnh sao? Vậy vấn đề lên cấp trưởng ban của em không phải sẽ được hóa giải sao? Khấu Linh vui vẻ nói. Em chú ý đến chức trưởng ban như vậy sao? Triệu Quốc Đống nhìn Khấu Linh đầy ngờ vực. Hai người lúc này đã đi ra khỏi địa phận khu chùa. Nếu em thật sự quan tâm thì anh đề nghị em tốt nhất tìm cơ hội xuống cơ sở rèn luyện một chút. Từ cách bồi dưỡng cán bộ của đảng hiện nay có thể thấy đảng càng lúc càng chú trọng cán bộ có kinh nghiệm công tác cơ sở, thậm chí cũng đã dần điều chỉnh ở mấy ngành mang tính chuyên nghiệp mạnh như bộ ngoại giao. Em nếu thật sự muốn có phát triển ở bộ thương mại thì anh nghĩ em xuống địa phương làm chức phó chủ tịch huyện một năm, về sẽ được lên làm trưởng ban. Nếu em cảm thấy làm việc ở địa phương thuận lợi thì còn có thể tiếp tục làm, có thêm một con đường không phải nhiều thêm một cơ hội sao? Không phải vấn đề quan tâm hay không, em thực ra cũng không có ý đi ra ngay, không nói sự nghiệp lớn hay nhỏ thì cũng phải có một mục tiêu mà.
Em làm phó trưởng ban của ban thuộc cục điều tra tổn thất sản nghiệp 2 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, coi như mất một phen phấn đấu mới lên được vị trí này. Nhưng em thấy được muốn ở bộ mà lộ mặt ra đúng là không dễ. Từ cấp phó trưởng ban lên trưởng ban nhìn như gần nhưng với rất nhiều người cả đời không bước lên nổi. Có đôi khi nó không dựa hoàn toàn vào năng lực cá nhân. Khấu Linh không hề ra vẻ thanh cao với Triệu Quốc Đống, cô nói rất thẳng. Cơ hội, mối quan hệ, còn có ấn tượng lãnh đạo với mình, mấy nhân tố này thiếu một thứ cũng không được. Ở trong cục ai cũng đều tinh danh, một câu nói của lãnh đạo nhưng giọng điệu khác là bọn họ ngửi ngay ra mùi trong đó. Ngoài cạnh tranh trong công việc còn phải cạnh tranh về nhiều thứ khác. Giống như anh nói đó, ai cũng muốn cơ sở rèn luyện, nhưng trong một năm đi xuống nếu lãnh đạo thưởng thức mình rời đi, hoặc đến tuổi về hưu, anh muốn về không có vị trí thì sao? Có khi để anh ở một vị trí lửng lơ 2-3 năm thì sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lời này cũng đúng, trong cơ quan trung ương cạnh tranh càng kịch liệt hơn. Dù sao người có thể đi vào hầu hết đều là tinh anh, không ít người sau lưng hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, cơ hội sẽ càng ít hơn. Anh làm ở bộ năng lượng hơn nửa năm cũng nên biết nước ở đây không dễ tranh chấp. Khấu Linh cung kính nói. Bên ngoài cảm thấy bên trong rất vinh quang, bắt mắt nhưng không biết đao kiếm ở sau lưng. Triệu Quốc Đống do dự một chút sau đó hỏi dò. Khấu Linh, anh nói thật đó, nếu em muốn xuống dưới thì nên đi sớm. Hàng năm các bộ đều có danh ngạch, anh đề nghị em nên cân nhắc. Nếu em cảm thấy mình chưa chắc đã đạt được suất đó thì anh có thể ra mặt nghĩ biện pháp giúp em. Xuống cơ sở rèn luyện coi như là một kinh nghiệm, đương nhiên nếu em không muốn rời khỏi Bắc Kinh, thích công việc yên ổn ở bộ thì lại khác. Ánh mắt Khấu Linh trở nên phiêu hối, cô nhìn từ mặt Triệu Quốc Đống rồi ra ngoài. Để em suy nghĩ đã. Có thể nói khá lâu rồi Triệu Quốc Đống mới mất ngủ. Lôi Hướng Đông mời hắn dùng cơm hắn không thể từ chối. Nhưng lúc ấy hắn đang đi cùng Khấu Linh nên kết quả kéo cả cô đi. Đây thật ra cũng không có gì, hai bạn học cũ gặp mặt, chỉ là do Lôi Hướng Đông mời khách, Triệu Quốc Đống và Khấu Linh đi cùng nên có vẻ không được tự nhiên. Lôi Hướng Đông làm rất xuất sắc ở Ngân hàng Phát triển Quốc tế, rất được Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp Chu cùng với Phó Thủ tướng Từ phụ trách Tài chính, Thương mại, Mậu dịch thưởng thức. Trong mấy năm qua có không ít công ty tư nhân được Ngân hàng Phát triển Quốc tế ủng hộ mà đi ra nước ngoài, lúc đầu chỉ có ở Đông Nam Á cùng Trung Á, bây giờ dần tiến tới Châu Phi, Nam Mỹ, Australia cùng Âu Mỹ. Trong đó biểu hiện của các công ty tư nhân An Nguyên càng đột xuất hơn. Nguyên nhân này cũng là do Lôi Hướng Đông từ An Nguyên đi ra, quen thuộc An Nguyên hơn. Cũng vì nguyên nhân này nên một vài quan điểm trong lĩnh vực tài chính của Lôi Hướng Đông được lãnh đạo Trung ương chú ý, trở thành một nhân vật rất có tiếng tăm trong giới tài chính. Có lời đồn y có thể tiến vào vị trí trung tâm ở Ngân hàng Trung ương, trở thành nhân vật quản lý quan trọng của ngành tài chính Trung ương. Triệu Quốc Đống và Lôi Hướng Đông gặp nhau đương nhiên không thể tránh khỏi việc đề cập tới tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Cái mũi nhạy bén của Triệu Quốc Đống là điều Lôi Hướng Đông vẫn chú ý. Khi thảo luận vấn đề cải cách hệ thống tài chính, quan điểm của Triệu Quốc Đống khá sắc bén, nhất là rất phê bình cơ chế định giá hiện nay. Quan điểm này ở một trình độ nhất định cũng ảnh hưởng tới Lôi Hướng Đông. Chẳng qua Lôi Hướng Đông cũng biết do thân phận hiện tại của mình khá nhạy cảm, ở vấn đề này y giữ thái độ cẩn thận, mặc dù không có ý kiến khác nhưng cũng không tiện tỏ thái độ ở nơi đông người và giới truyền thông. Quyển 17, chương 108. Một thời gian trước Lôi Hướng Đông theo lời khuyên của Triệu Quốc Đống đã viết bài viết làm như thế nào để đa nguyên hóa con đường tài chính cho xây dựng cơ sở vật chất, bài viết này tạo thành tiếng vang không nhỏ. Nhất là tại các tỉnh có tài chính khẩn trương ở khu vực Trung Tây cũng rất đồng ý với quan điểm này. Không ít chuyên gia kinh tế đến từ các tỉnh khu vực Trung Tây đều phụ họa quan điểm của Lôi Hướng Đông, cho rằng không phải các hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia thì cần phải mở rộng cửa hơn nữa. Phương thức BOT cùng BOOT cũng không nên phân chia quá rạch ròi như vậy, có thể dùng đưa ra vài quy định để khống chế là được. Như vậy vừa có thể thỏa mãn nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở các tỉnh, vừa có thể hữu hiệu tránh né những điểm mẫn cảm trong chính sách. Lôi Hướng Đông vì thế cũng được Tiền Việt gọi đến gặp. Tiền Việt là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chủ quản Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Y mặc dù không phụ trách mảng tài chính nhưng quan điểm trong bài viết của Lôi Hướng Đông đã chạm đến một vấn đề mấu chốt. Đó chính là áp dụng phương thức BOT trong xây dựng cơ sở vật chất thì làm như thế nào đảm bảo được tính công cộng. Phải biết rằng điểm khác nhau lớn nhất của BOT cùng BOOT chính là quyền sở hữu và quyền sử dụng.
mà một khi quyền sở hữu chuyển vào tay tư nhân thì làm sao đảm bảo lợi ích công cộng không bị lợi ích tư nhân xâm hại. Tiền Việt gọi làm Lôi Hướng Đông vừa mừng vừa lo, nhất là khi nghe Phó Thủ tướng Tiền Việt đích thân muốn nghe y trình bày quan điểm của mình, hiểu rõ đề tài này làm như thế nào vừa đảm bảo lợi ích công cộng không bị ảnh hưởng, đồng thời điều động tính tích cực của kinh tế tư nhân, Lôi Hướng Đông cũng tốn không ít tâm sức để chuẩn bị. Kết quả cuộc nói chuyện với Tiền Việt là khá thành công, Tiền Việt nghe rất chăm chú. Lôi Hướng Đông về sau đó càng nói càng dễ dàng hơn. Từ khởi nguồn của hình thức BOT đến phát triển tới cấp cao hơn là bút hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, BOT, hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh, BTO, hợp đồng xây dựng, chuyển giao, BT. Lôi Hướng Đông lúc nói tới vấn đề này cũng rất thẳng thắn nói rằng bài viết này thậm chí một loạt bài viết trước đó cũng là do mình thảo luận với Triệu Quốc Đống mà hình thành quan điểm. Điều này làm Tiền Việt khá tò mò, thuận tiện cũng tìm hiểu hướng thảo luận giữa Lôi Hướng Đông với Triệu Quốc Đống. Lôi Hướng Đông liền nói từ lúc bắt đầu chỉnh đốn các quỹ tài chính cơ sở đến quan điểm tăng cường giúp đỡ công ty tư nhân, sau đó nói đến việc cải cách chế độ cổ phần của các ngân hàng thương mại mà nhà nước nắm cổ phần khống chế. Y rất hàm xúc phê bình một ít cách làm của các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ cổ phần lấy danh nghĩa đưa kinh nghiệm quản lý tiên tiến để bị các công ty nước ngoài chiếm lấy cổ phần. Tiền Việt khá chú trọng việc này. Ngân hàng giao thông là ngân hàng thương mại lớn thứ 5 do nhà nước sở hữu đã niêm yết lên thị trường chứng khoán Hong Kong vào ngày 23 tháng 6. Nó đã khai sáng lịch sử mới, kết quả này khiến mấy ngân hàng thương mại lớn khác đều muốn thử. Nhất là ngân hàng xây dựng. Ngân hàng đầu tư phát triển cũng đẩy nhanh thêm bước tiến niêm yết lên thị trường chứng khoán, nhưng có cần nhất định phải niêm yết ở thị trường chứng khoán nước ngoài hay không, sau này có thể còn niêm yết lên thị trường chứng khoán trong nước không? Lúc này Triệu Quốc Đống mới coi như chính thức hiểu rõ tại sao Tiền Việt lại hỏi Chư Hiền về biểu hiện của mình. Đây là do một trưởng ban tổ chức cán bộ không ngờ lại thảo luận nhiều quan điểm với Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế để tạo thành quan điểm như vậy đã khiến Phó Thủ tướng Tiền Việt tò mò và bất ngờ. Trong bữa ăn Lôi Hướng Đông cũng hàm xúc ám chỉ Tiền Việt rất có hứng thú với lý lịch của Triệu Quốc Đống, điều này sẽ tác động như thế nào đến mình thì Triệu Quốc Đống không có cách nào để phán đoán. Nhưng hắn có thể khẳng định mình đã để lại ấn tượng khá sâu trong mắt Tiền Việt. Mà Lôi Hướng Đông cũng nói Tiền Việt tuy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng đối phương rất hứng thú với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất bằng vốn của giới kinh tế tư nhân, cho rằng việc này sẽ là hướng đi hợp lý cho tài chính tư nhân, cũng có thể đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế của khu vực khó khăn. Tin này làm cho Triệu Quốc Đống mất ngủ, đáng lẽ đây là đêm ngủ rất ngon nhưng lại khiến hắn mãi không ngủ được. Mãi cho đến hôm sau khi từ Bắc Kinh bay về Côn Châu, hắn mới mơ màng ngủ trên máy bay. Uống ngụm trà mà Đoạn Tự Lập mới pha, mùi lá trà làm cho đầu óc người ta trở nên tỉnh táo hơn. Về Điền Nam làm Triệu Quốc Đống có cảm giác như về một thế giới khác. Không khí mát mẻ khô ráo của phương Bắc sau đó đến Điền Nam có không khí ấm áp ướt át làm người ta không quá thích ứng. Triệu Quốc Đống phát hiện hắn mỗi khi thích ứng với cuộc sống một nơi nào đó thì sẽ có cảm giác quyến luyến. Ví dụ như hắn từ Ninh Lăng đến Côn Châu, lúc trước hắn phải cho mình chạy khắp các thị xã nếu không đúng là không quen được với thời tiết của Côn Châu. Buổi sáng hôm nay Triệu Quốc Đống khá nhàn, hắn cảm thấy tâm cảnh mình như thăng hoa không ít, bận rộn rồi lén nhàn hạ đều do hắn tự khống chế. Ngồi suy nghĩ miên man khá lâu Triệu Quốc Đống lúc này mới từ từ trở lại trạng thái công việc, bắt đầu đọc và ký duyệt một chồng văn bản khá dày. Duy trì hoạt động giáo dục đảng viên đã tiến vào giai đoạn 2, huyện và các xã thị trấn cũng dần tiến hành hoạt động này. Đây là năm mà Trung ương rất chú trọng hoạt động mang tính chính trị này, yêu cầu cần phải thông qua các đợt giáo dục để thấy hiệu quả. Triệu Quốc Đống đọc qua mấy văn bản báo cáo từ các nơi gửi lên, không có khác biệt mấy. Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu. Hoạt động này chủ yếu do Trương Bảo Quốc phụ trách nhưng công việc hàng ngày lại do trưởng ban tuyên giáo Hoàng Mộng Trân phụ trách. Phan Xảo, ban ta ai tham gia tổ giám sát hoạt động giáo dục của tỉnh? Thấy Phan Xảo đang thướt tha đi vào, Triệu Quốc Đống ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Là do trưởng phòng Phương dẫn đội, ban ta có văn phòng ban, phòng giáo dục cán bộ, phòng giám sát cán bộ cũng cử người ra. Phan Xảo buộc tóc lên cao. Mặc một chiếc váy đen dài trên đầu gối một chút làm lộ rõ dáng người thướt tha của cô. Ngực nở, mông cong, eo nhỏ, bộ đồ này càng làm cho Phan Xảo thêm vài phần quyến rũ. Triệu Quốc Đống phát hiện thẩm mỹ quan của mình đúng là bắt đầu thiên hướng về phía ngực nở, mông to. Hắn không quá thích trào lưu của giới trẻ về thân hình gầy gò. Đương nhiên nhìn Phan Xảo thì mắt hắn chỉ hơi sáng lên mà thôi, tuyệt đối không có ý đồ xấu nào cả. Đi lâu chưa, sao giờ còn chưa về? Chia làm ba tổ,
đi được 3 ngày, có lẽ phải 1 tuần mới có thể về. Phan Xảo cười nói, trưởng ban tuyên giáo Hoàng giám sát hoạt động này rất nghiêm túc, muốn trong ban phái một phó trưởng ban dẫn đội. Nhưng ngài không ở trong ban, chỉ có trưởng ban Điền cùng trưởng ban Kỷ, trưởng phòng Tôn chưa có văn bản chính thức bổ nhiệm nên cũng không tiện. Vì thế chỉ có thể mời trưởng phòng Phương đi một chuyến, trưởng ban Điền lo lắng trưởng ban Hoàng không vui. Ừ, việc này có chút không ổn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, ít nhất cũng có thể bố trí một ủy viên đảng ủy đi, không biết Điền Vĩnh Thái an bài như thế nào mà lại để Phương Dạ Bạch mới làm trưởng phòng nghiên cứu chính sách chưa lâu đi. Phan Xảo thấy Triệu Quốc Đống nhíu mày nên giải thích. Hình như là trưởng phòng Phương chủ động xin đi. Trưởng phòng Phương muốn xuống cơ sở tìm hiểu tình hình triển khai công việc này, sau khi về sẽ viết bài điều tra. Hơn nữa trưởng phòng Đinh và trưởng phòng Phương một người bị cảm vào viện, một người bố vợ vừa mất nên không đi được. Ồ, Đinh Hoa bị bệnh sao? Y không phải khỏe như Châu ư? Sao lại bị cảm? Bố vợ Phương dược ba mới mất. Triệu Quốc Đống không ngờ mình đi có một tuần mà trong ban lại xảy ra nhiều việc như vậy. Vâng, cho nên trưởng ban Điền cũng nói ngài vừa đi sao trong ban lại có nhiều việc đến thế. Phan Xảo nở nụ cười chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy vẻ mặt Phan Xảo có tia khác lạ. Ồ, Phan Xảo, trước mặt tôi mà còn có gì không thể nói thế. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Phan Xảo. Trưởng ban Triệu, có thể do tâm trạng trưởng phòng Đinh, trưởng phòng Phương trong thời gian này không quá tốt. Nhất là trưởng phòng Đinh cho nên. Phan Xảo trầm ngâm một chút sau đó nói. Ngài thấy có nên đi thăm trưởng phòng Đinh không? Trưởng phòng bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống sao không hiểu ý của Phan Xảo. Đinh Hoa cùng Phương Dược Ba và đều có tâm trạng. Tôn Ấu Lai lên làm phó trưởng ban. Đây là đả kích lớn đối với Đinh Hoa cùng Phương Dược Ba. Ba người coi như đều được hắn thưởng thức nhưng chức phó trưởng ban chỉ có một. Vậy mà cuối cùng Tôn Ấu Lai người nhìn như có khả năng thấp nhất thắng cuộc. Điều này khó trách hai người kia không được vui vẻ. Quyển 17, chương 109. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm Đinh Hoa tỉnh lại từ cơn trầm tư. Ai thế? Vợ ở trong bếp không nhịn được đi ra. Ông không đi ra mở cửa còn ngồi đó làm gì? Đưa nước à, không gọi mà. Đinh Hoa có chút bực mình nhìn vợ. Vợ mình bình thường cũng thuận mắt sao hôm nay lại thấy lắm mồm thế? Thấy chồng tức. Vợ cũng có chút mất hứng nhưng nghĩ đến trong thời gian này tâm trạng chồng không tốt, hơn nữa hai hôm trước còn bị bệnh, mặt gầy đi nhiều nên chị ta hơi đau lòng. Lúc này chị ta mới đi ra ngoài hỏi. Ai thế? Chị dâu, là tôi, Phan Xảo. Bên ngoài truyền tới giọng nói dễ nghe của Phan Xảo. Vợ Đinh Hoa đã gặp Phan Xảo, biết tránh văn phòng cơ quan của chồng đi trường đảng tỉnh học, công việc văn phòng do phó tránh văn phòng mới tới này phụ trách. Nghe nói Phan Xảo là tâm phúc của trưởng ban Triệu Quốc Đống. Đều là cán bộ từ tỉnh An Nguyên tới. Tránh văn phòng Phan, hả, trưởng ban Triệu, mời vào, mời vào. Lão Đinh, trưởng ban Triệu đến thăm anh còn không mau dậy. Người phụ nữ liếc mắt là nhận ra Triệu Quốc Đống đứng sau lưng Phan Xảo. Vị trưởng ban tổ chức cán bộ trẻ tuổi này không biết chồng mình đã nhắc tới bao lần, nói đến đối phương Đinh Hoa luôn không nhịn được thở dài một tiếng, người không thể đánh giá qua vẻ ngoài, nước biển không thể đong đếm. Trưởng ban mới tới không phải người bình thường. Đinh Hoa vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Trưởng ban Triệu, ngài tới. Nghe nói anh bị cảm phải vào viện, tôi đương nhiên phải tới thăm. Anh đã khỏe chưa? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Không có gì, không có gì, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Đinh Hoa có chút xấu hổ vội vàng mời Triệu Quốc Đống vào nhà sau đó bảo vợ mau đi rót trà. Triệu Quốc Đống nhìn qua nhà Đinh Hoa. Có thể thấy vợ Đinh Hoa là người rất chịu khó thu vén gia đình, các thứ đều sạch sẽ. Triệu Quốc Đống thấy trên mặt bần có quyển, Hoàng đế ung chính, liền cười nói. Đinh Hoa, sao ở nhà nghỉ mà vẫn nghiên cứu kinh nghiệm chính trị của ung chính ư? Đâu có, ở nhà nhàn không có việc gì nên lấy ra đọc thôi mà. Đinh Hoa gãi đầu, trước mặt một thủ trưởng có đầu óc nhanh nhạy này, y cảm thấy mình như nhỏ hơn đối phương vài tuổi vậy, y luôn có cảm giác nhìn không thấu đối phương. Hắc hắc, mấy thứ này tôi đã xem qua, chẳng qua tôi cảm thấy tác giả viết bộ này kém hơn là viết về Càn Long. Triệu Quốc Đống rất tùy ý nói. Người này viết sách mặc dù không coi là sách sử nhưng cũng có vài điểm khá tương đồng với xã hội hiện tại của chúng ta, là nhắc nhở cho công tác tổ chức của chúng ta. Trưởng ban Triệu, ngài thích tác phẩm của Nhị Nguyệt Hà. Ninh Hoa thật không ngờ người ở tuổi của Triệu Quốc Đống mà thích sách này. Ừ, cũng được, tôi đọc nhiều loại sách. Gì cũng có thể xem.
Triệu Quốc Đống nói. Đọc một loại sách tuy có chỗ tốt nhưng cũng có điểm bất lợi, hơn nữa đọc nhiều có đôi khi có lợi cho suy nghĩ của mình. Đinh Hoa lặng lẽ gật đầu. Phan Xảo và vợ Đinh Hoa không biết đã biến mất lúc nào, trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Ngô Nguyên Tể. Có phải là có tâm trạng không? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút mới nói, Đinh Hoa, Phương Dược Ba cùng Tôn Ấu Lai là ba ủy viên đảng ủy đã chủ động dựa vào Triệu Quốc Đống sau khi hắn đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, hơn nữa cũng rất được Triệu Quốc Đống tin tưởng. Nhất là Đinh Hoa vẫn cho rằng mình là ứng viên tốt nhất cho chức phó trưởng ban, không ngờ lần này lại do Tôn Ấu Lai, người y không coi trọng đạt được. Điều này sao không làm y mất mát? Đinh Hoa khẽ lắc đầu nhưng cảm thấy như vậy hình như hơi ra vẻ, Triệu Quốc Đống không thích loại người nghĩ này nói kia, điều này y biết cho nên cười khổ nói. Trưởng ban Triệu, thật lòng tôi cũng có suy nghĩ nhưng có thể khống chế dễ không ảnh hưởng tới công việc. Nhưng nếu ngài nói không có chút cảm giác mất mát thì đó là nói dối. Chúng ta cố gắng làm việc là để làm gì? Không phải là mong tiến bộ, mong được lãnh đạo tán thành sao? Ấu Lai có quan hệ cá nhân khá tốt với tôi, y lên tôi sẽ chúc mừng. Trưởng ban Triệu, xin ngài yên tâm tôi nghĩ mình cần chút thời gian là điều chỉnh được tâm trạng. Sự thẳng thắn của Đinh Hoa làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Hắn chính là muốn thấy tâm trạng và thái độ của Đinh Hoa, xem đối phương có phải là người không biết khống chế tâm trạng mình không. Tôn Ấu Lai không có ưu thế rõ ràng hơn hai người Đinh Hoa, Phương Dược Ba, thậm chí về tuổi còn lớn hơn Đinh Hoa, Phương Dược Ba vài tuổi, khả năng viết không bằng Đinh Hoa, Phương Dược Ba, nhưng y lại có kinh nghiệm công tác cơ sở nhiều hơn, hiểu công tác tổ chức ở cơ sở hơn, có uy tín khá cao ở bên dưới. Hai người Đinh Hoa, Phương Dược Ba mặc dù khá ưu tú nhưng lại thiếu kinh nghiệm làm việc ở cơ sở khiến người ta thấy bọn họ thiếu một vài điểm. Đây là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống không chọn hai người Đinh Hoa, Phương Dược Ba. Cũng may Đinh Hoa mặc dù có tâm trạng nhưng ít nhất nói rõ với hắn, dù có oán giận nhưng không phải là người không thể tự điều chỉnh. Triệu Quốc Đống nở nụ cười dựa lưng vào ghế. Ừ, Đinh Hoa, vậy mới đúng. Tôi nghĩ anh cũng biết ý kiến của tôi. Tôi đã nói với Vĩnh Thái thực tế anh và Dược Ba không thua gì Ấu Lai, phải nói ba người đều có sở trường riêng. Tôn Ấu Lỗi thắng ở trầm ổn, anh có suy nghĩ rộng rãi và cái nhìn đại cuộc, Phương Dược Ba lại hơn ở sức chấp hành. Tôi hy vọng các anh tiếp tục phát triển sở trường của mình và phải có ý thức rèn luyện bù đắp thiếu sót của mình, học tập sở trường của người khác. Đinh Hoa nhướng mày, lời này của Triệu Quốc Đống rất có ẩn ý. Trên thực tế lúc đầu khi tuyên bố Tôn Ấu Lai được khảo sát, Điền Vĩnh Thái đã nói với y rằng mất chưa chắc đã là họa, chỉ là lúc ấy y vẫn chìm đắm trong cảm giác mất mát nên không hiểu ý của Điền Vĩnh Thái. Bây giờ lại nghe Triệu Quốc Đống nói thế nên y thấy mình cần cân nhắc kỹ. Được rồi Đinh Hoa, sức khỏe không vấn đề gì chứ. Nếu không thì thứ bảy đến Hồ Giã Áp, ban ta cũng dự định tổ chức hội nghị dân chúng, tôi xem Bí Thư Thái có rảnh không nếu có thì mời đến tham gia luôn. Triệu Quốc Đống đứng lên vỗ vai Đinh Hoa. Anh nghỉ ngơi cho tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất. Dựa hoàn toàn nền kinh tế vào ngành dịch vụ theo tôi thấy là không thực tế. Theo lịch sử phát triển đô thị từ ngành thứ nhất đến ngành thứ hai đến ngành thứ ba đều có quy luật. Tôi không phủ nhận Côn Châu chúng ta có ưu thế trời ban phát triển ngành dịch vụ, có thể nói ngay cả các tỉnh thành xung quanh cũng không thể so sánh. Nhưng tôi cho rằng phát triển ngành dịch vụ vẫn cần tuân theo một quy luật cơ bản, đó chính là muốn ngành công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh. Thậm chí có thể nói tổng sản lượng ngành thứ hai đạt đến quy mô nhất định thì ngành dịch vụ mới có thể đột phá. Còn nếu không tuân theo quy luật đó tôi cho rằng rất có thể tạo thành hiện tượng huy hoàng nhất thời rồi suy sụp nhanh chóng. Mặt Phương Liệt hơi đỏ lên, hội nghị thường vụ thị ủy Côn Châu lần này tranh luận rất kịch liệt. Ngô Nguyên Tể vẫn khống chế được cục diện chẳng qua Vương Liệt không định thỏa hiệp. Ở vấn đề quyết định quy hoạch phát triển đô thị của Côn Châu trong năm 10 thậm chí 20 năm tới y không định nhân nhượng. Nếu y còn ngồi trên vị trí phó bí thư thị ủy, thị trưởng Côn Châu một ngày thì y sẽ vẫn duy trì quan điểm của mình. Về phần y đạt được mục đích hay không thì đó lại là chuyện khác. Tập trung dân chủ, bây giờ chính là lúc dân chủ, Vương Liệt không phải loại họp không nói sau đó sẽ nói lung tung, có gì cũng có thể nói một cách công khai. Tôi cảm thấy quan điểm của thị trưởng có điểm không đúng. Ngành công nghiệp và xây dựng của Côn Châu phát triển không quá chậm, từ số liệu mấy năm trước có thể thấy được. Nhất là khi xây dựng nhà máy lọc dầu Ninh An đã kéo theo một loạt ngành nghề liên quan được đầu tư. Tôi tin ngành lọc dầu sẽ phát triển rất nhanh trong vài năm tới, đây là lợi thế cho ngành công nghiệp và xây dựng của Côn Châu phát triển. Vương Liệt mặt không chút thay đổi nghe người đàn ông đầy nho nhã ngồi trước mặt mình nói chuyện.
Phó thị trưởng thường trực Trương Ân Quân, một người vốn khá im hơi lặng tiếng nhưng sau khi Ngô Nguyên Tể tới lại nhanh chóng trở nên tích cực. Thế giới này chính là như vậy, một ít người luôn thích đối người không đối việc. Vương Liệt cũng không thích tranh luận theo cách hùa theo này, tranh chấp ở vấn đề này chỉ lãng phí thời gian, như vậy sẽ chỉ khiến kinh tế Côn Châu chậm phát triển. Vương Liệt thậm chí có đôi khi muốn thỏa hiệp hoặc lùi bước. Y cảm thấy dù làm theo quan điểm của Ngô Nguyên Tể cũng tốt hơn cứ chậm phát triển. Nhưng lý trí và trách nhiệm nói cho y biết làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng thì y phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nói rõ quan điểm của mình với đối phương. Đây không phải là mâu thuẫn cá nhân mà nó quan hệ đến phương hướng phát triển của cả Côn Châu. Quyển 17, chương 110. Tôi cảm thấy cái nhìn của thị trưởng Vương khá câu nệ. Như vừa nãy thị trưởng Vương đã nói Côn Châu chúng ta có đặc điểm và ưu thế của mình. Bí thư Ngô đưa ra quan điểm xây dựng Côn Châu làm thành phố tốt nhất Trung Quốc theo tôi thấy sự định vị này là rất chính xác. Bây giờ theo quá trình đô thị hóa không ngừng được đẩy nhanh tiến độ, ngành bất động sản đã trở thành ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân chúng ta. Mà ngành bất động sản phát triển có thể kéo theo một loạt các ngành khác như xây dựng, thép, luyện kim, vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình phát triển. Mà đối với Côn Châu chúng ta mà nói phát triển ngành bất động sản cũng có thể kéo theo ngành công nghiệp và xây dựng phát triển. Cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua được? Trương Ân Quân không sợ làm mất lòng Vương Liệt bởi vì quan hệ của y và đối phương vốn không tốt nên không ngại, nhưng chỗ Ngô Nguyên Tể lại khó nói. Y cũng biết lời nói của mình sẽ khiến người khác nghĩ mình hoàn toàn dựa vào Ngô Nguyên Tể, như vậy cũng không sao. Đối phương dù sao cũng sắp thành thường vụ tỉnh ủy. Trương Ân Quân phân tích vấn đề khá sâu sắc, đồng thời y giỏi ăn nói nên đã điều động được hứng thú của mọi người. Vương Liệt nghe xong cố gắng làm cho mình bình tĩnh, không được xúc động. Vương Liệt cho rằng Trương Ân Quân tuy nói có điểm đúng nhưng y hoàn toàn quên đi thực trạng kinh tế hiện nay của Côn Châu. Không sai, vị trí địa lý quan trọng của Côn Châu càng lúc càng rõ ràng hơn, xây dựng thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực là không sai. Nhưng ngành bất động sản có thể thành ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân hay không thì Vương Liệt vẫn có cái nhìn. Vấn đề này vẫn đang tranh luận bên Ủy ban thành phố Côn Châu. Bây giờ cuộc tranh luận này cuối cùng đã bị đưa ra trong hội nghị thường ủy. Ngô Nguyên Tể đưa ra kế hoạch muốn Côn Châu lấy ngành bất động sản để xây dựng làm trung tâm tài chính, thương mại, du lịch của cả khu vực Tây Nam trong 5 năm tới đã khiến nhiều người chú ý. Ở điểm này Vương Liệt lại kiên trì muốn phát triển ngành công nghiệp và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ sinh học và quang điện. Vương Liệt cho rằng ngành dịch vụ đúng là muốn phát triển nhưng không thể không có ngành công nghiệp và xây dựng mạnh làm trụ cột. Nếu không sẽ là xây nhà từ nóc không có móng chắc chắn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất động sản có thể trở thành sản nghiệp trụ cột hay không là điểm mấu chốt của cuộc tranh luận này. Côn Châu có thể tiến hành phát triển vượt bậc khi không dựa vào ngành công nghiệp và xây dựng mà đi theo con đường phát triển mới hay không? Điểm này hai bên có quan điểm khác biệt nhau khá lớn. Lúc này La Trường Gia cũng đang suy nghĩ rất nhiều. La Trường Gia biết mình và Vương Liệt có quan hệ mật thiết, trong công việc có nhiều quan điểm nhất trí với nhau. Suy nghĩ cũng khá gần, rất nhiều người sớm coi y là người thuộc hệ của Vương Liệt. Về công về tư, về tình về lý y không thể giả vờ câm điếc ở vấn đề này. La Trường Gia cũng không phải loại người vì chiếc mũ trên đầu mà bỏ qua nguyên tắc. Chẳng qua trong lòng La Trường Gia cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu mình lên tiếng có thể bị Ngô Nguyên Tể cho rằng đang cố ý khiên chiến quy hoạch phát triển ngành dịch vụ của mình hay không. Điều này đúng là khó nói. Ngô Nguyên Tể mới lên làm bí thư thị ủy. Khi chưa hoàn toàn khống chế được bộ máy thị ủy trong tay thì đối phương chỉ có thể thông qua phương pháp tập trung dân chủ để thống nhất, không đồng ý có thể bảo lưu nhưng khi hình thành nghị quyết cần phải nghiêm túc chấp hành. Đã hạ quyết tâm nên mắt La Trường Gia hơi nhíu lại. Chờ Trương Ân Quân nói xong, y giơ tay xin phát biểu. Tôi không đồng ý với quan điểm của thị trưởng Trương, một đô thị nếu không có quy hoạch hợp lý thì sẽ rất nguy hiểm. Trong 3 đến 5 năm tới tuy ngành bất động sản có thể phát triển với tốc độ nhanh. Nhưng nếu Côn Châu muốn hoàn toàn dựa vào ngành bất động sản để phát triển là không thực tế, mà phải cần có một quá trình quá độ trong 3 đến 5 năm. Như vậy có thể khiến ngành dịch vụ như thương mại, tài chính, du lịch phát triển một cách chắc chắn hơn. Hơn nữa ngành bất động sản tuy có thể thúc đẩy một ít ngành nghề truyền thống phát triển nhưng Côn Châu chúng ta thậm chí cả Điền Nam có ưu thế trời ban về hoàn cảnh sinh thái, đồng thời không thích hợp phát triển các ngành thép, xi măng, vật liệu xây dựng trên quy mô lớn. Tôi thấy mọi người chủ yếu đang suy nghĩ ngành bất động sản phát triển sẽ mang lại tài chính cho chính quyền, khiến Côn Châu chúng ta có tài chính khởi động phát triển các ngành dịch vụ. Tôi cho rằng suy nghĩ này là rất nguy hiểm, rất không thỏa đáng.
Một thành phố phát triển nếu không có ngành công nghiệp và xây dựng làm nền tảng thì sự phát triển đó sẽ là dị dạng, không khỏe mạnh. Có lẽ trong thời gian ngắn tuy phát triển huy hoàng nhưng khi nó vỡ ra thì sẽ lộ sự thật tàn khốc, muốn khắc phục cũng rất khó khăn. Chúng ta ngồi đây là người đưa ra quy hoạch cho tương lai của Côn Châu nên cần rất thận trọng khi quyết định. Xoay xoay chiếc bút trong tay, Ngô Nguyên Tể thực ra đã đoán được hội nghị thường ủy sẽ có cục diện như thế này, thậm chí có thể nói y đã cố gắng thúc đẩy việc tranh luận quan điểm này. Ngô Nguyên Tể cũng từng cẩn thận nghiên cứu về việc ngành bất động sản cùng với các ngành dịch vụ như tài chính, du lịch, thương mại phát triển có thể chống đỡ sự phát triển của Côn Châu hay không. Thậm chí y từng yêu cầu phòng nghiên cứu chính sách thị ủy chuyên môn tiến hành nghiên cứu vấn đề này. Côn Châu có vị trí địa lý rất thích hợp để sinh sống, tài nguyên đất và nước có chất lượng tốt, xung quanh có nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Có thể nói dù từ phương diện nào Côn Châu cũng là một thành phố rất thân thiện, làm như thế nào lợi dụng ưu thế trời ban này để xúc tiến Côn Châu phát triển, xây dựng một thành phố sinh thái là điều Ngô Nguyên Tể thấy cần phải tiến hành làm ngay. Rất nhiều người đều che đậy quan điểm của mình. Theo Ngô Nguyên Tể thấy đó là điều khá bình thường, không có gì là ngạc nhiên cả. Đây là lần đầu tiên mình và Vương Liệt xung đột về quan điểm. Là quan điểm của Vương Liệt phù hợp với sự phát triển của Côn Châu, hay suy nghĩ của mình được mọi người ủng hộ hơn. Tranh luận trong hội nghị thường ủy này cũng là cách cho mọi người trình bày quan điểm, lý lẽ của mình, đây là cách để mọi người có thể có nhận thức chung. Ngô Nguyên Tể thực ra cũng không nói quan điểm của Vương Liệt là lạc hậu hay không đúng. Chỉ có thể nói nó không thích hợp với giai đoạn hiện nay của Côn Châu. Nếu như đổi lại là 5 năm trước, Ngô Nguyên Tể nhất định sẽ không hề do dự ủng hộ Vương Liệt, toàn lực xây dựng khu công nghiệp công nghệ sinh học và quang điện thành ngành nghề trụ cột trong nền kinh tế Côn Châu. Còn hiện nay theo Ngô Nguyên Tể thấy quan điểm của Vương Liệt không mới, Côn Châu cần phải đứng ở góc độ càng cao để nhìn nhận tương lai phát triển. Ngành công nghiệp và xây dựng rốt cuộc có địa vị cao như thế nào ở nền kinh tế Côn Châu? Có ý nghĩa lớn đến đâu với một thành phố như Côn Châu, điểm này Ngô Nguyên Tể cảm thấy cần cẩn thận cân nhắc. Côn Châu có ưu thế trời ban về giao thông, nhất là Côn Châu có cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn và đường sắt Điền Quế sắp khởi công xây dựng. Sau khi ba con đường này hoàn thành thì Côn Châu sẽ càng củng cố thêm vị trí là đầu mối giao thông của cả khu vực Tây Nam. Dưới tình huống đó Côn Châu cần phải xây dựng thành trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, du lịch của khu vực Tây Nam. Có thể nói nếu dựa theo quy hoạch này thì địa vị chiến lược của Côn Châu nhất định sẽ được tăng cường, Côn Châu cũng sẽ nghênh đón một thời đại phát triển chưa từng đó. Đây là suy nghĩ của Ngô Nguyên Tể. Chẳng qua Ngô Nguyên Tể biết mình khó có thể thuyết phục Vương Liệt tán thành quan điểm của mình. Vương Liệt cho rằng Côn Châu tuy có cơ hội lớn vì sự quan tâm của Trung ương đến khu vực biên giới nhưng nó cũng tạo ra nhiều mâu thuẫn xã hội. Theo ý của Ngô Nguyên Tể là Côn Châu muốn dựa vào ngành bất động sản để phát triển ngành dịch vụ. Nhưng theo Vương Liệt thấy không thể để giá bất động sản tăng lên một cách vô hạn rồi cuối cùng sẽ tan như bong bóng xà phòng. Hơn nữa nếu chính quyền địa phương buộc chặt mình vào ngành bất động sản thì nếu như ngành bất động sản tăng giá sẽ mang lại nhiều tài chính cho chính quyền, nhưng nếu ngược lại thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề khác. Lúc Vệ Cơ Thành làm bí thư thị ủy đã bắt đầu có ý tưởng như của Ngô Nguyên Tể hiện nay, bây giờ Ngô Nguyên Tể đến quan điểm này càng rõ ràng hơn. Bước tiến đô thị hóa nếu dựa hết vào phát triển ngành bất động sản theo Vương Liệt thấy đó là sai lầm. Tuy ngành bất động sản phát triển nóng sẽ mang lại nhiều tài chính cho địa phương nhưng làm như thế nào để dùng tốt khoản tài chính này? Ngô Nguyên Tể có suy nghĩ khác những người khác, cái việc xây dựng tràn lan để lấy thành tích bề ngoài không phải điều Ngô Nguyên Tể suy nghĩ. Làm như thế nào lợi dụng đầy đủ tài nguyên đất để xây dựng một thành phố xinh đẹp như tranh vẽ? Làm cho dân chúng hưởng thụ được lợi ích từ thành phố này đó là điều Ngô Nguyên Tể suy nghĩ đầu tiên, sau đó y mới suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng việc định vị thành phố này để xúc tiến ngành nghề chủ đạo của Côn Châu phát triển. Đợt khảo sát của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương về việc Ngô Nguyên Tể làm thường vụ tỉnh ủy đã kết thúc nhưng mãi không đưa ra kết luận. Ngô Nguyên Tể không tin Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương sẽ lật đổ ý kiến của tỉnh ủy. Nhưng hai đợt điều chỉnh nhân sự vừa rồi của tỉnh ủy đúng là đã ảnh hưởng đến lợi ích của không ít người. Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương có thể sẽ gây khó dễ tỉnh ủy Điền Nam một chút nên mới mãi không đưa ra quyết định bổ nhiệm mình làm thường vụ tỉnh ủy. Ngô Nguyên Tể vốn hy vọng xác định xong thân phận thường vụ tỉnh ủy của mình rồi mới đưa cuộc tranh luận này ra, nhưng bây giờ xem ra ở trên Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương có còn một vài vấn đề, y không muốn cục diện ở Côn Châu cứ mãi rằng con nên quyết định phải tiến hành thảo luận sớm. Ngô Nguyên Tể cũng biết Triệu Quốc Đống mới lên Bắc Kinh. Nghe nói là lên báo cáo công việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương,
có lẽ là để trình bày và nghe ý kiến của lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương về đợt điều chỉnh nhân sự của Điền Nam. Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh, tân phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương có quan hệ mật thiết thì Ngô Nguyên Tể cũng rõ. Triệu Quốc Đống sau khi về mặc dù không có gặp y nhưng Ngô Nguyên Tể rất tin vào Triệu Quốc Đống. Lúc trước thân phận thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên của Triệu Quốc Đống cũng bị kẹt ở ban tổ chức cán bộ trung ương nhưng cuối cùng hắn vẫn qua cửa, bây giờ thời thế thay đổi tới lượt mình gặp phải việc này. Ngô Nguyên Tể hy vọng quan hệ giữa quan hệ và Qua Tĩnh sẽ khiến mình nhanh chóng được phê duyệt bổ nhiệm làm thường vụ tỉnh ủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 17, chương 111. Tôi cảm thấy cái nhìn của thị trưởng Vương khá câu nệ. Như vừa nãy thị trưởng Vương đã nói Côn Châu chúng ta có đặc điểm và ưu thế của mình. Bí thư Ngô đưa ra quan điểm xây dựng Côn Châu làm thành phố tốt nhất Trung Quốc theo tôi thấy sự định vị này là rất chính xác. Bây giờ theo quá trình đô thị hóa không ngừng được đẩy nhanh tiến độ, ngành bất động sản đã trở thành ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân chúng ta. Mà ngành bất động sản phát triển có thể kéo theo một loạt các ngành khác như xây dựng, thép, luyện kim, vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình phát triển. Mà đối với Côn Châu chúng ta mà nói phát triển ngành bất động sản cũng có thể kéo theo ngành công nghiệp và xây dựng phát triển, cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua được. Trương Ân Quân không sợ làm mất lòng Vương Liệt bởi vì quan hệ của y và đối phương vốn không tốt nên không ngại, nhưng chỗ Ngô Nguyên Tể lại khó nói. Y cũng biết lời nói của mình sẽ khiến người khác nghĩ mình hoàn toàn dựa vào Ngô Nguyên Tể, như vậy cũng không sao. Đối phương dù sao cũng sắp thành thường vụ tỉnh ủy. Trương Ân Quân phân tích vấn đề khá sâu sắc, đồng thời y giỏi ăn nói nên đã điều động được hứng thú của mọi người. Vương Liệt nghe xong cố gắng làm cho mình bình tĩnh, không được xúc động. Vương Liệt cho rằng Trương Ân Quân tuy nói có điểm đúng nhưng y hoàn toàn quên đi thực trạng kinh tế hiện nay của Côn Châu. Không sai, vị trí địa lý quan trọng của Côn Châu càng lúc càng rõ ràng hơn, xây dựng thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực là không sai. Nhưng ngành bất động sản có thể thành ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân hay không thì Vương Liệt vẫn có cái nhìn. Vấn đề này vẫn đang tranh luận bên ủy ban thành phố Côn Châu, bây giờ cuộc tranh luận này cuối cùng đã bị đưa ra trong hội nghị thường ủy. Ngô Nguyên Tể đưa ra kế hoạch muốn Côn Châu lấy ngành bất động sản để xây dựng làm trung tâm tài chính, thương mại, du lịch của cả khu vực Tây Nam trong 5 năm tới đã khiến nhiều người chú ý. Ở điểm này Vương Liệt lại kiên trì muốn phát triển ngành công nghiệp và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ sinh học và quang điện. Vương Liệt cho rằng ngành dịch vụ đúng là muốn phát triển nhưng không thể không có ngành công nghiệp và xây dựng mạnh làm trụ cột, nếu không sẽ là xây nhà từ nóc không có móng chắc chắn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất động sản có thể trở thành sản nghiệp trụ cột hay không là điểm mấu chốt của cuộc tranh luận này. Côn Châu có thể tiến hành phát triển vượt bậc khi không dựa vào ngành công nghiệp và xây dựng mà đi theo con đường phát triển mới hay không? Điểm này hai bên có quan điểm khác biệt nhau khá lớn. Lúc này La Trường Gia cũng đang suy nghĩ rất nhiều. La Trường Gia biết mình và Vương Liệt có quan hệ mật thiết, trong công việc có nhiều quan điểm nhất trí với nhau, suy nghĩ cũng khá gần, rất nhiều người sớm coi y là người thuộc hệ của Vương Liệt. Về công về tư, về tình về lý y không thể giả vờ câm điếc ở vấn đề này. La Trường Gia cũng không phải loại người vì chiếc mũ trên đầu mà bỏ qua nguyên tắc. Chẳng qua trong lòng La Trường Gia cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu mình lên tiếng có thể bị Ngô Nguyên Tể cho rằng đang cố ý khiên chiến quy hoạch phát triển ngành dịch vụ của mình hay không. Điều này đúng là khó nói. Ngô Nguyên Tể mới lên làm bí thư thị ủy, khi chưa hoàn toàn khống chế được bộ máy thị ủy trong tay thì đối phương chỉ có thể thông qua phương pháp tập trung dân chủ để thống nhất, không đồng ý có thể bảo lưu nhưng khi hình thành nghị quyết cần phải nghiêm túc chấp hành. Đã hạ quyết tâm nên mắt La Trường Gia hơi nhíu lại. Chờ Trương Ân Quân nói xong, y giơ tay xin phát biểu. Tôi không đồng ý với quan điểm của thị trưởng Trương. Một đô thị nếu không có quy hoạch hợp lý thì sẽ rất nguy hiểm. Trong 3 đến 5 năm tới tuy ngành bất động sản có thể phát triển với tốc độ nhanh, nhưng nếu Côn Châu muốn hoàn toàn dựa vào ngành bất động sản để phát triển là không thực tế, mà phải cần có một quá trình quá độ trong 3 đến 5 năm. Như vậy có thể khiến ngành dịch vụ như thương mại, tài chính, du lịch phát triển một cách chắc chắn hơn. Hơn nữa ngành bất động sản tuy có thể thúc đẩy một ít ngành nghề truyền thống phát triển nhưng Côn Châu chúng ta thậm chí cả Điền Nam có ưu thế trời ban về hoàn cảnh sinh thái, đồng thời không thích hợp phát triển các ngành thép, xi măng, vật liệu xây dựng trên quy mô lớn. Tôi thấy mọi người chủ yếu đang suy nghĩ ngành bất động sản phát triển sẽ mang lại tài chính cho chính quyền, khiến Côn Châu chúng ta có tài chính khởi động phát triển các ngành dịch vụ. Tôi cho rằng suy nghĩ này là rất nguy hiểm, rất không thỏa đáng. Một thành phố phát triển nếu không có ngành công nghiệp và xây dựng làm nền tảng thì sự phát triển đó sẽ là dị dạng, không khỏe mạnh.
Có lẽ trong thời gian ngắn tuy phát triển huy hoàng nhưng khi nó vỡ ra thì sẽ lộ sự thật tàn khốc, muốn khắc phục cũng rất khó khăn. Chúng ta ngồi đây là người đưa ra quy hoạch cho tương lai của Côn Châu nên cần rất thận trọng khi quyết định. Xoay xoay chiếc bút trong tay, Ngô Nguyên Tể thực ra đã đoán được hội nghị thường ủy sẽ có cục diện như thế này, thậm chí có thể nói y đã cố gắng thúc đẩy việc tranh luận quan điểm này. Ngô Nguyên Tể cũng từng cẩn thận nghiên cứu về việc ngành bất động sản cùng với các ngành dịch vụ như tài chính, du lịch, thương mại phát triển có thể chống đỡ sự phát triển của Côn Châu hay không. Thậm chí y từng yêu cầu phòng nghiên cứu chính sách thị ủy chuyên môn tiến hành nghiên cứu vấn đề này. Côn Châu có vị trí địa lý rất thích hợp để sinh sống, tài nguyên đất và nước có chất lượng tốt, xung quanh có nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Có thể nói dù từ phương diện nào Côn Châu cũng là một thành phố rất thân thiện, làm như thế nào lợi dụng ưu thế trời ban này để xúc tiến Côn Châu phát triển, xây dựng một thành phố sinh thái là điều Ngô Nguyên Tể thấy cần phải tiến hành làm ngay. Rất nhiều người đều che đậy quan điểm của mình. Theo Ngô Nguyên Tể thấy đó là điều khá bình thường, không có gì là ngạc nhiên cả. Đây là lần đầu tiên mình và Vương Liệt xung đột về quan điểm. Là quan điểm của Vương Liệt phù hợp với sự phát triển của Côn Châu, hay suy nghĩ của mình được mọi người ủng hộ hơn. Tranh luận trong hội nghị thường ủy này cũng là cách cho mọi người trình bày quan điểm, lý lẽ của mình, đây là cách để mọi người có thể có nhận thức chung. Ngô Nguyên Tể thực ra cũng không nói quan điểm của Vương Liệt là lạc hậu hay không đúng. Chỉ có thể nói nó không thích hợp với giai đoạn hiện nay của Côn Châu. Nếu như đổi lại là 5 năm trước, Ngô Nguyên Tể nhất định sẽ không hề do dự ủng hộ Vương Liệt, toàn lực xây dựng khu công nghiệp công nghệ sinh học và quang điện thành ngành nghề trụ cột trong nền kinh tế Côn Châu. Còn hiện nay theo Ngô Nguyên Tể thấy quan điểm của Vương Liệt không mới, Côn Châu cần phải đứng ở góc độ càng cao để nhìn nhận tương lai phát triển. Ngành công nghiệp và xây dựng rốt cuộc có địa vị cao như thế nào ở nền kinh tế Côn Châu? Có ý nghĩa lớn đến đâu với một thành phố như Côn Châu, điểm này Ngô Nguyên Tể cảm thấy cần cẩn thận cân nhắc. Côn Châu có ưu thế trời ban về giao thông, nhất là Côn Châu có cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn và đường sắt Điền Quế sắp khởi công xây dựng. Sau khi ba con đường này hoàn thành thì Côn Châu sẽ càng củng cố thêm vị trí là đầu mối giao thông của cả khu vực Tây Nam. Dưới tình huống đó Côn Châu cần phải xây dựng thành trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, du lịch của khu vực Tây Nam. Có thể nói nếu dựa theo quy hoạch này thì địa vị chiến lược của Côn Châu nhất định sẽ được tăng cường, Côn Châu cũng sẽ nghênh đón một thời đại phát triển chưa từng đó. Đây là suy nghĩ của Ngô Nguyên Tể. Chẳng qua Ngô Nguyên Tể biết mình khó có thể thuyết phục Vương Liệt tán thành quan điểm của mình. Vương Liệt cho rằng Côn Châu tuy có cơ hội lớn vì sự quan tâm của Trung ương đến khu vực biên giới nhưng nó cũng tạo ra nhiều mâu thuẫn xã hội. Theo ý của Ngô Nguyên Tể là Côn Châu muốn dựa vào ngành bất động sản để phát triển ngành dịch vụ. Nhưng theo Vương Liệt thấy không thể để giá bất động sản tăng lên một cách vô hạn rồi cuối cùng sẽ tan như bong bóng xà phòng. Hơn nữa nếu chính quyền địa phương buộc chặt mình vào ngành bất động sản thì nếu như ngành bất động sản tăng giá sẽ mang lại nhiều tài chính cho chính quyền, nhưng nếu ngược lại thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề khác. Lúc Vệ Cơ Thành làm bí thư thị ủy đã bắt đầu có ý tưởng như của Ngô Nguyên Tể hiện nay, bây giờ Ngô Nguyên Tể đến quan điểm này càng rõ ràng hơn. Bước tiến đô thị hóa nếu dựa hết vào phát triển ngành bất động sản theo Vương Liệt thấy đó là sai lầm. Tuy ngành bất động sản phát triển nóng sẽ mang lại nhiều tài chính cho địa phương nhưng làm như thế nào để dùng tốt khoản tài chính này? Ngô Nguyên Tể có suy nghĩ khác những người khác, cái việc xây dựng tràn lan để lấy thành tích bề ngoài không phải điều Ngô Nguyên Tể suy nghĩ. Làm như thế nào lợi dụng đầy đủ tài nguyên đất để xây dựng một thành phố xinh đẹp như tranh vẽ? Làm cho dân chúng hưởng thụ được lợi ích từ thành phố này đó là điều Ngô Nguyên Tể suy nghĩ đầu tiên, sau đó y mới suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng việc định vị thành phố này để xúc tiến ngành nghề chủ đạo của Côn Châu phát triển. Đợt khảo sát của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương về việc Ngô Nguyên Tể làm thường vụ tỉnh ủy đã kết thúc nhưng mãi không đưa ra kết luận. Ngô Nguyên Tể không tin Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương sẽ lật đổ ý kiến của tỉnh ủy. Nhưng hai đợt điều chỉnh nhân sự vừa rồi của tỉnh ủy đúng là đã ảnh hưởng đến lợi ích của không ít người. Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương có thể sẽ gây khó dễ tỉnh ủy Điền Nam một chút nên mới mãi không đưa ra quyết định bổ nhiệm mình làm thường vụ tỉnh ủy. Ngô Nguyên Tể vốn hy vọng xác định xong thân phận thường vụ tỉnh ủy của mình rồi mới đưa cuộc tranh luận này ra, nhưng bây giờ xem ra ở trên Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương có còn một vài vấn đề, y không muốn cục diện ở Côn Châu cứ mãi rằng con nên quyết định phải tiến hành thảo luận sớm. Ngô Nguyên Tể cũng biết Triệu Quốc Đống mới lên Bắc Kinh. Nghe nói là lên báo cáo công việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, có lẽ là để trình bày và nghe ý kiến của lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương về đợt điều chỉnh nhân sự của Điền Nam. Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh,
tân phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương có quan hệ mật thiết thì Ngô Nguyên Tể cũng rõ. Triệu Quốc Đống sau khi về mặc dù không có gặp y nhưng Ngô Nguyên Tể rất tin vào Triệu Quốc Đống. Lúc trước thân phận thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên của Triệu Quốc Đống cũng bị kẹt ở ban tổ chức cán bộ trung ương nhưng cuối cùng hắn vẫn qua cửa, bây giờ thời thế thay đổi tới lượt mình gặp phải việc này. Ngô Nguyên Tể hy vọng quan hệ giữa quan hệ và qua tính sẽ khiến mình nhanh chóng được phê duyệt bổ nhiệm làm thường vụ tỉnh ủy. Một tiếng trước, Lăng Độ Vũ, bằng tổng binh đầu lĩnh bằng, một phim, một chuyện, một đàn bà. Ngày gia nhập, 16 tháng 1 năm 2007. Bài viết, 162.554 điểm, 1.315. Tâm trạng, quyển 17, nhóm dịch tép ga, nguồn, VIP, Vanden. Nội dung thu gọn, La Trường Gia rõ ràng phản đối ý kiến của Trương Ân Quân là điều không thường thấy trong hội nghị thường ủy. Nó cũng giống như Trương Ân Quân không mấy khi tỏ vẻ phản đối quan điểm của Vương Liệt một cách trực tiếp như vậy. Chiến trường ở hội nghị thường trực ủy ban đã được đưa sang hội nghị thường ủy. Nhưng lúc này Trương Ân Quân đương nhiên sẽ không kết thúc chiến đấu và bảo lưu ý kiến như hội nghị ủy ban. Thị trưởng La, anh nói ZX chúng ta không có ngành công nghiệp và xây dựng không phải là không công bằng đó chứ? Chẳng lẽ nói GDP ZX chúng ta năm nay đột phá 100 tỷ đều là do ngành thứ nhất và ngành dịch vụ tích lũy được? Ngành công nghiệp và xây dựng không có cống hiến gì? Trương Ân Quân cười lạnh nói, đối với Vương Liệt thì y còn duy trì lễ phép và tôn trọng, nhưng đối với Trương Ân Quân thì y không cần. Theo ý tôi, ngành công nghiệp và xây dựng của ZX chúng ta hiện nay đã có trụ cột khác chắc, đang phát triển khỏe mạnh. Nhưng tổng hợp các điều kiện của ZX thì thấy phát triển mạnh ngành dịch vụ mới là cấp bách. Ngành dịch vụ chẳng những mang lại nhiều công ăn việc làm cho người dân, hơn nữa không ô nhiễm, mang lại nhiều nguồn thu thuế. Hơn nữa căn cứ tình hình chúng ta nắm giữ thì một thành phố phát triển kinh tế đến một trình độ nhất định thì ngành dịch vụ chắc chắn thay ngành công nghiệp và xây dựng để trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố đó. La Trường Gia có chút khinh thường nhìn đối phương, y đưa tay chỉnh lại mắt kính rồi lạnh nhạt nói. Phát triển kinh tế đô thị đến trình độ nhất định ngành dịch vụ đúng là sẽ vượt ngành công nghiệp và xây dựng để trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, nhưng đây là thành lập trên trụ cột của quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Tôi không cho rằng ZX đã đạt được trình độ này. Ít nhất ở cả Trung Quốc cũng không có một thành phố nào có quá trình đô thị hóa đạt đến trạng thái này. Ngành công nghiệp và xây dựng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong hệ thống kinh tế. Hơn nữa ngành công nghệ sinh học và quang điện mà thị trưởng Vương đưa ra cũng là ngành nghề mới được quốc gia xác định, rất thích hợp với hoàn cảnh sinh thái tốt đẹp của ZX chúng ta. Hơn nữa phát triển ngành này cũng không mâu thuẫn với phát triển ngành dịch vụ. Tôi không rõ tại sao nhất định phải đưa hai vấn đề này đứng ở thế đối lập nhau. Hai phó thị trưởng tranh luận về quan điểm ở trong hội nghị thường ủy không thể không làm người ta thấy kỳ lạ. Vương Liệt vẫn không lên tiếng. Đối với quan điểm của Trương Ân Quân thì y không thèm để ý. Người này không quan trọng, quan trọng nhất nằm ở chỗ Ngô Nguyên Tể thấy thế nào. Phía sau câu nói của La Trường Gia đã có một ít thái độ thỏa hiệp, nhưng Vương Liệt biết không phải hai người không đơn giản là không cùng tồn tại, mà là vấn đề ai chiếm thế chủ đạo trong công việc sau này. Nhất là dính đến vấn đề khu công nghiệp công nghệ sinh học và quang điện mà mình đưa ra có được thị ủy toàn lực ủng hộ hay không. Nếu không được thì bao cố gắng của y sẽ trở nên vô nghĩa. Ngô Nguyên Tể ho khan một tiếng, mọi người biết đây là dấu hiệu cho thấy Ngô Nguyên Tể muốn lên tiếng. Tôi thấy hội nghị lần này diễn ra rất tốt, tôi cảm thấy hội nghị thường ủy của ZX chúng ta nên duy trì không khí như thế này, mọi người thoải mái nói ra quan điểm của mình. Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị đã đưa ra quan điểm dân chủ, trăm hoa đua nở, đây không chỉ ở công tác khoa học kỹ thuật và văn hóa, tôi cảm thấy chúng ta cần phải có thái độ như vậy ở vấn đề quan điểm mới. Ngô Nguyên Tể rất thích cảm giác nắm cục diện hội nghị trong tay. Y cảm thấy làm bí thư thị ủy theo lẽ tất nhiên là phải nắm giữ được hướng đi và xu thế của hội nghị, nếu không đó là một bí thư thị ủy không đủ tư cách. Thị trưởng Vương đưa ra quan điểm phát triển ngành công nghệ sinh học và quang điện theo tôi thấy đây là việc tốt. Công nghệ sinh học và quang điện là ngành mới phát triển ở nước ta, đối với ZX chúng ta mà nói không chỉ ngành công nghệ sinh học, quang điện mà kể cả các ngành điện tử thông tin. Cơ giới chế tạo tiên tiến đều là ngành mà chúng ta cần đẩy mạnh phát triển. Vương Liệt rất tự nhiên nhìn Ngô Nguyên Tể biểu diễn. Đối phương rất giàu hoạt, xảo diệu gộp chung ngành công nghệ sinh học, quang điện với các ngành nghề mới khác. Như vậy có nghĩa không một ngành nào được dồn sức giúp đỡ phát triển hơn, như vậy có nghĩa mọi ngành nghề đều được hưởng đãi ngộ ngang nhau. Tranh luận với nhân vật như vậy là rất mệt,
Mặc dù Vương Liệt cũng thừa nhận sự quyết đoán và tầm nhìn của đối phương khá cao, nhưng vậy có thể làm được gì chứ? Từ góc độ nào đó mà nói, năng lực càng lớn có lẽ mang lại nguy hại càng lớn. Đương nhiên điều này có lẽ là không công bằng, nhưng trong lòng Vương Liệt đúng là có cảm giác này. Nhưng chúng ta phải xem điều kiện ưu thế của ZX là gì. Như vậy mới phát huy ưu thế về vị trí địa lý, hoàn cảnh khí hậu của ZX. Ngô Nguyên Tể hơi cao giọng lên, ánh mắt cũng nhìn quanh các thường vụ. ZX nằm ở giữa cao nguyên Điền Kiềm, khí hậu ôn hòa, bốn mùa như mùa xuân. Điền Nam được xưng là bảo tàng tài nguyên sinh vật. ZX có tỷ lệ mật độ rừng đi đầu cả nước, hoàn cảnh sinh thái cũng thuộc dạng đầu bảng của các tỉnh thành trong cả nước. Điều kiện như vậy rất thích hợp phát triển du lịch, khách sạn, thương mại. Mà quốc gia cũng đã xác định xây dựng ZX thành trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại với các nước Đông Nam Á, Nam Á. Cho nên tôi cảm thấy cần nắm bắt cơ hội này, tích cực phát triển ngành tài chính, dịch vụ, thương mại là phù hợp với định vị phát triển đô thị của ZX chúng ta. Vừa nãy Trường Gia nói rất đúng, phát triển ngành công nghiệp và xây dựng và ngành dịch vụ có thể hợp lại để cùng phát triển. Nhưng trong tình hình thực tế thì tài nguyên hành chính của chúng ta có hạn, có thể có trọng tâm khi xúc tiến phát triển một ngành nghề nào đó, điểm này tôi thấy cần làm rõ. Ngô Nguyên Tể nói không mang theo khuynh hướng tình cảm nhưng lại có thể làm mọi người cảm nhận được thái độ kiên quyết của y. Sau khi Ngô Nguyên Tể tỏ thái độ, các thường vụ khác cũng bắt đầu tham gia thảo luận. Trừ 2-3 vị không tỏ rõ thái độ ra, mấy vị thường vụ khác đều lên tiếng tán thành quan điểm của Ngô Nguyên Tể. ZX phải có quy hoạch phát triển rõ ràng, phải lấy các ngành dịch vụ như du lịch, triển lãm, khách sạn, tài chính, thương mại làm ngành nghề chủ đạo, thông qua phát triển ngành bất động sản, thúc đẩy ZX nghênh đón thời kỳ phát triển huy hoàng hơn. Nhìn thì rất đẹp nhưng chỉ sợ chưa chắc được như bọn họ tưởng tượng. Bọn họ quên mất trụ cột GDP của ZX mà đã muốn xây dựng ZX thành trung tâm tài chính, thương mại, vận chuyển của khu vực. Vậy Thành Đô, Trùng Khánh ngồi chơi hết sao? Tôi cảm thấy bọn họ có phải suy nghĩ vấn đề quá đơn giản không? La Trường Gia không giấu nổi vẻ mất mát trên mặt. Thị trường, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Kết quả trên hội nghị thường ủy khiến Vương Liệt và La Trường Gia thành phái thiểu số. Hội nghị thường vụ lấy cục diện đa số thắng thiểu số mà thông qua quan điểm của Ngô Nguyên Tể. Vương Liệt và La Trường Gia bảo lưu ý kiến nhưng bọn họ cũng biết điều này là vô nghĩa. Vương Liệt đứng trước cửa nhìn ra ngoài thật lâu không nói. Y bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt, Ngô Nguyên Tể là bí thư thị ủy nên có ưu thế trời ban. Hơn nữa quan điểm mà Ngô Nguyên Tể đưa ra cũng không hoàn toàn là viển vông, cũng có thứ để chống đỡ. La Trường Gia nói đúng, đối phương quên trụ cột kinh tế của ZX. Dù năm nay GDP của ZX có đột phá 100 tỷ nhưng mấy đô thị trung tâm xung quanh thì sao? Thành Đô, Trùng Khánh có GDP là bao nhiêu? Trùng Khánh năm ngoái có GDP là trên 260 tỷ, đương nhiên nó là thành phố trực thuộc trung ương, hơn nữa dân chúng đông đúc, diện tích rất rộng, ZX không thể so sánh. Vậy còn Thành Đô, GDP của nó năm ngoái đạt trên 210 tỷ, tương đương gấp 2 lần ZX. Bây giờ ZX muốn đoạt vị trí trung tâm tài chính với hai thành phố kia đúng là có vẻ không thực tế. Đương nhiên quan điểm của Ngô Nguyên Tể không phải không có cửa để thực hiện. Ví dụ như ZX có ưu thế trời ban về phát triển ngành du lịch và khách sạn, lấy phương thức nào để xúc tiến mảng này phát triển cũng là một đề tài đáng để nghiên cứu. Nhưng những điều này còn có ý nghĩa gì với mình? Vương Liệt thấy khá mệt mỏi. Thái độ của các thường vụ đã cho thấy tất cả. Bọn họ tán thành quan điểm của Ngô Nguyên Tể không hẳn là do thân phận bí thư thị ủy của y ảnh hưởng đến các thường vụ. Mặc dù có nhân tố này nhưng Vương Liệt cảm thấy quan điểm của Ngô Nguyên Tể quá tốt đẹp nên làm các thường vụ bị hấp dẫn, vì thế bọn họ quên sự chênh lệch giữa thực tế và lý tưởng. Thấy Vương Liệt không nói gì, La Trường Gia cũng biết Vương Liệt đang buồn phiền. Y thở dài một tiếng. Thị trưởng, hội nghị thường vụ đã có ý kiến thống nhất, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể cân nhắc điều chỉnh một chút. Một lần nữa xác định làm như thế nào để chấp hành quyết định của thị ủy. Vương Liệt khá lâu sau mới lắc đầu nói. Tôi nghĩ mình chắc là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bảo tôi chấp hành một quyết định mà theo tôi thấy có rất nhiều vấn đề, tôi cảm thấy mình sợ rằng không thể làm được nhiệm vụ khó khăn này. Hả? La Trường Gia trợn to mắt nhìn Vương Liệt. Không có gì, lão La, có lẽ quan điểm của bí thư Ngô càng phù hợp với lý luận phát triển hiện tại, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể thấy. Vương Liệt cười cười vỗ vai La Trường Gia. Quyển 17, chương 112. Triệu Quốc Đống về Côn Châu được 2 ngày thì Côn Châu diễn ra cuộc tranh luận nảy lửa kia. Hắn không nghĩ cuộc tranh luận này kịch liệt đến vậy,
Điều này khiến thị ủy, ủy ban Côn Châu rơi vào xáo động. Hắn ý thức được vấn đề này khó giải quyết nhưng còn không nghĩ tới nó nghiêm trọng đến vậy. Trên thực tế hắn cũng nghi ngờ quan điểm của Ngô Nguyên Tể. Côn Châu đúng là có ưu thế và cơ sở để phát triển ngành dịch vụ, nhưng tổng GDP của Côn Châu không quá cao. So sánh với Thành Đô cùng Trùng Khánh thì GDP của Côn Châu còn kém không ít. Bây giờ thoáng cái muốn biến ngành dịch vụ thành ngành chủ đạo, thậm chí nâng nền kinh tế Côn Châu dậy, Triệu Quốc Đống đúng là khá nghi ngờ. Phát triển ngành dịch vụ thường muốn ngành công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh làm cơ sở, đây lại là nhược điểm của Côn Châu. Đương nhiên đây không phải nói ngành dịch vụ nhất định cần có nền tảng là công nghiệp và xây dựng nhưng đó là nhân tố không thể bỏ qua. Không phải nói Triệu Quốc Đống không tin vào năng lực công tác của Ngô Nguyên Tể, chủ yếu nằm ở chỗ đối phương đưa ra việc phát triển ngành bất động sản để thúc đẩy liên kết các ngành khác, hình thành xu thế cùng tiến cùng lùi. Nhưng tương lai của thị trường bất động sản sẽ bị chính sách quốc gia ảnh hưởng, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Bây giờ mọi người cứ mở miệng là nói quá trình đô thị hóa, giống như quá trình đô thị hóa của Trung Quốc còn kém quá xa các nước phương Tây. Khi phát triển kinh tế đến trình độ nhất định thì quá trình đô thị hóa là không thể nghịch chuyển, như vậy quá trình đô thị hóa của Trung Quốc cũng sẽ là động lực giúp thị trường bất động sản phát triển liên tục. Nhưng thực tế trong quá trình đô thị hóa cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như nông dân mãi không thể dung nhập vào hệ thống đô thị, bọn họ không thể trở thành người thành phố chính thức, đây là khiêu chiến lớn đối với chính quyền. Mà ngành bất động sản phát triển nóng cũng khiến giá nhà đất tăng cao. Trung ương, chính quyền địa phương không quá chú trọng đến xây dựng nhà xã hội, hệ thống an sinh xã hội nên gần như bài xích một bộ phận người dân ở bên ngoài thành phố, khiến cho việc sinh tồn của nông dân tại thành phố càng thêm khó khăn. Không có quy hoạch đô thị khoa học sẽ chỉ mang tới áp lực và hỗn loạn cho đô thị. Ở điểm này Triệu Quốc Đống lo Ngô Nguyên Tể phán đoán có quá lạc quan không? Khi hắn biết được trong hội nghị công tác kinh nghiệm quý 3 toàn tỉnh, Tống Quốc Lương đã lên tiếng về quy hoạch phát triển đô thị của Côn Châu, đối phương nói đây là quy hoạch không có đầu mối và khoa học, tư tưởng mới không dựa vào trụ cột kinh tế thực tế, Triệu Quốc Đống có thể nhận ra ngay vấn đề đang được làm phức tạp hóa. Tống Quốc Lương không ngu, Ngô Nguyên Tể đến Côn Châu làm bí thư thị ủy một thời gian nhưng chưa hoàn toàn nắm giữ được cả Côn Châu. Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt mỗi người đều có một nhóm người ủng hộ ở thị ủy, ủy ban. Nhưng làm bí thư thị ủy, Ngô Nguyên Tể có ưu thế rõ rệt nên thắng ở cuộc tranh luận này. Vương Liệt có tính cách rất cứng rắn, lúc trước Triệu Quốc Đống có ý muốn đối phương rời khỏi Côn Châu, Vương Liệt từ chối. Bây giờ đi đến bước này đúng là làm người ta khó giải quyết. Anh nói là Chủ tịch Đào cũng điểm danh phê bình tư tưởng của Côn Châu không thực tế. Triệu Quốc Đống vốn cầm cốc trà lên lại bỏ xuống. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Ngô Nguyên Tể. Đúng là lạ, Chủ tịch Đoàn trong thời gian này khá im ắng, thật không ngờ. Ồ, tôi cũng không ngờ đến. Chủ tịch Tống trừng mắt thì tôi không nói gì, nhịn cho xong chuyện. Nhưng Chủ tịch Đào cũng nói ra thì tôi không thể giả câm giả điếc không nghe thấy. Trưởng Ban Triệu, anh nói tôi là bí thư thị ủy nên làm như thế nào? Hay là đưa chức này cho Vương Liệt làm? Ngô Nguyên Tể cười cười xua tay nói. Xem ra tôi làm bí thư thị ủy Côn Châu không tốt lắm, nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đều nói giúp Vương Liệt, giống như tôi là bí thư thị ủy không được Vương Liệt làm thị trưởng thích thì phải. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, một người có tính cách cứng rắn, một người quật cường. Hai người vốn có khúc mắc, bây giờ lại có mâu thuẫn trong quan điểm công việc khiến cục diện Côn Châu xuất hiện xu thế, không đội trời chung. Đào Hòa Khiêm ẩn nhẫn đã lâu GB đột nhiên phát lực rõ ràng không có ý đồ tốt. Lai lịch của Vương Liệt quyết định thái độ của Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương. Lúc này bọn họ nhảy ra cũng là do suy nghĩ rất cẩn thận. Bên Trương Bảo Quốc tạm thời còn không có động tác, nếu ba người này hợp sức thì chỉ sợ vấn đề không hề đơn giản. Vương Liệt có tiếng tăm khá tốt ở tỉnh, thậm chí ngay cả Dương Bưu, Thương Vô Bệnh cũng có ấn tượng tốt đối với Vương Liệt. Tư lệnh quân khu tỉnh Tương Thiên Quý nghe nói có quan hệ mật thiết với Vương gia. Tôn Tiến nghe nói lúc ở Bắc Kinh đã quen biết Vương Liệt. Sau khi tới Điền Nam, quan hệ của cả hai càng thân hơn. Một khi biến thành cuộc tranh luận về tính khí giữa hai người Vương Liệt, Ngô Nguyên Tể thì đúng là khó có thể xử lý ổn thỏa. Ngô Nguyên Tể là người được mình và Thái Chánh Dương đẩy lên làm bí thư thị ủy Côn Châu. Lúc ấy đề cử Ngô Nguyên Tể thì Trử Liễu cùng Thương Vô Bệnh đều có ý kiến khác, cho rằng Ngô Nguyên Tể cường thế bá đạo, thiếu sự rộng lượng, ở bên thị xã Hồng Sơn cũng đã có phản ứng. Chẳng qua Thái Chánh Dương đã đè xuống các ý kiến khác nên Ngô Nguyên Tể mới được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua. Bây giờ tình hình có biến,
chức thường vụ tỉnh ủy của Ngô Nguyên Tể mãi chưa được phê duyệt, đây là một ẩn số. Có lẽ Đào Hòa Khiêm cùng Tống Quốc Lương đúng là thấy được việc này nên mới lợi dụng mâu thuẫn giữa Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt để gây chuyện. Ngô Nguyên Tể thấy Triệu Quốc Đống không nói thì cũng biết đối phương đang cân nhắc tính nghiêm trọng của vấn đề. Y cười khổ nói. Trưởng ban Triệu, tôi cảm thấy việc này sợ mình phải lên báo cáo với Bí Thư Thái. Tôi và Vương Liệt không có mâu thuẫn cá nhân mà là không nhất trí về quan điểm trong công việc. Trong hội nghị thường vụ chúng tôi đều công khai nói ra quan điểm của mình, không biết ai ở sau lưng đâm này đâm kia. Tôi cảm thấy đây vốn là chuyện rất bình thường sao lại biến thành như vậy. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn bực, chuyện này không thể nói Ngô Nguyên Tể làm không đúng, Vương Liệt cũng không sai. Chẳng qua vào lúc đặc biệt này nó diễn ra rồi bị người lợi dụng nên chuyện đang có xu thế phát triển theo hướng không thể khống chế. Sau khi Ngô Nguyên Tể rời đi, Triệu Quốc Đống nhốt mình trong văn phòng ngồi suy nghĩ. Ngô Nguyên Tể phải tiếp tục làm bí thư thị ủy Côn Châu, đó là điều không thể thay đổi, nếu không sẽ là đả kích lớn vào uy tín chính trị của mình và Thái Chánh Dương. Về phần ban tổ chức cán bộ trung ương mãi chưa phê duyệt chức thường vụ tỉnh ủy của Ngô Nguyên Tể thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần tỉnh ủy không thay đổi ý kiến như vậy ban tổ chức cán bộ trung ương sớm muộn cũng phải xác định, mà bọn họ cũng không thể kéo quá lâu. Ngô Nguyên Tể không thể động, Côn Châu muốn khôi phục bình thường thì không thể để người khác lợi dụng mâu thuẫn giữa Ngô Nguyên Tể, Vương Liệt. Như vậy chỉ có thể để Vương Liệt rời đi. Nhưng lúc trước Vương Liệt rất kiên quyết nói không đi. Vương Liệt cố chấp như vậy thì mình có thể thuyết phục được không? Vấn đề này khó giải quyết. Nếu Vương L. Liệt vẫn nhất quyết không rời Côn Châu, tỉnh ủy có lẽ chỉ có thể mạnh mẽ điều chỉnh. Như vậy có thể tạo thành cơn gió lốc trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy không? Phản ánh điều chỉnh này có được đại đa số thường vụ tỉnh ủy tán thành không? Một khi ý kiến của mình bị bác bỏ thì sao? Vương Liệt nếu quyết tâm ở lại, lại có Đào Hòa Khiêm cùng Tống Quốc Lương thậm chí Trương Bảo Quốc là kẻ có ý đồ đứng sau ủng hộ, nếu như mấy thường vụ tỉnh ủy có quan hệ tốt với Vương Liệt cũng đứng ra thì sẽ tạo thành một chuyện không thể dự đoán. Mặc dù Thái Chánh Dương có thể ảnh hưởng đến thái độ của mấy người Trừ Liễu, Dương Bưu cùng Thương Vô Bệnh, nhưng nếu việc đi đến trình độ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Thái Chánh Dương. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống không thể để cục diện này xuất hiện. Hắn cần phải diệt ngay mầm mống việc này từ trong trứng nước. Mà giải chuông phải tìm người đeo chuông. Đào Hòa Khiêm cùng Tống Quốc Lương không biết quan hệ giữa mình và Vương Liệt không hề đơn giản như bề ngoài. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có thể làm gì đó. Quyển 17, chương 113. Anh biết rồi, chú có tính toán gì không? Thái Chánh Dương ngồi sau bàn làm việc, mặt không chút thay đổi nhưng trên trán đã lộ ra tia buồn phiền. Em muốn nói chuyện với Vương Liệt, nghe suy nghĩ của y. Triệu Quốc Đống cẩn thận nói. Bây giờ còn không rõ suy nghĩ của y nên em không tiện quyết định. Không nên xem nhẹ sức phán đoán của Vương Liệt, có một số người nghĩ rằng có thể mượn việc này gây sóng gió. Thái Chánh Dương xua tay nói. Trước khi nói chuyện với Vương Liệt cũng cần suy nghĩ đủ các bước. Hiện nay cục diện Điền Nam đang ổn định, đúng là thời cơ tốt để triển khai công việc, anh không hy vọng lại bị chuyện này khiến lòng người xao động. Thái Chánh Dương cũng có chút tức giận vì chuyện đột nhiên xảy ra này. Quan hệ giữa Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt không tốt thì y biết, nhưng đột nhiên kích phát đến trình độ này là không ngờ đến. Làm người ta lo nhất chính là Đào Hòa Khiêm cùng Tống Quốc Lương cũng mượn cơ hội làm khó dễ, trên danh nghĩa ủng hộ quan điểm của Vương Liệt, nhưng rất rõ ràng là nhằm vào Ngô Nguyên Tể mới tới Côn Châu. Cũng may Ngô Nguyên Tể còn có chút tài năng, cơ thể khống chế cục diện ở thị ủy Côn Châu, không đến mức tiến lui không được. Em hiểu cho nên em hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết việc này. Triệu Quốc Đống nói, đánh rắn đánh vào thất thốn, chỉ cần giải quyết được tư tưởng của Vương Liệt thì em nghĩ người khác muốn mượn việc này sinh sự cũng uổng công. Chú nắm chắc không? Thái Chánh Dương từ chối cho ý kiến. Không dám nói là tuyệt đối nhưng em nghĩ mình và Vương Liệt có thể tìm được tiếng nói si sung. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Ồ, vậy chú đi xử lý. Ừ, chỉ cần chú thấy thích hợp thì có thể tự quyết định. Thái Chánh Dương không nhiều lời mà trao quyền lực cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có thể đưa ra phương án giải quyết vấn đề ngay khi vừa nhận được tin tức đủ để chứng minh sự nhạy cảm chính trị và trưởng thành của hắn đủ để đảm nhiệm cương vị trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Xem ra Triệu Quốc Đống ngồi trên vị trí này có lợi không nhỏ. Thái Chánh Dương cũng muốn xem thủ đoạn của Triệu Quốc Đống khi xử lý việc này. Làm một cán bộ lãnh đạo có sự nhạy cảm chính trị còn chưa đủ, còn cần có năng lực ứng phó với biến hóa bất ngờ. Vâng,
em lập tức an bài gặp Vương Liệt. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Vương Liệt nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì y cũng mới vừa từ văn phòng Đào Hòa Khiêm đi ra. Y nói chuyện khá lâu với Đào Hòa Khiêm, Đào Hòa Khiêm lại bảo y sang chỗ Trương Bảo Quốc, nói là Trương Bảo Quốc có thể cũng muốn nghe báo cáo quan điểm công việc của Vương Liệt. Vương Liệt khá do dự. Vương Liệt không ngu, sau hội nghị thường vụ thị ủy Côn Châu đã tạo ra cơn sóng gió rất lớn làm nhiều người cảm thấy không khí chính trị thay đổi. Cục diện rằng có ở hội nghị thường vụ Côn Châu đột nhiên bay lên ảnh hưởng đến cục diện chính trị Điền Nam, điều này làm Vương Liệt lạnh sống lưng. Y cho rằng quan điểm của mình với Ngô Nguyên Tể có mâu thuẫn đã vượt quá phạm trù ở cấp thành phố, đã bị nhiều người có ý đồ làm lớn chuyện. Hai hôm nay y nhận được không ít cuộc điện thoại nhưng ở vấn đề này y cần phải tuyệt đối cẩn thận. Sự quan tâm của Chủ tịch Đào thì Vương Liệt ghi nhận, Chủ tịch Tống khẳng khái ủng hộ cũng làm y động tâm. Nhưng còn Trương Bảo Quốc, Vương Liệt không dám xác định, mình vô tình thành quân cờ ở bàn cờ Điền Nam, một quân cờ bị cả hai bên chú ý và nhất định muốn có được. Mặc dù làm đến thị trường, muốn kiên định làm việc mà lại khó khăn như vậy, Vương Liệt không khỏi thấy mất mát. Triệu Quốc Đống gọi điện cho mình thì có thể thế nào chứ? Khuyên mình tiếp tục cùng làm việc với Ngô Nguyên Tể trong tình trạng dày vò lẫn nhau này, hay là bảo mình không nên dễ dàng bị đám người có ý đồ đầu độc. Nghĩ vậy Vương Liệt không khỏi cười cười tự giễu. Thế giới này là như vậy, giống như anh đứng sai vị trí sẽ bị đẩy vào bụi gai ngay. Nhưng chẳng lẽ vì tránh như vậy mà mình vứt bỏ nguyên tắc của mình sao? Trương Bảo Quốc và Triệu Quốc Đống, ai mà không vì lợi ích của chính bọn họ. Vương Liệt thở dài một tiếng, y đúng là cảm thấy rất buồn phiền. Trương Bảo Quốc rất quen với mình nhưng còn Triệu Quốc Đống. Bí thư Bảo Quốc cũng bảo tôi tới văn phòng một chuyến. Vương Liệt lạnh nhạt nói. Ừ, tại sao không đi? Triệu Quốc Đống cười nói. Hoặc là sau khi hai chúng ta nói chuyện xong thì anh cũng có thể đi nghe một chút. Vương Liệt chăm chú quan sát vẻ mặt rất bình tĩnh của Triệu Quốc Đống. Y lắc đầu nói. Trưởng ban Triệu, ngài thật sự nắm chắc thuyết phục được tôi. Đó là do tôi hiểu anh. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Vương Liệt nếu như vì quyền lực mà tổn hại các thứ khác thì tôi nghĩ mình đã không tìm anh tới. Tại sao tất cả đều cho rằng tôi sai lầm? Vương Liệt hơi động tâm nói. Ai nói anh sai? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Mắt Vương Liệt sáng lên nhưng lập tức bình tĩnh lại. Triệu Quốc Đống này nói vậy là có ý gì? Nhưng đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, hoặc là nói quan điểm của hai chúng ta khá nhất trí. Đảng ta từ trước đến giờ vẫn có nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Quan điểm của Ngô Nguyên Tể đã được Hội nghị Thường vụ Thị ủy Côn Châu tán thành, đưa ra nghị quyết. Tôi cho rằng không cần tiếp tục tranh luận ai đúng ai sai. Mặc dù không cùng ý kiến có thể bảo lưu, mà cá nhân tôi cho rằng anh trong công việc sau này vừa kiên quyết chấp hành ý kiến của thị ủy, về phần khác có thể thông qua công việc hàng ngày để trình bày và đẩy mạnh quan điểm của mình, mong được đối phương và các thường vụ khác tán thành. Dù sao chúng ta cũng chỉ có thể đại biểu cho chính mình, dù là chính xác hay không thì chúng ta cũng cần thông qua một quá trình để thực hiện ý đồ của mình. Vương Liệt nghe ra ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống nhưng y không nói gì. Ngô Nguyên Tể cũng là người có cá tính rất mạnh như anh vậy. Bình thường nếu muốn thuyết phục đối phương thừa nhận quan điểm của mình đúng là không dễ, giống như Ngô Nguyên Tể cảm thấy rất khó khăn để thuyết phục được anh. Triệu Quốc Đống không để ý thái độ của Vương Liệt mà tiếp tục nói. Chúng ta không thể vì cảm thấy quan điểm của mình không được giải thích rồi oán giận, thậm chí có tâm lý bài xích dẫn đến vô thức đối đầu, đây không phải biểu hiện của một cán bộ lãnh đạo chân chính. Vương Liệt lúc này mới trầm giọng nói. Trưởng ban Triệu, vậy ngài cho rằng tôi nên làm gì bây giờ? Thật lòng mà nói nếu tôi ở vào vị trí của anh, tôi cũng rất khó chịu. Bởi vì đối phương không tiếp thu ý kiến của mình, ai cũng nói chân lý thường nằm trong tay thiểu số. Đây có lẽ cũng là suy nghĩ của người đơn độc đi về phía trước. Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu tôi là anh tôi sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng mà kiên quyết chấp hành chỉ thị của thị ủy, sau đó thông qua con đường bình thường để thể hiện quan điểm của mình, có thể phản ánh lên cấp trên chứ không phải là cáo trạng. Như vậy sẽ dễ được ủng hộ và giải thích hơn. Vương Liệt khẽ thở dài một tiếng, xem ra Triệu Quốc Đống cũng không có biện pháp rất tốt giải quyết vấn đề này. Vương Liệt. Thực ra chúng ta có thể đổi lại một góc độ mà nhìn nhận vấn đề. Có lẽ Ngô Nguyên Tể cũng cho rằng quan điểm của mình là chính xác, y cũng nuối tiếc vì không thể làm anh tiếp nhận quan điểm của mình. Triệu Quốc Đống như đã hạ quyết tâm. Tranh chấp quan điểm của hai người đã làm tỉnh ủy rất chú ý. Tôi nghĩ tỉnh ủy sẽ cân nhắc vấn đề này.
Nghe được ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống, ánh mắt Vương Liệt trở nên sắc bén hơn. Tỉnh ủy muốn tôi rời đi. Đồng chí Bí thư Thị ủy thị xã Ngọc Hà, Lý Hiếu Văn sắp tới sẽ có điều chỉnh công việc, Bí thư Thái và tôi có ý để anh chủ trì công việc Ngọc Hà. Đây mới là suy nghĩ của tôi và Bí thư Thái chứ chưa trao đổi với lãnh đạo khác. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đây là tôi nói ra với Bí thư Thái. Ngọc Hà là thị xã đứng thứ ba về kinh tế của Điền Nam, thu tài chính chỉ thấp hơn Côn Châu, phát triển kinh tế cũng rất vững chắc nhưng Ngọc Hà chỉ có một ngành nghề chủ đạo đó là quá dựa vào ngành sản xuất thuốc lá. Từ lâu dài thì thấy đây là nhân tố gây ảnh hưởng đến sự phát triển liên tục của Ngọc Hà. Ngọc Hà rất gần Côn Châu, tài chính tốt đẹp nên có đủ tiềm lực tài chính xúc tiến phát triển ngành công nghệ sinh học và quang điện mà anh đưa ra. Bí thư Thái cũng rất hứng thú với hai ngành này. Theo tôi thấy thì Ngọc Hà còn có vài ưu thế tốt hơn Côn Châu. Vương Liệt thật lâu không nói, Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, hắn tin Vương Liệt hiểu được khổ tâm và ý đồ của mình. Quyển 17, chương 114. Bỏ máy xuống, Tống Quốc Lương tức giận vung tay ném gạt tàn bằng thủy tinh xuống đất. Gạt tàn có chất lượng tốt, ném xuống lăn vài vòng mà không vỡ. Mẹ kiếp, con chó không biết thức thời. Tống Quốc Lương không nhịn được chửi một câu. Nếu không tìm cách phát tiết cơn tức giận trong lòng, y cảm thấy quả thực khó có thể nhịn nổi. Thở hổn hển vài hơi, Tống Quốc Lương mở khuy cố như muốn mình mát mẻ hơn. Đi vòng mấy vòng trong phòng, Tống Quốc Lương mới cảm thấy tâm trạng mình thoáng bình phục một chút. Y cầm máy gọi ra ngoài. Tiểu Tương, Chủ tịch Hòa Khiêm có nhà không? Không có, đi đâu vậy, cậu biết không? Tây Sơn, Chủ tịch Hòa Khiêm đi một mình, điện thoại cũng không mang ư. Ừ tôi biết rồi. Tống Quốc Lương bỏ máy xuống chán nản ngồi lên ghế. Đào Hòa Khiêm xem ra đã biết tất cả đã không có đường sống nữa. Bên mình như là kẻ diễn kịch còn Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống lại là người ngồi xem. Tên Vương Liệt đáng chết. Đào Hòa Khiêm chắp tay đi trên con đường đá, đi cạnh y là trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh Tạ Vĩnh Tường, một cấp dưới đi theo y gần 20 năm. Chủ tịch nghỉ một chút thôi, chúng ta ở tuổi này đi nhanh như vậy cũng nên chú ý. Người ra mồ hôi rồi gió thổi vào là không chịu được đâu. Tạ Vĩnh Tường đi chậm lại nói. Ồ, lão Tạ, chúng ta thật sự đã già rồi sao? Nhớ lúc trước hai chúng ta đi bộ trên núi mấy ngày mà không mệt. Đào Hòa Khiêm thở dài nói. Tuổi không buông tha người, thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua. Tạ Vĩnh Tường cảm thấy tâm trạng của Đào Hòa Khiêm nhấp nhô không ngừng, biết là tin tức ban chiều làm cho Đào Hòa Khiêm bị kích thích. Nhưng loại chuyện này y làm trưởng ban thư ký cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lấy thân phận bạn bè lâu năm mà an ủi. Chủ tịch, tuổi của chúng ta không còn trẻ, cũng nên là lúc để đồng chí còn trẻ xông xáo. Bây giờ chúng ta nói chính là khoa học. Tạ Vĩnh Tường thản nhiên nói. Đào Hòa Khiêm nở nụ cười. Lão Tạ, sao, còn sợ tôi không vượt qua được ư? Yên tâm, dù như thế nào thì chúng ta cũng phải vượt qua. Nếu ngồi trên vị trí này thì chúng ta sẽ không thể chỉ ngồi ăn cơm thôi chứ. Chẳng qua anh nói cũng đúng, tuổi của chúng ta không thể so sánh với trước đây, cạnh mạnh háo thắng không thuộc về người ở độ tuổi của chúng ta. Điểm này tôi biết. Tạ Vĩnh Tường từ giọng của đối phương nghe ra một tia không phục. Y không khỏi thở dài một tiếng, tính cách Đào Hòa Khiêm nhìn như khiêm nhường nhưng trong lòng lại có tính không chịu thua. Thái Chánh Dương đến Điền Nam đã kích thích tính cách này của Đào Hòa Khiêm lên cao hơn nữa. Chỉ là Thái Chánh Dương cũng không phải hạng vừa, đến ở ẩn 2 năm, bắt đầu từ năm nay đã ra tay, từng bước thể hiện sức mạnh của bí thư tỉnh ủy. Mỗi một bước đều giấu trí đấu dũng với Đào Hòa Khiêm. Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc, Tống Quốc Lương đều xem nhẹ chiêu thức của Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương đẩy Triệu Quốc Đống lên phía trước, lợi dụng Trung ương không hài lòng với cục diện 2 năm qua của Điền Nam mà triển khai một loạt động tác mạnh. Nó khiến Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc cảm thấy Thái Chánh Dương như lấy trứng chọi đá. Mãi đến khi sự kiện Khúc Châu bộc phát đã khiến hai người Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc ngã lộn nhào. Chủ tịch, chuyện của Vương Liệt. Tạ Vĩnh Tường vừa nói tới đây, Đào Hòa Khiêm đã cắt ngang. Hôm nay không nói chuyện này, chúng ta đi leo núi, chuyện công việc để lúc làm việc nói chuyện. Tạ Vĩnh Tường lắc đầu. Y biết mặc dù bề ngoài Đào Hòa Khiêm không quá để ý tới chuyện này nhưng nó lại như cây kim đâm trong lòng Đào Hòa Khiêm, có lẽ cây kim này sẽ đâm trong lòng Đào Hòa Khiêm cả đời sẽ rất khó chịu. Tạ Vĩnh Tường không hy vọng thấy thủ trưởng kiêm bản thân của mình rơi vào cơn đau không thể hóa giải này. Chủ tịch, thực ra việc này cũng không có gì khó hiểu. Vương Liệt là kẻ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó, điểm này chúng ta biết rõ.
nhưng có thể y có khát vọng, Triệu Quốc Đống cũng rất lợi hại, dám can đảm quyết định. Thái Chánh Dương dùng người này quá tốt, chống lại được phó bí thư tỉnh ủy. Trên thực tế một bộ phận lớn quyền lực của Trương Bảo Quốc bị Triệu Quốc Đống đoạt lấy. Bây giờ Trương Bảo Quốc gần như không có tác dụng gì. Tạ Vĩnh Tường nói không quá khách khí, y vẫn coi thường Trương Bảo Quốc, cho rằng tên này thấy lợi nhỏ mà quên mạng, thiếu khí độ và rộng lượng, không biết đối phương lên làm phó bí thư tỉnh ủy như thế nào. Trương Bảo Quốc có thể nói còn kém xa Triệu Quốc Đống. Đào Hòa Khiêm cũng có chút nuối tiếc, Vương Liệt dựa vào phe Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống nằm ngoài suy đoán của y. Theo y thấy thực tế mình đã có lời hứa rất rõ ràng với Vương Liệt. Chỉ cần hắn kiên trì thì Ngô Nguyên Tể chỉ có thể từ chức khỏi vị trí bí thư thị ủy Côn Châu, như vậy chức bí thư thị ủy Côn Châu sẽ là của Vương Liệt. Lúc ấy Vương Liệt cũng động tâm, chỉ là Đào Hòa Khiêm không muốn ép Vương Liệt quá chặt nên đẩy Vương Liệt sang bên Trương Bảo Quốc, mong Trương Bảo Quốc thuyết phục. Không ngờ Vương Liệt sau tối đó lại im lặng, thậm chí còn không tới chỗ Trương Bảo Quốc. Mãi đến hôm nay mình mới biết tại sao lại như vậy. Lý Hiếu Văn đột nhiên điều tới làm Phó Cục trưởng Cục Kinh doanh Thuốc lá Quốc gia. Đây là vì để vị trí lại cho Vương Liệt. Thị xã Ngọc Hà có thực lực kinh tế mặc dù kém Côn Châu và Khúc Châu nhưng thu tài chính của Ngọc Hà lại vượt xa Khúc Châu, thậm chí còn hơn Côn Châu. Thu nhập bình quân cũng tương đương Côn Châu. Có thể nói vị trí bí thư thị ủy Ngọc Hà là vị trí bao người mơ tưởng. Rất nhiều cán bộ tuổi hơi cao và không có hy vọng tiến bộ đều hy vọng tới Ngọc Hà nhận chức. Công việc Ngọc Hà khá dễ dàng, vấn đề tài chính và kinh phí không có gì phải lo lắng, đây là nơi rất tốt để dưỡng già. Đối với Lý Hiếu Văn là người từ Cục Kinh doanh Thuốc lá Quốc gia đi ra, bây giờ có thể có cơ hội quay lại Cục Kinh doanh Thuốc lá Quốc gia làm Phó Cục trưởng chính là áo gấm về nhà. Vì thế việc điều chỉnh này đối với Lý Hiếu Văn mà nói là quá tốt đẹp. Tất cả chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã được xác định xong. Nhất là việc Lý Hiếu Văn đến Cục Kinh doanh Thuốc lá Quốc gia nhận chức ra thì theo Đào Hòa Khiêm biết ngoài Triệu Quốc Đống ra gần như không ai có thể trong vài ngày đó hoàn thành được. Qua đó cũng đủ thấy năng lực của Triệu Quốc Đống. Đào Hòa Khiêm dừng lại nhìn quanh một vòng sau đó nói. Chuyện đã kết thúc, bây giờ chúng ta không cần phải oán giận lẫn nhau. Ngô Nguyên Tể cũng tốt, Vương Liệt cũng tốt, bây giờ trong tỉnh đã cho bọn họ sân khấu để tự thể hiện mình. Ngày 18 tháng 11 năm 2005, tỉnh Điền Nam đưa ra thông báo miễn chức phó bí thư thị ủy Côn Châu của Vương Liệt, bổ nhiệm Vương Liệt làm bí thư thị ủy, đảng ủy thị xã Ngọc Hà. Cùng lúc đó Vương Liệt cũng từ chức thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố Côn Châu. Trước đó tỉnh ủy Điền Nam cũng đồng ý để đồng chí Lý Hiếu Văn thôi giữ chức bí thư thị ủy Ngọc Hà. Hội nghị thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Côn Châu lập tức bổ nhiệm phó bí thư thị ủy Trì Trọng Xanh làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng. Tỉnh ủy Điền Nam cũng lập tức bổ nhiệm ủy viên đảng ủy ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trưởng phòng số 3 Đinh Hoa làm phó bí thư thị ủy Côn Châu. Triệu Quốc Đống tự mình đưa Vương Liệt đến Ngọc Hà nhận chức. Ở trên xe Triệu Quốc Đống cũng nói rõ với Vương Liệt, hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận quan điểm của Vương Liệt về việc thành lập khu công nghiệp công nghệ sinh học và quang điện, nhất trí yêu cầu Vương Liệt dựa trên nền tảng khu khai phát Ngọc Hà mà thành lập khu công nghiệp kia. Cố gắng trong vòng 3 năm tạo được quy mô ban đầu của khu công nghiệp khoa học kỹ thuật công nghệ sinh học và quang điện Điền Nam, tiến vào nhóm các khu công nghiệp khoa học kỹ thuật hàng đầu của cả nước. Vì thế tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng sẽ trao quyền tự chủ và chính sách ưu đãi nhiều hơn nữa cho khu khai phát Ngọc Hà. Vương Liệt hiểu rõ ý của Triệu Quốc Đống. Tình hình tài chính của Ngọc Hà rất tốt, Triệu Quốc Đống giao vị trí bí thư thị ủy Ngọc Hà cho mình thực ra đã tốn không ít tâm huyết. Đây không đơn thuần là cho mình một vị trí mang tính an ủi mà thật sự muốn mình đạt thành tích ở Ngọc Hà. Điều này nói rõ đối phương rất tán thành quan điểm khu công nghiệp công nghệ sinh học và quang điện của mình. Việc này vừa vặn phù hợp ý đồ của Vương Liệt, y chính là muốn có sân khấu như Ngọc Hà để thể hiện, y sẽ đem các tài nguyên mình tốn nhiều tâm sức kinh doanh đến Ngọc Hà, để cho tỉnh ủy và Côn Châu nhìn xem Vương Liệt không phải người nói mà không biết làm, chứng minh quan điểm của mình dù ở Ngọc Hà vẫn sẽ là điểm sáng. Quyển 17, chương 115. Cuộc tranh luận xôn xao như hoàn toàn biến mất sau một đêm, cả Điền Nam từ trên xuống dưới đều khôi phục bình thường. Thực ra trận chiến này chưa bắt đầu đã kết thúc. Vương Liệt sau khi gặp mặt Thái Chánh Dương cũng có nghĩa tất cả không còn vấn đề gì hết, sau đó chẳng qua chỉ là một vài trình tự mà thôi. Dù Thái Chánh Dương hay là Đào Hòa Khiêm cũng đều rất chấn động dưới thủ đoạn và sự quyết đoán của Triệu Quốc Đống. Muốn hàng phục loại người như Vương Liệt không đơn giản chỉ vì lợi ích, anh cần phải hiểu được tâm tư của đối phương, hiểu suy nghĩ của đối phương, nắm được mong muốn của đối phương.
Điều này Triệu Quốc Đống đã làm được. Chức bí thư thị ủy Ngọc Hà thoáng cái đã làm Vương Liệt động tâm. Ngọc Hà rất gần Côn Châu, tình hình tài chính ở đây thậm chí không kém Côn Châu, hơn nữa cũng tránh được không ít trói buộc do nằm dưới mí mắt tỉnh ủy, ủy ban. Mà ở đây Vương Liệt có thể vẽ một bức tranh trên tờ giấy trắng để thể hiện năng lực, quan điểm của mình. Mà Triệu Quốc Đống hiểu và ủng hộ quan điểm của Vương Liệt cũng là nguyên nhân chính khiến Vương Liệt đồng ý với ý của Triệu Quốc Đống. Theo y thấy Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống thật sự hiểu và ủng hộ quan điểm của mình. Chỉ do tình hình đặc thù của Côn Châu nên Triệu Quốc Đống không thể không đề nghị y tới Ngọc Hà, điều này Vương Liệt có thể giải thích. Vương Liệt cũng không cứ bắt buộc phải ở lại Côn Châu, chỉ cần cho y một sân khấu thích hợp để chứng minh mình là đủ. Mà Ngọc Hà hoàn toàn thỏa mãn được yêu cầu của y. Lý Hiếu Văn lên cục kinh doanh thuốc lá quốc gia làm người ta rất khó tin. Nhưng nhiều năm sau đó rất nhiều người mới nghĩ ra có lẽ trước đó khi Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh báo cáo công việc đã tính tới việc này. Lý Hiếu Văn có tư cách lão thành, có công lớn trong sự phát triển kinh tế của Ngọc Hà. Vì thế nếu muốn Lý Hiếu Văn rời khỏi Ngọc Hà thì không có một sự an bài thích hợp là không được. Lý Hiếu Văn làm nhiều năm ở ngành sản xuất thuốc lá, có tình cảm sâu với ngành này, có quan hệ rộng ở ngành này. Bây giờ y lên cục kinh doanh thuốc lá quốc gia chính là chỗ đi tốt nhất. Đương nhiên muốn thực hiện được điều này thì tỉnh ủy Điền Nam trao đổi với ban tổ chức cán bộ trung ương không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Ở điểm này người Điền Nam coi như một lần nữa thấy được năng lực phi phàm của Triệu Quốc Đống. Ồ, Đinh Hoa, mới đi vài ngày mà đã muốn về nhà mẹ sao? Triệu Quốc Đống vào văn phòng thấy Đinh Hoa đang nói chuyện với Điền Vĩnh Thái và Phan Xảo. Trưởng ban Triệu, ngài đã về. Đinh Hoa đứng lên nói. Tôi vừa mới tìm hiểu được một chút tình hình bên đó nên vừa lúc cũng muốn lên ban báo cáo tình hình Côn Châu với trưởng ban Vĩnh Thái, vì thế tôi tới đây. Ngồi đi, anh có thể coi ban tổ chức cán bộ là nhà mẹ là tốt nhất, trước kia anh vẫn ở ban, bây giờ đến Côn Châu có thấy gì khác lạ không? Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu Đinh Hoa ngồi xuống. Vâng, tôi mới đi một tuần nên mới bắt đầu tiếp xúc công việc. Tình hình đúng là khác nhiều với lúc ở trên ban. Tôi bây giờ vẫn ôm thái độ làm học sinh đi tìm hiểu, rất sợ làm ngài mất thể diện. Đinh Hoa nói. Nói thật tôi thật sự làm không tốt sẽ khiến ngài mất mặt. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Không ai trời sinh đã biết tất cả. Tôi cũng không tin anh ở ban làm tốt như vậy mà đến Côn Châu lại không làm ăn được gì. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Đừng làm ra vẻ không tiền đồ như vậy, cần làm như thế nào thì anh cứ làm như vậy. Anh là phó bí thư thị ủy không phải do tôi đưa cái mũ đó cho anh, đây là quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, anh sợ gì? Đinh Hoa bị Triệu Quốc Đống mắng như vậy thật ra lại thấy thư thái trong lòng. Triệu Quốc Đống không coi y là người ngoài nên mới nói như vậy. Lần này y có thể làm phó bí thư thị ủy Côn Châu đã khiến vô số người hâm mộ, thậm chí ngay cả Tôn Ấu Lỗi đều chép miệng không thôi. Chẳng qua y cũng gặp áp lực lớn. Nếu ở vị trí phó bí thư Côn Châu làm không tốt thì mình đúng là thẹn với sự đề cử của trưởng ban Triệu. Xin trưởng ban Triệu yên tâm, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực nhanh chóng làm quen hoàn cảnh, quen thuộc công việc tiến vào trạng thái, không phụ kỳ vọng của tỉnh ủy đối với tôi. Lúc này Đinh Hoa chỉ có thể dùng loại lời này để thể hiện quyết tâm. Ừ, tình hình Côn Châu không thể so sánh với các nơi khác. Làm phó bí thư thị ủy, anh cần phải đứng ở góc độ gì để nhìn nhận vấn đề thì tôi nghĩ anh cũng biết. Anh vừa cần ủng hộ công tác của Ngô Nguyên Tể cùng Trì Trọng Văn, cũng cần giữ đầu óc tỉnh táo, ở vấn đề mang tính nguyên tắc thì nhất định phải có thái độ của mình. Hai câu này của Triệu Quốc Đống làm ngay cả Điền Vĩnh Thái, Phan Xảo ở bên cũng nghe ra ít mùi. Bọn họ vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống là người kiên định ủng hộ Ngô Nguyên Tể, Vương Liệt đến Ngọc Hà chính là minh chứng, nhưng hai câu này chẳng lẽ Triệu Quốc Đống cũng lo lắng về sự cộng tác giữa Ngô Nguyên Tể cùng Trì Trọng Văn. Đinh Hoa đương nhiên cũng nghe ra ý trong đó. Triệu Quốc Đống không nói rõ nên Đinh Hoa không tiện hỏi cũng may thời gian về sau còn dàn, mình cũng có cơ hội quan sát tình hình Côn Châu. Thay đổi nhân sự Côn Châu cũng tạo ra không ít tranh luận. Việc Đinh Hoa làm phó bí thư thị ủy Côn Châu thực tế cũng có không ít ý kiến không đồng nhất. Ngô Nguyên Tể hy vọng Trương Ân Quân làm phó bí thư thị ủy nhưng Triệu Quốc Đống khi trưng cầu ý kiến của Trì Trọng Văn thì đối phương nói rõ Trương Ân Quân không quá thích hợp, mà Vương Liệt lúc nói chuyện với Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ Trương Ân Quân có phẩm chất hơi kém. Điều này khiến cho Triệu Quốc Đống cuối cùng quyết định thuyết phục Thái Chánh Dương từ chối chọn Trương Ân Quân mà đẩy Đinh Hoa lên. Triệu Quốc Đống cũng thông qua một vài con đường biết được tình huống của Trương Ân Quân. Người này có năng lực không quá kém,
lúc làm bí thư huyện ủy và phó thị trưởng đã chứng minh điểm này, nhưng quan điểm chính trị lắc lư không chừng, thiếu chủ kiến, đây là nhược điểm lớn nhất của y. Nhận được tin Dương Thiên Bồi bị tai nạn nằm viện, Triệu Quốc Đống dự định về Ando nên xin phép với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương rất hào phóng cho hắn nghỉ 3 ngày, đương nhiên trong đó kể cả 2 ngày cuối tuần, thực tế chỉ cho hắn 1 ngày 2 đêm nghỉ. Sáng thứ hai hắn phải bay về Côn Châu. Dương Thiên Bồi bị tai nạn không phải do vấn đề chất lượng xe. Mặc dù Dương Thiên Bồi rất bận nhưng xe Audi mà Dương Thiên Bồi đi đều được bảo dưỡng cẩn thận. Lần này Dương Thiên Bồi đen khi đi bộ bị gặp một bác gái trung tuổi mới lái xe đâm phải. Quyển 17, chương 116. Bồi ca, em còn tưởng anh vì lần tai nạn xe này mà gặp mối tình như trên phim, kết quả lại gặp bác gái lớn hơn anh không biết bao tuổi. Có phải thấy rất thất vọng không? Triệu Quốc Đống ngồi trên giường bệnh cười ha hả nói. Em đoán anh thấy bác gái kia từ xe đi ra nhất định sẽ thấy đau lòng hơn đau ở chân. Thằng danh này, anh thấy chú ở Côn Châu suốt ngày phải nghiêm mặt nghênh đón cán bộ nên điên rồi vì thế mới lấy cớ chạy đến đây chọc anh hả? Dương Thiên Bồi nằm trên giường cười cười nói với Triệu Quốc Đống. Bồi ca, cũng là anh hiểu em. Chức trưởng ban tổ chức cán bộ kia đúng là không thích hợp em. Công tác chủ yếu là làm công tác tư tưởng với người, cả ngày nghĩ người khác như thế nào, nói chuyện với đồng nghiệp cũng phải lấy thái độ ẩn dụ, mặt nạ lúc nào cũng phải mang theo. Triệu Quốc Đống trước mặt Dương Thiên Bồi cũng không cần e ngại. Bồi ca nói em là người anh minh thần võ như vậy mà suốt ngày phải làm việc đó có phải là quá áp lực không? Anh lần này coi như cho chú cơ hội nghỉ ngơi 2 ngày để phát tiết tính đàn ông của chú. Nếu không anh nghĩ chú thành ông cụ non mất. Dương Thiên Bồi thực ra bị thương không nặng chỉ hơi dạn xương. Bác sĩ yêu cầu nằm nghỉ ngơi 1 tháng, tránh vận động làm cho Dương Thiên Bồi rất khó chịu. Ai nói không phải chứ? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế. Đến một hoàn cảnh mới nên cần phải làm quen từ đầu, một lần nữa làm quen người mới, một lần nữa quen với quan hệ xã hội mới, đâu dễ dàng như vậy. Hơn nữa ở vị trí này muốn tìm người tâm phúc đâu có dễ. Có đôi khi nằm trên giường em vẫn suy nghĩ hôm nay mình sẽ gặp ai, nói chuyện gì, ý đồ của đối phương là ở đâu. Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng trong lòng, biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm người khác si mê. 35 tuổi đã thành trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, đây đúng là như một thần thoại, nếu như nói hắn có gia thế hơn người thì còn có thể giải thích, nhưng chỉ người biết rõ hắn từng bước lập nghiệp ở cơ sở mới biết chi tiết thật của hắn. Thiên Phu vốn định tiến vào thị trường bất động sản Côn Châu nhưng bởi vì Triệu Quốc Đống nhận chức ở Điền Nam nên Thiên Phu không thể không tạm thời hoãn kế hoạch này lại. Đương nhiên Dương Thiên Bồi cũng chắc chắn Triệu Quốc Đống không thể ở lại Điền Nam quá lâu, tối đa là 2 năm. Chỉ cần Triệu Quốc Đống vừa rời khỏi Điền Nam thì Thiên Phu sẽ có thể quy mô lớn tiến vào Côn Châu. Triệu Quốc Đống ở phương diện này có thể nói là quá hoàn mỹ. Mặc dù vì thế Thiên Phu bị chút ảnh hưởng nhưng Dương Thiên Bồi và ZZ đều hiểu. Dù sao cống hiến của Triệu Quốc Đống đối với Thiên Phu là vượt quá sự được mất của một thành phố. Nếu như Triệu Quốc Đống thật sự có thể dấn thân vào Thiên Phu hoặc tập đoàn Thương Lãng thì Dương Thiên Bồi tin rằng hai công ty sẽ phát triển thêm vài tầng nữa. Nhưng Triệu Quốc Đống không có chí kinh doanh, điều này làm Dương Thiên Bồi rất nuối tiếc. Không Quốc Đống, chú đi đến đâu thì sẽ đi đôi giày đó. Thế giới này vốn là như vậy, trên trời đâu có chuyện tốt cái bánh rơi xuống đầu. Dương Thiên Bồi hơi nghiêng người ngồi dựa lưng vào ghế. Anh thật ra cảm thấy chú làm trưởng ban tổ chức cán bộ 2 năm cũng là tốt, có thể đền bù thiếu sót của chú. Chú càng cảm thấy khó chịu, khó giải quyết càng chứng minh chú càng cần rèn luyện ở phương diện này. Chú sẽ càng chứng minh sự trưởng thành của mình, cho nên anh cảm thấy chú đến Điền Nam là đúng, có lẽ đây là ý của Trung ương. Bồi ca, đúng là gừng càng già càng cay. Anh coi như hiểu thấu ý nghĩa em tới Điền Nam. Dương Thiên Bồi mặc dù là người kinh doanh nhưng bình thường có nhiều cơ hội với quan trường. Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đột nhiên rời khỏi tỉnh An Nguyên đến Điền Nam nhận chức, y cảm thấy nhất định là có ý nghĩa không bình thường. Hừ, tự thu xếp đi, quan trường hiểm ác, đường xa tối đèn, hơi không cẩn thận thì chú có thể ngã xuống không thể đứng lên nổi. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Hắc hắc, thật sự nếu ngã xuống không dậy nổi thì cũng có Thiên Phu hoặc Thương Lãng chờ em mà. Triệu Quốc Đống mặt dày nói. Anh đây thật đúng là cầu khẩn chú ngã. Dương Thiên Bồi nở nụ cười. Thiên Phu thiếu người cầm lái, chú tới thì anh dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc em sẽ không ngã, dù ngẫu nhiên thất bại một lần thì vẫn có thể đứng lên được. Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói. Dương Thiên Bồi cười cười một tiếng không nói nhiều ở chuyện này.
Ừ, lát nữa tiểu cù sẽ tới, có phải là hai người đã hẹn nhau không? Ồ, Vận Bạch sẽ tới đây ạ. Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa sợ. Cù Vận Bạch vẫn ở Dương Thành, Thiên Phù đã mở được cục diện bên Nam Việt, mặc dù còn chưa thể so sánh với mấy tập đoàn bất động sản khổng lồ của Nam Việt như Vạn Khoa, Bích Quế Viên nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với không ít công ty bất động sản tiến vào thị trường Nam Việt. Cũng vì như vậy Cù Vận Bạch dồn hết tâm trí và thể xác sang bên Nam Việt. Cô mặc dù vẫn là phó tổng giám đốc tập đoàn nhưng về cơ bản không hỏi công việc hàng ngày của tập đoàn. Cù Vận Bạch gần như là ba bước chạy ra khỏi phòng bệnh do ẻ mặt châm chọc của Dương Thiên Bồi làm cô nóng mặt. Ở đây mặc dù là phòng đặc biệt, phòng to như vậy chỉ có mình Dương Thiên Bồi ở. Nhưng thực tế bệnh của X cô cần phải như vậy. Triệu Quốc Đống nhìn một chút hành lang thấy không có ai nên hơi động tâm. Bây giờ là buổi chiều, người đi thăm bệnh ít tới giờ này. Phía sau phòng bệnh có một vườn hoa yên tĩnh. Hoàng hôn lưu lại một tia nóng cuối cùng. Nơi này khá yên tĩnh nên ít có người quấy rầy. Triệu Quốc Đống vô thức đưa tay ôm vòng eo đẫy đà của Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch chỉ cảm thấy nhịp thở của mình trở nên dồn dập, cô hơi sợ. Quốc Đống, đừng ở đây, có người nhìn thấy đó. Cù Vận Bạch rất nhanh bị Triệu Quốc Đống hôn, hàm răng dễ dàng bị lưỡi của hắn mở ra, chiếc lưỡi đó tiến vào miệng cô, chiếc áo cũng bị kéo ra khỏi thắt lưng. Cù Vận Bạch đương nhiên biết Triệu Quốc Đống muốn làm gì. Triệu Quốc Đống không để ý gì khác, ngón tay tiến dọc theo sống lưng tìm móc khóa áo lót nhưng không có thu hoạch gì. Móc phía trước, Cù Vận Bạch không nhịn được rên rỉ một tiếng. Triệu Quốc Đống lập tức đưa tay ra đằng trước tìm được mục tiêu nhẹ nhàng xoay, chiếc áo lót lập tức được tách ra, một cặp bánh bao nóng bỏng rơi vào tay hắn. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy cả người mình rơi vào trạng thái rất lạ, rất khát vọng lột sạch Cù Vận Bạch ngay tại đây rồi hành động. Cù Vận Bạch cũng bị cơn sóng tình đột nhiên ập tới cuốn trôi. Hai cơ thể ôm nhau dưới ánh mặt trời không muốn rời. Một tay Triệu Quốc Đống đã đưa ra sau quần cô, dọc theo bờ mông mà tiến vào khe hở kia. Không ngừng vân về bờ mông rắn chắc của cô, ngón tay đang không ngừng đưa tới chỗ đám cỏ kia. Không, Quốc Đống, không thể ở đây. Cù Vận Bạch gần như muốn cắn nứt môi mới làm mình tỉnh lại từ cơn mê say. Nếu có hành vi kia ở đây thì đúng là quá mất mặt. Triệu Quốc Đống cũng thầm hít sâu một hơi làm hai cơ thể hơi cách xa nhau một ít, ánh mắt hắn vẫn tham lam nhìn vào khoảng da thịt nóng bỏng kia. Năm nay nhiệt độ Ando khá cao, Cù Vận Bạch chỉ mặc chiếc áo sơ mi phía trong áo khoác. Áo lót do đã được cởi nên làm áo sơ mi có vết nhăn. Chiếc quần dài màu bạc càng tôn lên dáng người đẫy đà của cô. Đi thôi Quốc Đống, chúng ta về được không? Thấy Triệu Quốc Đống vẫn nhìn chằm chằm vào ngực mình, Cù Vận Bạch không khỏi run lên. Cô chỉ cảm thấy một cơn nóng chạy khắp người, cuối cùng chảy xuống bụng dưới, xuống nơi riêng tư làm cô vô thức khép chặt hai chân lại. Quyển 17, chương 117. Triệu Quốc Đống vươn vai làm cho Cù Vận Bạch nằm dễ chịu hơn trong lòng mình. Mái tóc vẫn đen bóng lên, mùi cỏ cây thơm mát quanh quẩn trên mũi, vành tai đến má đều đỏ hồng chưa tan do mấy lần hưng phấn. Cù Vận Bạch đã gần 40 nhưng do hay tập thể dục và chăm sóc sức khỏe nên cô trông trẻ hơn 5-6 tuổi, nhìn chỉ khoảng 34-35 tuổi. Da thịt vào tay vẫn mịn màng trơn bóng như 10 năm trước, Triệu Quốc Đống thậm chí mơ hồ cảm thấy thời gian quay lại hoặc là về giây phút đêm đó. Mà bây giờ Cù Vận Bạch đã sinh cho mình được đứa con gái mấy tuổi. Quốc Đống, em ở Điền Nam rất mệt. Cù Vận Bạch nhẹ nhàng nói vào bên tai hắn. Ừ, trước đây chưa chính thức làm ở mảng này nên chậm tiến vào trạng thái công việc. Nhưng bây giờ đã tốt hơn chút, về cơ bản đã quen. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Làm việc gì cũng sẽ đắc tội không ít ngồi, vị trí này đúng là không dễ ngồi. Không dễ ngồi mà có vô số người muốn nói rõ sức hấp dẫn của vị trí này. Nhìn Cù Vận Bạch nằm trong lòng mình, trên gương mặt trắng mịn vẫn lộ rõ vẻ đỏ ửng, đôi mắt đầy ân tình đang nhìn hắn. Vậy cũng đúng. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Cặp mông trần tròn đang đè ép ở bụng dưới của hắn, đôi bánh bao cao vút kia còn nằm trong tay hắn. Hắn hơi thoáng động lập tức cảm nhận được kích thích tới tận tâm can. Mà Cù Vận Bạch cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống không thể khống chế nên không ngừng giãy giụa eo trong chăn. Vài lần làm Triệu Quốc Đống lập tức có xúc động muốn tiến quân vào đồn địch. Triệu Quốc Đống gần như chỉ muốn nằm trên giường ôm Cù Vận Bạch trong lòng mà ngủ. Nằm trên giường nhìn Cù Vận Bạch dậy đi rửa mặt đối với Triệu Quốc Đống là sự hưởng thụ ngọt ngào nhất. Cù Vận Bạch rời giường đã là 9 giờ tối, 3-4 tiếng triền miên không ảnh hưởng đến tinh lực của hai người. Ngược lại càng làm trên mặt Cù Vận Bạch thêm nét quyến rũ, đây là biểu hiện xinh đẹp nhất khi một người phụ nữ được thỏa mãn tình dục.
sau cơn mưa móc làm cả người cô xuất hiện một hơi thở dễ chịu. Chiếc áo lót màu đen có móc đằng trước chắc là loại Victoria, chiếc quần lót bằng tơ tằm tạo thành nửa vòng cung trên bờ mông, lộ ra hơn phân nửa cánh cung trắng nõn. Chiếc quần lót hơi giống hình chữ T càng làm Cù Vận Bạch thêm quyến rũ. Triệu Quốc Đống đúng là không nghĩ Cù Vận Bạch theo tuổi tăng lên lại chú ý đến đồ trong như vậy, cách mặc đồ gợi cảm như vậy theo hắn nhớ mấy năm trước Cù Vận Bạch không quá thích. Triệu Quốc Đống thật ra thích biến hóa này của cô. Hắn không nghi ngờ Cù Vận Bạch có người đàn ông khác, từ cảm giác Anna ái triền miên là hắn có thể nhận ra vườn hoa này chỉ mở ra cho riêng mình. Lúc Cù Vận Bạch mặc lại áo lót gần như làm Triệu Quốc Đống đổ máu mũi, hai bên vú rất lớn bị áo lót đè ép lộ ra khe sâu vô tận, vùng bụng mặc dù sinh con nhưng vẫn rất phẳng, không có vết nhăn. Cù Vận Bạch kiên trì tập luyện nên một lần nữa lấy lại vóc dáng như xưa. Nhìn Cù Vận Bạch mặc từng thứ đổ lên người, Triệu Quốc Đống ngửa đầu vào giường lẳng lặng cảm nhận không khí ấm áp này. Sao, còn không dậy à? Kiều Huy có lẽ đã xuống máy bay, mình mau đi ăn thôi nếu không đói đó. Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào mình làm cô vừa tự hào lại thấy ngọt ngào. Mau đứng lên, chẳng lẽ còn muốn chị phục vụ em tận giường? Ừ, đúng là mong như vậy nhưng không dám nhờ. Triệu Quốc Đống cười nói. Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, lúc này mới thướt tha đi tới. Cô nhặt quần áo mà Triệu Quốc Đống ném ở đầu giường lên nói. Lại đây chồng của chị. Triệu Quốc Đống chỉ thấy cả người mình tê dại. Hắn rất đắc ý đưa tay ra để Cù Vận Bạch mặc đồ cho hắn. Cô vừa mặc vừa véo mạnh vào eo làm hắn đau đến nhe răng há mồm. Kiều Huy thấy Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch cùng đi đến quán liền biết đôi nam nữ này nhất định mới làm việc xấu. Nghe nói phụ nữ sau khi được người đàn ông mình yêu tẩm bổ thường có khí chất rất đặc biệt, luôn ở trạng thái tích cực cao. Cù Vận Bạch hai má đỏ ửng mắt sáng lấp lánh, dưới cổ cũng có một cảm giác lộng lẫy, mấy thứ này chỉ cần hơi quan sát là thấy được.